Quan Lộ Thương Đồ, chương khác. Tập 11. Chương 244, Luyến Tình ở Hong Kong. Hứa Tư mang từ Hải Châu tới hai trợ thủ, là Kinh Văn trên 40, sinh viên tốt nghiệp chuyên ngành tài chính, tính cách trầm ổn, nhưng hơi chất phác, mặc dù có học vấn, song không thích ứng được với môi trường đấu đá liên miên trong đơn vị sự nghiệp, tới trung niên vẫn chưa làm nên sự nghiệp gì, khi ở Quốc Sĩ chỉ là một kế toán bình thường. Đầu năm hạ quyết tâm bỏ đơn vị nhảy sang Cẩm Hồ, trình độ nghiệp vụ xuất sắc của hắn mau chóng được thừa nhận. Người còn lại là cô gái đanh đá tên Chu Giật, hết sức xinh đẹp, 26 tuổi, nhưng chưa có người yêu, một điều cực kỳ hiếm thấy. Theo lời cô ta, khi học đại học cô có bạn trai, song nhà bạn trai cô ta không đồng ý cho qua lại, còn nói con gái xuất thân từ nhà nghèo khó tính cách có thiếu sót, ít tu dưỡng, nhỏ nhen, hám lợi nhỏ v.v.v. Cô ta căm hận quyết phải làm nên sự nghiệp rồi mới tìm bạn trai, không cho cha mẹ nhà chồng đè đầu cưới cổ mình. Có sự phối hợp của Thính Hâm, tài liệu đăng ký công ty, mở tài khoản ngân hàng, sau khi nộp lên, ước chừng một tuần có thể đăng ký chính thức. Trước khi Hứa Tư tới Hong Kông, Trương Khác đã nhờ Thính Hâm thâm quyến chọn một mảnh đất gần Đại học Hong Kông, mặc dù địa ốc Hong Kông trải qua cuộc đả kích nghiêm trọng nhất từ năm 90 tới nay còn chưa khôi phục. Nhưng với 400 vạn của Trương Khác cũng chẳng mua được một văn phòng cho ra hồn. Văn phòng công ty ở Hong Kông đặt tầng 16 của tòa nhà 30 tầng được xây vào cuối thập niên 80, chỉ có cửa sổ ở hướng Bắc và hướng Đông, từ cửa sổ phía Bắc có thể nhìn thấy trường Đại học Hong Kông, phía dưới có quán cà phê, dưới cơn mưa giả dích đầu thu, những đôi tình nhân đang ngồi bên nhau thưởng thức đồ uống ngắm khung cảnh lãng mạn. Khi Thịnh Hâm thâm quyến chụp ảnh khu vực phụ cận gửi tới, Trương Khác quyết định chọn nơi này. Hứa Tư ở trong khu nhà cao cấp gần đó, là Kinh Văn, Chu Giật và những nhân viên công tác sau này được phái tới Hong Kông mỗi tháng được chu cấp thêm 2.000 đô la Hong Kông để thuê nhà. Hứa Tư vốn định ở cùng với Chu Giật, nhưng Trương Khác dứt khoát muốn cô ở trong khu nhà cao cấp, một là để đảm bảo an toàn, hai là Hứa Tư còn trẻ lại xinh đẹp quá mức, khó tạo nên uy quyền, nên cần phải giữ khoảng cách với nhân viên. Hòa đồng với nhân viên không phải cách thích hợp với mỗi một người chủ. Ăn cơm chưa xong. Phó Tuấn cùng La Kinh Văn, Chu Giật ở lại công ty, Trương Khác và Hứa Tư ngồi tàu điện ngầm tới trung tâm thành phố. Suốt cả buổi chiều, Trương Khác chỉ cùng Hứa Tư dạo phố, chẳng cần phải kiêng dè gì, hoàn toàn giống như một đôi tình nhân. Mặc dù trời mưa nhỏ, đôi tình nhân che ô đi bên nhau, lúc thì Hứa Tư khoác cánh tay Trương Khác, lúc nắm lấy ngón tay y rung răng rung rẻ, lúc Trương Khác vòng tay ôm vòng eo thanh mảnh của cô, đi hết đường Tinh Quang, đi tới tận đường Di Đôn. Đường Di Đôn rất nhiều hàng lâu, đến mười mấy năm sau chẳng sửa được thanh danh, Trương Khác mua cho Hứa Tư một lọ nước hoa lăng côm, một thỏi son và một hộp kem chống nắng nhãn hiệu của Pháp. Mỏi chân, hai người vào quán cà phê nghỉ ngơi, trao đổi bữa tối, nghỉ đủ rồi, lại nắm tay nhau lần lượt thưởng thức những món ăn vặt nổi danh của Hong Kông. Đi dạo cho tới tận 11 giờ đêm, Hứa Tư mới hạ quyết tâm nói. Thế là thỏa mãn rồi, ngày mai cậu về đi. Câu này làm Trương Khác chua xót. Mặc kệ ở giữa phố đông người ôm chặt lấy Hứa Tư. Cả hai gọi taxi về nơi Hứa Tư ở, Trương Khác xuống xe trước, Hứa Tư chân vừa chạm đất khẽ kêu lên một tiếng đau đớn, Trương Khác ôm lấy eo cô đỡ cho khỏi ngã, lo lắng hỏi. Chị làm sao vậy? Chân hơi đau. Trương Khác ngồi xuống, cởi giày của Hứa Tư, lòng bàn chân có vết máu khô, bàn chân nhỏ hơi sưng, Trương Khác chỉ nhìn đã lo thắt tim, đau lòng hỏi. Vậy mà em chẳng để ý, em là đồ ngốc. Nhưng chị phải nói sớm với em chứ. Hứa Tư cắn môi nói. Ngày mai cậu đã đi rồi, với lại cũng chẳng đau lắm. Trương Khác ruột gan rối bời. Chân còn lại thì sao? Hình như cũng hơi đau. Hứa Tư lấy dũng khí nói. Đỡ tôi vào. Trương Khác cúi người xuống bế yêu thương bế bổng Hứa Tư lên. Buông tôi ra. Hứa Tư hốt hoảng giãy giụa. Người ta nhìn thấy đấy, mau buông tôi ra. Trương Khác say đắm nhìn Hứa Tư. Chị đoán xem em có buông chị ra không? Nhìn đôi mắt đen thâm thúy, nụ cười đầy tà khí của Trương Khác, gò má Hứa Tư nóng lên, không vùng vẫy nữa, vùi đầu vào lòng Trương Khác, không dám nhìn ánh mắt của những người qua đường, há miệng ra cách lớp áo cắn ngực Trương Khác, còn nói nhỏ. Không được kêu đau. Trương Khác không kêu đau, y không thấy đau, vì trong lồng ngực y có chỗ đau hơn bội phần. Phòng của Hứa Tư rộng gần 40 mét vuông. Dù mới dọn tới không lâu, nhưng gọn gàng ngăn nắn, bài bố rất có phong cách cá nhân của Hứa Tư. Trương Khác đặt Hứa Tư lên giường, lấy bông tiệt trùng và cồn iốt, về phòng lòng chân Hứa Tư bị vỡ chảy máu xong đã đóng vảy,
Trương Khác mới khe khẽ đụng vào, Hứa Tư đã cau mày muốn kêu đau. Trương Khác lòng xót xa. Đau lắm phải không? Bình thường tôi chịu đau giỏi lắm. Hứa Tư xấu hổ cúi đầu xuống, trong lòng cảm thấy kỳ quái, tựa hồ ở cùng Trương Khác, cô trở nên hết sức yếu đuối, chút đau đớn cũng không chịu nổi. Trương Khác quay người lấy kéo trong vali. Làm gì đấy? Cắt tất. Trương Khác cầm kéo minh họa, đột nhiên cắt tất có một loại tình thú tà ác, đặc biệt hôm nay Hứa Tư mặc quần tất, nhìn bàn chân nhỏ của cô dưới mép váy, tinh tế thẳng tắp, đường vòng vung nhô lên ở bắp chân, bất giác dẫn dụ ánh mắt y hướng dần lên trên. Cậu nhìn đi đâu đấy hả? Hứa Tư khép chặt hai chân lại, tay chống lên giường, bầu ngực phập phồng lên xuống, thần thái, tư thế đều cực kỳ mê người. Chị mặc quần tấn rất khêu gợi đấy. Trương Khác làm điệu bộ hết chịu nổi nhào người tới, Hứa Tư cười khúc khích muốn rụt người lại đằng sau, nhưng chạm vào vết thương, không nhịn được á một tiếng. Đêm nay chị không trốn thoát được tay em nữa rồi. Trương Khác ngồi lại bên giường, thận trọng dùng kéo cắt chiếc tất mỏng của Hứa Tư, sợ Hứa Tư bị đau sợ cô ngứa đột nhiên vùng vẫy. Trương Khác cẩn thận từng ly từng tí dùng kim khêu vỡ vết phồng, rửa sạch bằng cồn iốt, lấy bông thấm nhẹ nhẹ. Hôm nay đi bộ quá nhiều, bắp chân Hứa Tư hơi sưng lên, Trương Khác đặt chân cô lên đùi mình, vừa giúp cô xoa bóp thông máu, vừa thích thú thưởng thức đôi chân ngọc tinh xảo trắng mịn. Hưởng thụ bàn tay dâm ran dễ chịu từ bàn tay Trương Khác, Hứa Tư vẫn không quên đưa tay giữ mép váy không cho Trương Khác thừa cơ nhìn trộm bên trong. Vừa rồi chỉ cắt đi chỗ tất ở bàn chân, vẫn còn bộ phận từ bắp chân trở lên, Trương Khác nuốt nước bọt nói. Chị cởi ra đi, để em xoa bóp cho. Ừ. Hứa Tư kéo chăn che người định cởi tất. Cởi như thế chạm vào chân chị sẽ lại đau đấy. Trương Khác dụ dỗ từng bước một. Vậy thì phải làm sao? Hứa Tư hơi nghi hoặc. Trương Khác cầm chiếc kéo vừa nãy lên, khua lách cách. Cắt đi. Hứa Tư cắn môi, ngây ngốc nhìn Trương Khác, hơi thở hơi loạn, mắt khép hờ, nhưng ánh sáng trong mắt sáng khác thường. Chắc không có điều gì làm trái tim người ta đập cuồng loạn so với được cắt tất trên đôi chân thon dài trắng không tì vết. Chỉ tưởng tượng thôi đã khiến Trương Khác sôi máu rồi, hồn vía bay mất một nửa, nhẹ nhàng nâng chân Hứa Tư lên, chiếc kéo mát lạnh vừa chạm vào da, Hứa Tư phát ra một tiếng rên khe khẽ, như con thỏ hoảng loạn rụt chân lại. Ngứa! Váy bị vén lên tận eo, khi Trương Khác cắt tới chiếc đùi trắng trẻo, người Hứa Tư đã mềm nhũn không còn chút sức lực nào rồi, đôi chân hoàn mỹ khép thật chặt, vẫn còn tất trên chiếc chân còn lại. Hứa Tư cảm giác tình dục trong người rào rạt, tim như muốn tan chảy. Hạ thân có dòng rỉ ra, đáy quần lót ướt cả một mảng rồi, nhìn Trương Khác cười xấu xa, không có dũng khí chủ động yêu cầu, chỉ biết cắn chặt môi, gò má nhuộm một màu đỏ khao khát, bầu ngực dập dờn như sóng biển, hơi thở gấp gáp mà rối loạn. Cuối cùng Trương Khác cắt luôn cả chiếc quần lót màu đỏ của Hứa Tư, chất lỏng trong người Hứa Tư lúc này chảy qua khe mông làm ướt cả giường, Trương Khác cuống quýt cởi bỏ y phục trên người, áp lên người cô, Hứa Tư chỉ còn sức rên rỉ. Cậu xấu lắm, xấu lắm. Chương 245, chuyến đi tới Quảng Châu. Hoan ái cả đêm, Hứa Tư chẳng cảm thấy ban ngày đi nhiều mệt mỏi, tới sáng hôm sau tỉnh giấc mới cảm thấy bắp chân nhức mỏi, Trương Khác xoa bóp chân cho cô, ân cần chuẩn bị bữa sáng, bên ngoài mưa vẫn chưa dừng, hai người mang bữa sáng lên giường ăn, nhìn mưa rơi ngoài cửa sổ cảm thấy hết sức hạnh phúc yên ả. Có nữ nhân nào không muốn nằm trong lòng tình nhân ăn sáng, Hứa Tư bọc mình trong chăn, uống một ngụm sữa tươi. Thì thoảng tinh nghịch cong môi lên để Trương Khác hút sữa trong miệng mình. Ăn xong bữa sáng, trên giường dính đầy vụn bánh mì. Hứa Tư dựa vào lòng Trương Khác duỗi mình ra, uể oải nói. Thực sự thỏa mãn rồi. Dù hiện giờ cậu có chạy tới bên cô gái khác cũng chẳng sao cả. Khổ Trương Khác thiếu chút nữa sặc sữa, ôm lấy cổ Hứa Tư, đem thân thể mềm mại của cô bọc vào trong lòng. Chị nói ngốc nghếch cái gì đấy? Chị không cần em nữa. Em chạy tới chỗ cô gái khác thật đấy. Hứa Tư nhoẻn miệng cười, chống tay lên đùi Trương Khác định ngồi thẳng dậy, nhưng chạm phải thứ cứng ngắc hư hỏng kia, khẽ thốt lên. Sao cậu vẫn còn hư thế này? Trương Khác kéo Hứa Tư trở lại, tay nâng bờ mông mơn mởn của cô, cười nói. Trương kia xem chuyện Lữ Bất Vi, nói Lữ Bất Vi có được triệu cơ, 7 ngày không ra khỏi cửa, em luôn thấy thổi phổi hơi quá. Hay là chúng ta cũng làm một chuyến 8 ngày không ra khỏi cửa. Phá kỷ lục của bọn họ. Sao cậu lại xem thứ sách bậy bạ, lại còn nhớ nội dung bậy bạ đó? Ai muốn ở trong phòng cùng cậu 7 ngày, người chẳng phải thối hoác lên à, và lại cuối cùng Lữ Bất Vi vẫn đem triệu cơ tặng cho người khác còn gì? Hứa Tư nũng nịu nói. Đó là vì Lữ Bất Vi ngốc,
Giang Sơn có tuyệt tới đâu, nếu không có giai nhân làm bạn, há chẳng quá cô quạnh. Giang Sơn ư, chẳng qua chỉ làm nền cho giai nhân thôi. Hứa Tư Phi cười. Nếu cậu mà là quân vương cổ xưa, đoán chứng sẽ là hạng hoang dâm vô độ. Cần gì phải đoán chứng, hiện giờ em hoang dâm luôn này. Trương Khắc cười xấu xa, điều chỉnh tư thế để khe suối ấm áp giữa hai bờ mông của cô chậm chậm nuốt lấy y. Buổi sáng còn phải qua công ty, cả hai không dám ham chơi quá lâu. Lòng bàn chân Hứa Tư toét hết rồi, cô phải đi giày đế mềm, lại lọt thêm mấy lớp băng gạc, không gây trở ngại cho việc đi lại lắm. Trước khi vào tòa nhà công ty, Hứa Tư buông tay ra, không khoác lấy cánh tay Trương Khắc nữa. Thủ tục bên phía ngân hàng rất thuận tiện, chỉ cần đem hồ sơ của công ty chuẩn bị đầy đủ, giao nộp lên, trong vòng một tuần là xong hết các trình tự. Từ lái xe, công ty còn mời một hậu cần, là một phụ nữ chừng 30, người lao động nhập cư lậu từ Thâm Quyến, làm việc ở Hong Kong được mấy năm rồi, biết nói tiếng Quảng Đông, giao tiếp được bằng tiếng Anh, chỉ là tiếng phổ thông rất kém. Ở Hong Kong nói tiếng phổ thông rất ít người hiểu, nhưng trình độ giáo dục tiếng Anh rất cao. Ngay cả tài xế taxi cũng nói tiếng Anh lưu loát, Phó Tuấn không có La Kinh Văn đi cùng thì đi lại trong công ty cũng khó khăn. Trương Khắc, Hứa Tư triệu tập Phó Tuấn, La Kinh Văn, Chu Giật tổ chức nghi thức kéo biển công ty nho nhỏ, 8 chữ đen viết theo thể thống công ty hữu hạn viết tú Hong Kong được khắc rõ nét trên tấm biển inox sáng loáng. Năm ngoài vùng trung tâm Hong Kong giá bình quân mỗi 1 mét vuông văn phòng cao tới 20 vạn, cho dù qua điều chỉnh, giá vẫn còn ở mức 13, 14 vạn. 400 vạn ở Hải Châu có thể mua cả một tầng lầu ở Tiền Môn, ở Hong Kong chỉ có thể mua được một gian phòng. Đợi ít Hong Kong có hơi hẻo lánh một chút, nhưng 400 vạn cũng chỉ miễn cưỡng mua được một văn phòng rộng rãi. Công ty đã có tài sản số định, đại biểu pháp nhân lại nhập tịch Hong Kong, rất nhiều thủ tục, đặc biệt là giao tiếp với phía ngân hàng thuận tiện hơn nhiều. Việt Tú Hong Kong thời gian đầu chủ yếu phục vụ cho Ái Đạt, áp lực công tác không lớn lắm. Ngoài ra còn công việc tìm kiếm thu hút nhân tài ưu tú cho việc đầu tư sau này. Trương Khắc ở lại Hong Kong 2 ngày 3 đêm, cùng Hứa Tư du ngoạn hết một lượt Hong Kong, mỗi tối đều trốn vào khuê phòng của Hứa Tư tiêu hồn, cho tới khi đám Chu Du, Lưu Minh Huy gọi điện báo đã tới Quảng Châu, Trương Khắc mới ép bản thân lên đường. Thị trường trọng điểm của Ái Đạt năm nay là ở địa khu Hoa Đông, nhưng nghĩ tới một trong cự đầu của ngành chế tạo đầu đĩa sau này là Trung Sơn Ái Đạt tiến vào thị trường vào cuối năm nay. Đoạt tiên cơ ở thị trường Hoa Nam, Trương Khắc không nhớ rõ thời gian, quyết định bố trí trước tháng 11. Hai năm sau, 80% nhà máy sản xuất đầu đĩa tập trung ở hai tỉnh Quảng Đông và Hoa Nam, chiếm được thị trường Hoa Nam sẽ có ý nghĩa vô cùng quan trọng. Trương Khắc quyết định khai phát thị trường Quảng Châu trước tháng 11, vừa có thể làm tiền đồn sau này tiến vào thị trường Hoa Nam, vừa áp chế được nhiệt tình của Trung Sơn Ái Đa. Trương Khắc có thể tưởng tượng ra cảnh khi người dân Quảng Châu mỗi ngày theo thói quen mở báo tối ra, đập vào mắt bọn họ là hai chữ Ái Đa đỏ rực choán hết trang báo. Chỉ có thế không gì hơn, cuối cùng trong một tháng sau mới đưa ra đáp án, Ái Đa VCD. Đó chính là kỳ chiêu Trung Sơn Ái Đa tiến thẳng vào thị trường Hoa Nam. Một Trung Sơn Ái Đa như vậy đáng được kính phục, thế nhưng một năm sau, bọn họ lại tự giơ đao tương tàn, vì đuổi hơn 100 xưởng lắp ráp đầu đĩa khỏi thị trường. Vì tranh đoạt được nhiều phân ngạch thị trường hơn, bọn họ giảm giá sản phẩm tới bằng giá sản xuất. Bọn họ dùng khi thế thả lỗ vốn cũng phải đánh cho nhà sản xuất khác tan tành, hoàn toàn không nghĩ tới những đối thủ chân chính như Tân Khoa, bộ bộ cao có ưu thế kỹ thuật mạnh hơn, càng có khả năng sản xuất với chi phí thấp hơn đang nấp đằng sau. Trong mắt Trương Khắc, Ái Đa chỉ là mèo mù vớ cá rán, hoàn toàn không có tầm nhìn chiến lược thị trường, căn bản không thấy tuổi thọ ngắn ngủi của đầu đĩa VCD. Mau chóng bị DVD đào thải, có chiếm được nhiều thị trường đến đâu mà không chiếm đủ lợi nhuận từ thị trường đó thì tất cả chỉ là vô nghĩa. Trương Khắc muốn lập nên hình tượng cường giả không thể kháng cự với những cự đầu kia, cấp thêm cho Chu Du 300 vạn, để bọn họ chiếm thị trường Quảng Châu trước Ái Đa. Mặc dù làm thế có hơi âm hiểm, nhưng vì kéo dài cuộc sống tươi đẹp thêm một chút, một số thủ đoạn là cần thiết. Trương Khắc tới Quảng Châu, hội họp với đám Chu Du. Lưu Minh Huy cùng các nhà tiêu thụ của Ái Đa tại Quảng Châu, thảo luận làm sao tung một cú đấm mạnh mở toang cảnh cửa vào thị trường Quảng Châu. Lưu Minh Huy gặp riêng Trương Khắc nói chuyện, hy vọng được một mình phụ trách thị trường Hoa Nam, nhà phân phối ở Quảng Châu cũng biểu thị sẽ hợp tác vui vẻ với hắn. Thời đầu thành lập Ái Đạt, Trương Khắc dùng Tương Vi và Lưu Minh Huy làm trợ thủ, hoàn thành công tác chuẩn bị và điều tra nghiên cứu thị trường xong, Lưu Minh Huy đưa Đinh Hòe, Tô Tân Đông từ Vạn Yến sang.
Về sau hai người kia lần lượt làm tổng giám đốc và tổng giám sát nghiên cứu, Lưu Minh Huy không tìm được vị trí thích hợp ở Ái Đạt, quay về Cẩm Hồ, tới hè năm nay mới chính thức điều tái Ái Đạt, nhưng lại ở dưới Chu Du, trong lòng có chút bất mãn. Trương Khắc tự có đánh giá về năng lực của người dưới, Lưu Minh Huy tuy có tài năng, có chủ kiến, nhưng không có năng lực toàn diện để tự đảm đương một phương diện. Đương nhiên, ai chẳng có điểm khởi đầu, nên Trương Khắc quyết định cho Lưu Minh Huy một cơ hội, xem hắn có năng lực này không, cũng là xét tới mạng lưới tiêu thụ ở Hoa Nam do một tay hắn kiến lập, không thể để trước khi tiến quân vào thị trường Quảng Châu, đại tướng dưới tay sinh bất mãn được. Hành động ở Quảng Châu là ý nghĩ đột xuất khi Trương Khắc rời khỏi Hải Châu, phương án phòng thị trường vội vã thảo ra có rất nhiều sơ hở, Trương Khắc ở lại Quảng Châu 3 ngày điều chỉnh lại phương án rồi rời đi, chỉ nói có chuyện quan trọng hơn, đem Chu Du về Hải Châu, để Lưu Minh Huy một mình phụ trách hành động lần này. Trương Khắc về Hải Châu 2 ngày liền cùng Chu Du tới tỉnh thành, lần này tới tỉnh thành là đi đường vòng đón Giang Đại Nhi tới Bắc Kinh. Chương 246, sinh nhật của Giang Đại Nhi. Đầu tháng 11, Hồng Kông thậm chí Thâm Quyến đều không cảm nhận được mấy không khí mùa thu, nhưng vừa về tới trong tỉnh, gió thổi vù vù, dù mặc áo vét vẫn phải mặc thêm áo khoác mới cảm thấy ấm áp. Tỉnh thành núi có núi những kéo dài ở phía nam, nên gió Tây Bắc mặc sức tàn phá trong thành phố, tỉnh thành bốn mùa không rõ ràng, gần như chẳng hề cảm thấy được sự tồn tại của hai mùa xuân thu, hình như mùa hè vừa qua đi, gió Tây Bắc kéo tới là thấy ngay cái lạnh mùa đông rồi. Chuyến này đi Bắc Kinh, Trương Khắc quyết định để Chu Du đứng ở phía trước sân khấu. Chu Du ngoài Âu phục còn mặc áo khoác ngắn, Trương Khắc mặc áo jacket màu xám, quần jean, giày thể thao, rất học sinh, cứ như tới Bắc Kinh để du lịch vậy. Sau siêu thị điện máy Hải Châu thành công, trong vòng 2 tháng, Thịnh Hâm đồng thời chuẩn bị hai siêu thị điện máy có quy mô còn lớn hơn ở tỉnh thành và Thượng Hải, hợp doanh với Vĩnh Thành, nhưng Thịnh Hâm khống chế cổ phần tuyệt đối. Trương Khắc tới tỉnh thành, không tránh được bị Diệp Kiến Bân quấy rầy, nên đẩy Chu Du ra để Phó Tuấn lái xe chở hắn đi ứng phó với Diệp Kiến Bân, nhờ hắn chuyển lời, buổi tối có thể cùng Diệp Kiến Bân tới ngõ học phủ uống rượu. Trương Khắc thì đi tìm nhóm Hứa Duy. Khi ở Hải Châu đã liên hệ trước với Hứa Duy, hôm nay vừa khéo là sinh nhật Giang Đại Nhi, khi ấy Lệnh Tiểu Yến ở bên cạnh điện thoại, nói y là ông chủ phải thể hiện một chút, bọn họ tạm thời chưa để Giang Đại Nhi biết Trương Khắc tới tỉnh thành. Trương Khắc tới Đại học Đông Hải, Hứa Duy, Lâm Băng, Lệnh Tiểu Yến đều đang đợi y trong ký túc xá, vừa thấy y một cái liền hỏi ngay. Cậu định tổ chức sinh nhật cho Đại Nhi như thế nào? Cùng lắm mời các chị một bữa cơm. Trương Khắc hời hợt nói. Nhà hàng toàn thành phố cho các chị chọn cái nào cũng được, cam đoan tôi không chớp mắt lấy một cái. Xí, thất vọng toàn tập. Lệnh Tiểu Yến, Lâm Băng tỏ ra cực kỳ thất vọng. Hoàn toàn không thể hiện được trình độ của một công tử phong lưu, cậu phải biết sinh nhật này đối với Đại Nhi rất quan trọng. Trương Khắc nhún vai, tỏ vẻ chịu thua, Phương Nam chú trọng sinh nhật số 9, không chú trọng sinh nhật số tròn, tính cả tuổi mụ năm nay Giang Đại Nhi tròn 20, là một sinh nhật quan trọng. Có điều trong nhà y xưa nay không coi trọng sinh nhật, đặc biệt là khi cha vào thành phố làm việc, càng chưa bao giờ chúc mừng sinh nhật, vì thế mẹ đầy một bụng bất mãn. Còn Trương Khắc thiếu mẫn cảm và nhiệt tình với ngày kiểu sinh nhật. Giang Đại Nhi không biết hôm nay Trương Khắc sẽ tới, mặc dù là cuối tuần, nhưng cô vẫn học vũ đạo ở học viện âm nhạc. Trương Khắc cùng ba cô gái tới học viện âm nhạc tìm Giang Đại Nhi. Khi đám Trương Khắc tới phòng học vũ đạo, Giang Đại Nhi đang ngồi trên ngựa gỗ, người gập xuống. Cô mặc áo tê, sớt bó sát người, quần thể thao, dưới cổ áo trong lộ ra một phần bầu vú trắng như tuyết, chân dài thon thả, chiếc quần ôm sát lấy hai cặp mông tròn lẳn, toàn thân tỏa ra sức thanh xuân dạng người. À, sao mọi người lại tới đây? Giang Đại Nhi uốn người một vòng, cơ thể nhẹ nhàng chạm đất, mang nhịp điệp đầy mỹ cảm, Trương Khắc còn nhớ trước mùa hè Giang Đại Nhi còn chưa có cơ sở vũ đạo, thầm nghĩ, mấy tháng qua cô ấy hẳn rất vất vả. Lệnh Tiểu Yến chơi ác Trương Khắc. Hôm nay là sinh nhật bạn, Trương Khắc đặc biệt từ Hải Châu tới đây mang cho bạn một niềm vui bất ngờ. Giang Đại Nhi thực sự bất ngờ, khuôn mặt ửng hồng rạng rỡ hẳn lên, đưa tay lau mồ hôi lấm tấm trên trán, nhìn Trương Khắc với vẻ không tin nổi. Thật sao? Trương Khắc vừa định nói đùa, thấy Lý Nguyệt Như ôm một bộ áo khoác từ góc phòng đi tới, liền chẳng còn tâm tư nào nữa, giải thích rõ luôn với Giang Đại Nhi dụng ý của chuyến đi này. Lần này công ty tới Bắc Kinh. Tiếp xúc với DTHTW, hy vọng chị Đại Nhi có thể xin nghỉ học vài ngày, phối hợp với hoạt động tuyên truyền của công ty. Hôm nay vừa đúng là sinh nhật của chị Đại Nhi,
tôi đại biểu công ty mời mọi người một bữa cơm. Lời này nói rất khách khí chính thống, không bắt bẻ vào đâu được. Thời đó DTHTW còn bao phủ bởi tầm màn thần bí, Lý Nguyệt Như nghe thấy con gái lần này có thể tới DTHTW tất nhiên là rất vui mừng. Ngược lại Giang Đại Nhi nghe thấy Trương Khác không phải chuyên môn tới chúc mừng sinh nhật mình, trong lòng có chút thất vọng. Đám Lệnh Tiểu Yến gán ghép Trương Khác và Giang Đại Nhi đa phần có ý đùa vui, ai bảo Trương Khác nhìn thấy Giang Đại Nhi ngủ khỏa thân, chỉ cần Trương Khác chấp nhận mời cơm, các cô không quấy rầy y nữa. Hôm nay còn mấy động tác nữa chưa luyện tập xong. Giang Đại Nhi nói lý nhí, cảm thấy hơi ngại ngùn vì để đám Trương Khác phải đợi. Một thân thể hoàn mỹ như thế, một khuôn mặt xinh đẹp như vậy khiêu vũ ở trước mặt, cho dù chỉ bày ra vài động tác, Trương Khác cũng làm gì có chút sốt ruột nào. Đám Trương Khác ngồi sang một bên, tay chống cằm xem Giang Đại Nhi luyện tập vũ đạo, mỗi tội có Lý Nguyệt Như ở bên cạnh theo dõi, Trương Khác không dám nhìn quá chăm chú. Ở cửa có mấy cô gái mặc áo thể thao cười đùa đi vào, bọn họ thấy đám Trương Khác ngồi bên hàng ghế dài bên này, liền qua phía đối diện cởi áo thể thao, lộ ra đổ múa bó sát người. Trong đó có một cô gái đặc biệt xinh đẹp, thuần khiết như dòng nước suối tươi mát trên núi cao chảy xuống, nếu chẳng phải cô ta có tiếng cười rúc rích đặc trưng, Trương Khác hoàn toàn không nhận ra được cô gái trang điểm cực đậm hôm đó. Trương Khác nhớ bộ dạng khủng bố của Tôn Tĩnh Mông vào cái đêm đưa cô ta về ký túc xá, vội dựng cổ áo lên che mặt, chỉ sợ cô ta nhận ra mình. Cô gái này không trêu vào được, trêu vào không được, chẳng lẽ không trốn được hay sao? Bên bọn họ có ba cô gái, một phụ nữ trung niên, một mình Trương Khác kẹp ở giữa hết sức bắt mắt, mấy cô gái đám Tôn Tĩnh Mông sớm đã chú ý tới y rồi, còn không ngừng đánh mắt sang, thi thoảng lén lút chỉ trỏ sang phía này cười rũ rượi, chẳng biết bọn họ bàn luận cái gì, song tiếng cười nghe rất ám muội. Lệnh Tiểu Yến tặc lưỡi, ghé vào tai y nói nhỏ. Đẹp trai đúng là luôn được ưa thích, nếu cậu bảo lái xe nhà cậu trở tới đây, đảm bảo chinh phục được một nửa số cô gái ở nơi này. Các cô gái trường học viện âm nhạc có rất nhiều tai tiếng. Vì cứ mỗi cuối tuần lại có vô số xe hơi đắt tiền vào trường đón các cô gái nơi này, nhưng không phải cô gái nào cũng như thế. Có điều nhìn dáng vẻ của Tôn Tĩnh Mông thì cô ta không nhận ra mình, Trương Khác thở phào, đại khái vì cách ăn mặc hôm nay khác hẳn với lần trước, nhưng Trương Khác vẫn không dám thả cổ áo che mặt xuống, đợi Giang Đại Nhi luyện tập xong vội vã rời khỏi hiện trường. Trương Khác ra khỏi phòng vũ đạo, thấy Tôn Tĩnh Mông gọi Giang Đại Nhi lại nói mấy câu, đợi Giang Đại Nhi ra ngoài, liền hỏi. Chị quen cô gái đó à? Đó là Tôn Tĩnh Mông, chị khóa 914 khoa biên đạo múa, chị ấy mùa dân tộc cực đẹp, chỉ cần là cô gái vào gian phòng đó gần như đều biết chị ấy, có điều chị ấy rất ít để ý tới người khác. Trương Khác không ngờ Tôn Tĩnh Mông học biên đạo múa, nhớ tới khuôn mặt trang điểm kinh khủng của cô ta, chẳng giống chút nào. Nơi ăn cơm chọn ở ngõ học phủ, kề sát quán ba 1978, khi Chu Tiểu Quân tới nơi còn mang theo một chiếc bánh gato lớn. Thì ra ba cô gái kia đã đặt trước bánh sinh nhật cho Giang Đại Nhi rồi. Chu Tiểu Quân từ cơ quan tới thẳng đây, từ cặp ra còn có cả túi hồ sơ. Lệnh Tiểu Yến thắc mắc. Từ khi nào mà công việc ủy ban thương mại lại bận rộn như vậy, phải đem cả việc về nhà làm cơ à? Cơ quan của Chu Tiểu Quân là chỗ nhàn hạ lại béo bở, hắn nghe Lệnh Tiểu Yến trêu chọc, cười giải thích. Một xí nghiệp của Huệ Sơn, quyết định liên doanh với Samsung. Thành phố Huệ Sơn đã bàn bạc xong điều kiện hợp tác với Samsung rồi, hợp đồng khung đã ký, chỉ đợi tỉnh phê duyệt. Hôm nay sử trưởng của anh đi làm về, bị một phó giám đốc của nhà máy kia chặn lại, cố nhét cho bản tài liệu này. Nội bộ bọn họ có ý kiến thì lên ủy ban ngoại thương mà ý kiến, liên quan gì tới cơ quan anh. Nên sử trưởng thấy anh ở bên cạnh, đẩy luôn cho anh. Lệnh Tiểu Yến hỏi tiếp. Xí nghiệp nào muốn liên doanh với Samsung thế? Hết rồi. Chương 247, món quà sinh nhật. Chu Tiểu Quân không trả lời, Lý Nguyệt Như nói vào. Đó là Hương Tuyết Hải, chuyện này lan truyền khắp Huệ Sơn rồi, hình như Samsung đầu tư mấy trăm triệu cùng Hương Tuyết Hải xây cơ sở sản xuất tủ lạnh. Nghe tới đây Trương Khác nhớ ra cảnh ngộ thê thảm sau khi liên doanh của thương hiệu tủ lạnh thập niên 90 còn vang danh trong nước, liền hỏi Chu Tiểu Quân. Vị giám đốc kia phản đối liên doanh à? Ừ. Nói cái gì mà khi liên doanh không tính toán giá trị thương hiệu Hương Tuyết Hải, còn yêu cầu sau khi liên doanh trong vòng 3 năm không được dùng thương hiệu Hương Tuyết Hải. Samsung chỉ yêu cầu 3 năm không sử dụng thương hiệu, lại không phải đưa thương hiệu này vào xí nghiệp liên doanh, làm sao tính toán giá trị được. Mà không nói sau 3 năm không được sử dụng thương hiệu này nữa, tóm lại hắn ta chỉ toàn nhìn thấy cái xấu,
còn cái lợi không nhìn thấy như đưa kỹ thuật sản xuất tiến tiến, trình độ quản lý của Hàn Quốc vào trong nước. Sử trưởng của chúng tôi nói, chuyện gì cũng gặp phải hạng cứng đầu như thế. Chu Tiểu Quân mới bước vào xã hội, đối với những chuyện phức tạp thiếu phán đoán độc lập, nên Trương Khác chẳng bận tâm đến lời của hắn. Nghĩ, một thương hiệu không dùng 3 năm đủ để nó bị xóa sổ khỏi thị trường, Samsung mượn cớ liên doanh để trừ đi một thương hiệu mạnh trong nước, để giảm bớt trở ngại bọn họ tiến vào thị trường trong nước, đồng thời biết Hương Tuyết Hải thành phân xưởng sản xuất của họ, nhưng đám quan viên trong nước đều thèm khát đưa vốn nước ngoài vào đầu tư lấy thành tích, nên mở mắt hết cả. Trương Khác hỏi Chu Tiểu Quân. Tài liệu Hương Tuyết Hải đưa lên anh còn chưa kịp xem cẩn thận phải không? Chu Tiểu Quân chỉ coi đây như một đề tài tán dóc. Sử trưởng của chúng tôi đẩy cho tôi, còn nhân vật nhỏ như tôi xem hay không như nhau cả, cuối cùng vẫn là vứt vào đống rác. Hiện giờ khảo hạch địa phương quan trọng nhất là đưa được bao nhiêu vốn đầu tư, các lý do khác có quan trọng đến đâu cũng không bằng lý do này. Thật sự như thế sao? Trương Khác không muốn thảo luận vấn đề trên bàn ăn. Nghĩ vị phó giám đốc kia đã chạy lên tỉnh cáo trạng, vậy sẽ không dễ dàng bỏ đi, cười nói. Nên xem qua thì hơn, vị phó giám đốc kia cũng thú vị lắm, trong tài liệu của ông ta để lại chắc có phương thức liên hệ. Thú vị chỗ nào, chẳng qua ném cho chúng tôi một chuyện đau đầu, chuyện thành phố Huệ Sơn đã quyết định rồi, chẳng lẽ đưa lên ủy ban chúng tôi có tác dụng gì? Thấy dáng vẻ hoàn toàn rửng rưng của Chu Tiểu Quân, Trương Khắc cầm lấy túi hồ sơ mở ra xem tài liệu bên trong. Y cũng chẳng thấy làm thế là trái với kỷ luật. Vị phó giám đốc đó tên Đào Hành Kiệt, quả nhiên ông ta để lại phương thức liên hệ, Trương Khác lấy giấy bút ghi lại. Những người khác không hiểu của Trương Khác, Lệnh Tiểu Yến nói. Cậu nhắm vào Samsung rồi hả, đầu đĩa nhà cậu năm nay có vượt được Samsung không? Trương Khác cười. Vậy thì phải xem chị Đại Nhi thu hút tới mức nào đã. Chẳng phải y nhắm vào Samsung mà Hương Tuyết Hải năm 95 cũng giống như Thanh Đảo Hải Nhĩ 10 năm sau, là thương hiệu ưu tú trong nước, nếu để sập bẫy liên doanh mà đi xuống thì ít nhiều có chút đáng tiếc. Chuyện cụ thể thì phải tìm Đào Hành Kiện mới nói tiếp được. Đám Lệnh Tiểu Yến chỉ coi Ái Đạt là xí nghiệp gia tộc nhà Trương Khác, còn việc đầu đĩa của Ái Đạt vượt qua Samsung thì Trương Khác không hề hoài nghi, chất lượng đầu đĩa của Samsung không ổn định, phản hồi từ thị trường rất kém. Vì bảo vệ danh tiếng cho cả thương hiệu, Samsung sẽ chủ động chặt bỏ hạng mục đầu đĩa này. Ăn tối xong mẹ Giang Đại Nhi thức thời về nhà trọ trước, Trương Khác, Chu Tiểu Quân tháp tùng bốn cô gái đi dạo phố đêm, nói là tới Đông Phương Plaza cho Giang Đại Nhi tự chọn một món quà, coi như mọi người tặng chung cho cô. Ban đêm gió bắc lại bốc lên, đêm khuya cuối thu, gió se se lạnh, đi tới con đường đối diện với Đông Phương Plaza. Có mấy cô gái nhỏ ôm bó nguyệt quý giả làm hoa hồng quấn lấy những đôi tình lữ qua đường bán hoa. Nguyệt quý, gọi là hoàng hậu các loại hoa, hay nguyệt nguyệt hồng, hoa nở quanh năm, mùa chính từ tháng 5 tới tháng 11. Thường gọi là hoa hồng tàu. Nhóm Trương Khác vừa mới đi qua, liền có hai cô bé bám lấy. Anh ơi, mua hoa cho các chị xinh đẹp đi. Hai cô bé này tuổi chừng 11-12, có khả năng nhiều hơn một chút, chỉ là người gầy gò nhỏ bé. Nên trông nhỏ hơn tuổi, chắc không ngờ cuối thu tỉnh thành lạnh như thế, cho nên y phục rất mỏng manh, đứng ở chỗ trống trước tòa nhà, gió lạnh bốn phía quét qua, làm cơ thở gầy yếu run lên bần bật. Thấy mấy cô bé đáng thương, cũng là do không chịu nổi bọn chúng quấy rầy, Chu Tiểu Quân bảo bốn cô gái mỗi người chọn một cành hoa, móc túi chuẩn bị trả tiền. Một cô bé chạy tới bên Trương Khác, nói. Anh ơi, anh còn đẹp trai hơn anh kia, cũng mua hoa cho bốn chị xinh đẹp đi. Nếu không anh có đẹp trai hơn nữa cũng không tranh được với anh kia đâu. Qua cầu rút ván nhanh thế, vậy anh không trả tiền nữa. Chu Tiểu Quân chưa nói dứt lời tiền trong tay đã bị một cô bé khác cướp mất. Cô bé lấy được tiền đi luôn, cô bé còn lại nhìn Trương Khác phan vỉ, hy vọng y mua thêm vài cành hoa nữa. Được rồi, em đi đi, bọn chị mua cả rồi. Lệnh Tiểu Yến đuổi cô bé đó đi, bảo với Trương Khác. Bọn nhóc này ở sau lưng đều có người khống chế, chúng tôi mỗi lần ra phố đều bị chúng bám lấy không dứt ra được, có lúc tôi còn không dám cùng Tiểu Quân đi vào mấy khu mua sắm. Quy định mỗi một cành hoa bán thấp nhất với giá bao nhiêu? Trương Khác cúi đầu hỏi cô bé tướng mạo khá thanh tú. Cô bé hơi ngẩn ra, chưa bao giờ gặp kiểu mặc cả như Trương Khác đáp. 3 đồng một cành hoa, anh mua cho các chị xinh đẹp đi. Trương Khác chỉ vào Giang Đại Nhi, cười với cô bé. Trong tay em có bao nhiêu cành, còn cả những cô bé khác nữa, có bao nhiêu đều mang tới hết tới đây,
hôm nay là sinh nhật của chị xinh đẹp này, anh sẽ mua hết tất cả để tặng chị ấy. Đừng! Giang Đại Nhi la hoảng, mặt đầy thẹn thùng. Điên à, cậu biết có bao nhiêu đứa bé bán hoa quanh đây không? Lệnh Tiểu Yến kêu lên. Kệ cậu ta, dù sao nhà cậu ta có tiền mà. Hứa Duy lườm y một cái, không hề ngăn cản. Những đứa bé này rất đáng thương, coi như cậu ta làm việc thiện đi. Đằng sau chúng nó đều có người khống chế đấy, tiền bán hoa bọn chúng không được một xu. Lâm Băng tỏ ý không tán đồng. Trương Khác nhẹ giọng nói. Nhưng đêm nay bọn chúng sẽ không cần mặc quần áo mỏng manh như vậy đứng trong gió lạnh cầu khẩn những đôi tình nhân đi qua mua hoa nữa, có thể vui vẻ về nhà ngủ sớm một giấc, hoặc được chơi đùa thêm một lúc. Rồi lấy trong ví ra một tờ 100 đồng đưa cho cô bé. Em mau đi thông báo mọi người giúp anh. Cô bé nhét bó hoa vào lòng Giang Đại Nhi, không đợi cô phản ứng đã mau chóng chạy đi, vừa chạy vừa hét. Ở đây có anh mua tất cả hoa cho chị xinh đẹp nhất đêm nay. Trương Khác mỉm cười với Giang Đại Nhi. 1000 bông hoa hồng cũng chẳng có ý nghĩa gì, nhưng để cho các cô bé này tối nay có thể trở về nghỉ một giấc say, bớt phải chịu gió lạnh, mong Đại Nhi hãy nhận lấy món quà sinh nhật này của tôi. Giang Đại Nhi đứng ngây người tại chỗ, có chút lúng túi, đưa tay lau đi giọt nước mắt long lanh tràn ra khóe mi. Ba cô gái còn lại đều bị những lời này của Trương Khác làm ngây dại, Lệnh Tiểu Yến tỉnh lại đầu tiên, xúc động nói. Tên nhóc này quá giỏi lừa gạt trái tim các cô gái rồi, cậu ấy mà đem tất cả hoa hồng đêm nay tặng hình, mình nhất định đá bay tiểu quân theo cậu ấy. Giang Đại Nhi mặt đỏ rực, lấy dũng khí ôm chặt bó hoa trong lòng, thẹn thùng cúi đầu không nói. Chương 248, tình nhân hoàn mỹ. Trương Khác ném tay Giang Đại Nhi đi vào trong sân, nói. Đại Nhi đứng đây nhận hoa nhé. Lấy cái ví giày cộp ra chia từng xấp tiền cho 4 người còn lại. Mọi người giúp tôi trả tiền. Hồi đó thẻ tín dụng dùng rất bất tiện, Trương Khác thích lúc nào cũng đem bên mình mấy nghìn, không cần bảo Phó Tuấn mang tiền đến. Trương Khác lo Giang Đại Nhi bị người ta nhận ra, thấy cô mặc đồng phục thể thao của trường, thanh thuần mà kiều diễm, vài sợi tóc tóc phất phơ trong gió. Làm tâm hồn người ta sao xuyến, hoàn toàn khác với hình tượng trong quảng cáo, Trương Khác thấy vậy thì hơi yên tâm. Không bao lâu sau, những đứa bé bán hoa xung quanh đều chạy tới, mặc dù toàn là nguyệt quý giả làm hoa hồng, nhưng cả ngàn đóa tụ lại một chỗ, vẫn mỹ lệ vô song. Người đi qua sân trước Đông Phương Plaza đều bị động tĩnh nơi này thu hút, vây lấy xem, có người nhận ra Giang Đại Nhi thốt lên. Á, đó là người mẫu quảng cáo. Người mẫu quảng cáo nào? Cô không xem à, cô gái quảng cáo đầu đĩa ái đặt ấy, thảo nào tôi trông quen quen. Trước quảng trường có treo biển quảng cáo lớn, trên đó là hình Giang Đại Nhi, mặc dù hiện giờ cô ăn mặc rất đơn giản, nhưng vẫn bị người ta nhận ra, tức thì càng thu hút nhiều người vây lấy xem. Tiêu hết tới hơn 4.000 đồng, đổi lấy một đống lớn hoa hồng, còn đám đông vây kín xung quanh xem, nào còn tâm tư dạo Đông Phương Plaza nữa, Trương Khác chọn 4 bông hoa đẹp nhất tặng cho 4 cô gái. 6 người xuyên qua đường hầm cho người đi bộ, mau chóng thoát khỏi hiện trường. Mọi người đều hưng phấn, Lâm Băng mơ mộng nói. Sau này bạn trai của mình chỉ cần lãng mạn bằng một nửa Trương Khác thôi, mình có chết cũng theo anh ấy. Trương Khác cười. Lãng mạn phải tốn tiền, chị xem cái ví của tôi hy sinh oanh liệt rồi, chị mà đề xuất yêu cầu này với bạn trai mình, anh ta thả chết cũng bỏ chị trước tiên. Đừng nói những lời trần tục đó. Sao cậu biết Lâm muội muội của chúng tôi không tìm được bạn trai lắm tiền? Hơn nữa, ngàn vàn đổi lấy một nụ cười mỹ nhân, cậu xem Đại Nhi hiện giờ vẫn còn ngây ngất. Lệnh Tiểu Yến theo thói quen trêu ghẹo Giang Đại Nhi. Ngàn vàn một nụ cười, hôm nay tôi tiêu hơn 4.000. Trương Khác quanh sang nhìn Giang Đại Nhi. Đại Nhi, còn nợ tôi 3 nụ cười. Biến đi. Giang Đại Nhi thẹn thùng khẽ gắt một tiếng, dáng hồng trên mặt vẫn chưa phai hết. Trong mắt trong veo như trăng sáng ẩn chưa nụ cười ngượng ngùng, làm vẻ thanh thuần tăng thêm quyến rũ vô hạn, đoạt lấy hồn phách của người ta. Giang Đại Nhi trái tim sao động không thôi, chẳng phải vì nghìn bông hoa hồng, cho dù đem tất cả hoa hồng trên thế gian trải trước mắt, cô cũng chẳng động lòng. Nhưng Trương Khác không nỡ để những cô bé kia chịu khổ chịu lạnh trong đêm, làm Giang Đại Nhi cảm nhận được trái tim tinh tế dịu dàng của y. Cho dù những cô bé bán hoa kia đều bị người ta khống chế. Tiền kiếm được chui hết hết vào tay kẻ đằng sau, chỉ hy vọng bọn chúng có thể vui vẻ về sớm một chút có được giấc ngủ ngon, hay dù là có thêm thời gian chơi đùa. Một chàng trai như thế, có lẽ là người yêu hoàn mỹ của các cô gái. Mang theo tình ý lưu luyến vô hạn, Giang Đại Nhi kiều diễm dịu dàng tạm biệt Trương Khác trở về,
cô và mẹ thuê một gian phòng sau ngõ học phủ, bị yêu cầu phải trở về nhà trước 10 giờ, ba cô gái còn lại cũng về ký túc xá. Trước khi đi, Trương Khắc còn dặn Chu Tiểu Quân đọc qua tài liệu kia của Hương Tuyết Hải, nếu hắn có ngộ tính, thì đây có lẽ là một cơ hội đối với hắn. Trương Khắc còn nhớ tối nay phải tới quán ba 1978 uống rượu với Diệp Kiến Bân. Quan hệ giữa Diệp Kiến Bân và Tôn Tĩnh Hương không thể tiết lộ, nên không hợp mời Giang Đại Nhi tới 1978. Vì chuyện liên doanh giữa Hương Tuyết Hải và Samsung, cần phải tìm vị phó giám đốc kia nghe ngóng tình hình, sau đó mới đi Bắc Kinh, Trương Khắc quyết định ở lại tỉnh thành thêm một ngày, hẹn Giang Đại Nhi tối ngày mai gặp lại. Đi dọc theo con ngõ học phủ cũ kỹ cổ xưa, thi thoảng nhìn các cô gái ăn mặc muôn vẻ đi sát qua bên cạnh, cảm giác như cuộc sống ngày xưa lại trở về, Trương Khắc giảm nhịp bước, thong thả hồi tưởng ngày tháng không bao giờ xuất hiện nữa. Đi vào quán ba 1978, thấy Diệp Kiến Bấn ngồi trước quầy ba, Tôn Tĩnh Hương tĩnh lặng đứng đằng sau, hai người dịu dàng dùng ánh mắt giao tiếp với nhau. Chị Tôn lần trước tới Hải Châu du lịch, tôi không tiếp đãi được, thật là thất lễ. Trương Khắc ngồi xuống, cười hì hì nói. Tôn Tĩnh Hương mặt ửng hồng, lần trước cô tới Hải Châu là để vụng trộm với Diệp Kiến Bân, du lịch chỉ là cái cớ, Trương Khắc lại lấy ra trêu chọc. Cô cầm ly rót Chivas cho Trương Khắc, rót 1/3 rồi pha thêm nước khoáng Y Vân, đây chiếc ly long lanh trong suốt tới trước mặt Trương Khắc. Các anh chàng học mồm mép nhanh thật. Diệp Kiến Bân nâng ly lên nói với Trương Khắc. Chu Du không uống được rượu, tôi hoài nghi anh ta có phải xuất thân làm tiêu thụ không, tôi bảo Phó Tuấn đưa anh ta về nhà khách nghỉ trước rồi. Cho dù Chu Du có giỏi uống rượu thì Diệp Kiến Bân cũng tuyệt đối chẳng dẫn hắn tới đây, Trương Khắc chỉ cười, chỗ này có một cái hay là Diệp Kiến Bân không nói tới chuyện làm ăn, hắn coi đây thành chỗ riêng tư nhất. Tôn Tĩnh Mông đi vào, mặt trang điểm loè loẹt diêm dúa, gần như chẳng nhìn ra được chút nào dáng vẻ thanh khiết khi ở phòng vũ đạo, Trương Khắc quay người đi, hy vọng cô ta có thể bỏ qua mình. Kỳ quái quá, hôm nay có người rụt đầu vào cổ. Đừng tưởng dùng một chiếc lá có thể ẩn thân. Tôn Tĩnh Hương mỉa mai. Té ra lúc ở phòng vũ đạo bị Tôn Tĩnh Mông nhận ra rồi, Trương Khắc cười xấu hổ. Vị tiểu huynh đệ này của anh lai lịch ra sao, ở bên toàn là đại mỹ nữ vạn người không chọn được một. Tôn Tĩnh Mông đảo mắt nhìn Diệp Kiến Bân. Diệp Kiến Bất lắc đầu. Cái tên này làm người ta hận hết sức, tuổi tuy nhỏ, nhưng nam nhân khác đứng cạnh cậu ta đều thấy thua sút. Nữ nhân cũng hận, cậu ta quá đào hoa, các cô gái đều bực bội nghĩ, một tình nhân hoàn mỹ thế này. Không biết bao giờ mới tới lượt mình. Anh nói này Tĩnh Mông, em từ bỏ đi. Tôn Tĩnh Hương khúc khích cười khẽ, mắng không cho Diệp Kiến Bân nói năng lung tung, Trương Khắc ung dung nhấp từng ngụm rượu, mặc cho Diệp Kiến Bân ngồi châm chọc, lấy tư thái lợn chết không sợ nước sôi đối phó với sự khiêu khích đanh đá của Tôn Tĩnh Mông. Diệp Kiến Bân lái xe đưa Trương Khắc về nhà khách, vừa đúng lúc Chu Du tỉnh rượu, Trương Khắc kể qua cho hắn chuyện tủ lạnh Hương Tuyết Hải, hôm sau bảo Phó Tuấn theo địa chỉ y chép lại đi tìm Đào Hành Kiệt. Đào Hành Kiện ở trong một nhà trọ nhỏ gần Ủy ban Thương mại tỉnh, thấy Phó Tuấn đột ngột đưa danh thiếp của Chu Du ra, làm hắn ta chẳng hiểu ra làm sao, vì chuyện này đâu có dính dáng gì với điện tử Ái Đạt, nhưng Ái Đạt mấy tháng qua quật khởi dữ dội, mang đầy sắc thái thần bí, Đào Hành Kiện vẫn theo Phó Tuấn đi gặp Chu Du Trương Khác. Khi Đào Hành Kiện tới thì Trương Khác đang ngồi trong phòng khách đọc báo cho đăng chuyện tối hôm qua, chẳng biết người nào nói cho tòa báo, tức thì thành bài báo oanh động khi đó. Người mẫu quảng cáo thương cô bé bán hoa đêm lạnh, bạn trai lãng mạn trong gió mua hoa tỏ ái tình, bức ảnh bài báo dùng là ảnh quảng cáo của Ái Đạt, bài báo cũng không keo kiệt mấy lần nhắc tới tên điện tử Ái Đạt. Trương Khắc cười lớn nói với Chu Du. Hôm qua tôi tiêu sạch ví, ngay tiền đi taxi về cũng chẳng còn, nhưng xem ra rất đáng giá, đây đúng là vô tâm trồng liễu liễu xanh um. Bài báo xã hội mang tính chính diện này giúp gia tăng tiếng tăm cho Ái Đạt không ít, giá trị tuyên truyền vượt xa số tiền bán hoa. Chương 249, muốn làm chướng ngại vật. Thấy Phó Tuấn dẫn người vào, Trương Khắc và Chu Dung đứng dậy, Đào Hành Kiện tuổi trên 30, người gầy gò, mái kiếm mắt sao, khác hẳn so với tưởng tượng của Trương Khắc, trước đó y cứ tưởng Đào Hành Kiện là một cán bộ xí nghiệp lâu năm từ trung niên trở lên. Tối qua tôi ăn cơm cùng bạn ở Ủy ban Thương mại, có thấy hồ sơ giám đốc Đào, tò mò hỏi qua tình hình, tôi thấy rất lạ, chuyện liên doanh do chính phủ thành ủy Huệ Sơn quyết định. Còn tài liệu của giám đốc Đào là hành động cá nhân hay quyết sách tập thể của Hương Tuyết Hải? Trương Khắc thấy Đào Hành Kiện nghi hoặc nên nói thẳng luôn. Tôi cũng là người quan tâm tới thương hiệu dân tộc, cho nên quan điểm trùng hợp với giám đốc Đào. Trương Khắc không có thời gian đọc kỹ tài liệu trước mặt Chu Tiểu Quân,
nhưng cảnh ngộ của Hương Tuyết Hải là chuyện làm người ta không khỏi nuối tiếc. Người trong nước mỗi lần nhắc tới chủ đề thương hiệu dân tộc, gần như đều nói đến bài học của Hương Tuyết Hải, nhưng đó là sự hối hận muộn màng. Không ngờ trong nội bộ Hương Tuyết Hải cũng có người nhìn ra âm mưu đằng sau chuyện liên doanh của Samsung, mà cũng chẳng thể nói là âm mưu, vì trong nước bấy giờ không hề đề phòng nhà đầu tư nước ngoài, đơn thuần tin bọn họ giúp đỡ Trung Quốc phát triển mà thôi. Trương Khắc đi thẳng vào vấn đề làm Đào Hành Kiện không biết trả lời ra sao. Trương Khắc cười nói tiếp. Nếu là hành động cá nhân của giám đốc Đào, thì ông nên biết rằng nộp tài liệu sau lưng chính phủ Huệ Sơn sẽ có ảnh hưởng xấu gì chứ. Tôi không chỉ quan tâm tới tương lai của Hương Tuyết Hải, còn khâm phục dũng khí một đi không trở lại của ông. Đưa tài liệu này lên là Đào Hành Kiện quyết liều mình rồi, hắn không cố kỵ gì nhiều, cho dù với hắn Chu Du, Trương Khắc hoàn toàn là người xa lạ. Đào Hành Kiện đem hết chuyện đàm phán với Samsung kể ra. Căn cứ vào điều khoản đàm phán bí mật, sau khi liên doanh, Samsung khống chế cổ phần công ty liên doanh, giá trị thương hiệu của Hương Tuyết Hải không tính toán dưới bất kỳ hình thức nào. Trong 3 năm liên doanh, không chỉ xí nghiệp liên doanh không dùng thương hiệu Hương Tuyết Hải, mà còn yêu cầu nhà máy Hương Tuyết Hải cũng không sản xuất máy lạnh mang thương hiệu này, đồng thời yêu cầu nhà máy đem một thứ tài sản ưu tú nhất tích lũy nhiều năm. Đưa hết nhân viên kỹ thuật vào công ty liên doanh. Đào Hành Kiện tức tối nói. Chính phủ Huệ Sơn chỉ nghĩ tới việc đưa vốn đầu tư vào, hoàn toàn bỏ qua hiệu quả thương hiệu nhà máy chúng tôi sáng tạo bao năm, 3 năm không sản xuất sản phẩm của mình, bằng với bóp chết thương hiệu Hương Tuyết Hải. Đem toàn bộ nhân viên kỹ thuật vào công ty liên doanh, vậy nhà máy còn muốn phát triển nữa không? Chẳng bằng bán hết một lần cho Samsung. Chu Cẩn Du đứng đầu chủ trương liên doanh, thành phố cũng có ý kiến tương đối thống nhất, cho dù có tiếng nói phản đối cũng không truyền tới tai Điền Hành Kiện. Trương Khắc đau cả đầu, y dám đảm bảo không phải mình cố ý bới móc Chu Cẩn Du, nhưng xét xung đột trước đó giữa y và Tạ Kiếm Nam, nói ra chắc chẳng ai tin. Trong quá trình trò chuyện Đào Hành Kiện thể hiện trình độ quản lý khá cao, đối với việc gây dựng thương hiệu có kiến giải hệ thống mà độc đáo, hắn là người Huệ Sơn, nhưng tốt nghiệp đại học xong hắn tới Thâm Quyến làm việc có xí nghiệp nước ngoài 4 năm, vì sức khỏe của cha mẹ, nên năm ngoái cùng vợ về Huệ Sơn vào Hương Tuyết Hải. Do có trình độ ngoại ngữ cao và kinh nghiệm công tác với người nước ngoài, nên được tham gia đàm phán, hắn được thăng chức phó giám đốc chỉ là để nâng cao cấp bậc đàm phán. Đào Hành Kiện rất rõ hậu quả việc làm này của mình, cho dù may mắn tốt tài liệu được đưa lên, thì cần lãnh đạo có nhận thức tỉnh táo với việc liên doanh này, mà cho dù lãnh đạo có đồng ý với quan điểm của hắn thì cũng phải suy xét tới thánh độ của phía Huệ Sơn. Vụ án liên doanh Hương Tuyết Hải chỉ là do xí nghiệp và chính phủ địa phương mù quáng theo đuổi vốn nước ngoài, thiếu nhận thức tỉnh táo, hoặc có lẽ căn bản không thèm suy nghĩ tới nguyên nhân sâu xa hơn. Nhưng tất cả đều đi theo trình tự hợp pháp. Chỉ có thể dựa vào tỉnh phủ quyết phương án này, nhưng nếu dựa theo trình tự thông thường, đừng nên trông cậy trên tỉnh có ai chịu ra mặt. Đào Hành Kiện không chỉ chuẩn bị một bản tài liệu, Trương Khắc lấy một bản tài liệu nữa của hắn, gọi điện cho Từ Học Bình, hiện giờ chỉ có Từ Học Bình có năng lực giải quyết việc này. Đương nhiên cho dù Từ Học Bình có tán đồng quan điểm của Đào Hành Kiện cũng không thể hoàn toàn phủ định nỗ lực của chính phủ Huệ Sơn một cách đơn giản. Trương Khắc không tiện tới chính phủ tỉnh tìm Từ Học Bình. Nhận được điện của y, nghe nói có chuyện khá hệ trọng muốn báo cáo, ông bảo Trương Khắc tới Tân Mai Uyển cùng ăn cơm trưa. Chỉ đồng theo mẹ tới Hải Châu, Chu Thúc Huệ phải tìm thú vui khác, khi Trương Khắc tới Tân Mai Uyển bà cũng vừa nhận được điện thoại của chồng, vội về chuẩn bị cơm trưa, thấy Trương Khắc từ trong xe đi ra cười trách. Chê hai ông bà già này lắm điều nên tới tỉnh thành còn ở nhà khác hả? Nếu chẳng phải có chuyện cháu chẳng thèm tới tìm chúng ta đâu nhỉ? Trương Khắc cười xòa ứng phó. Từ Học Bình và thư ký mau chóng trở về, tới thư phòng, Trương Khắc giao tài liệu cho ông, rồi kể vắt tắt nguồn cơn sự việc một lần. Đây không phải chỉ là vấn đề riêng rẽ của một xí nghiệp, mà nó phản ánh theo đuổi mù quáng, thiếu tính cảnh giác với nhà đầu tư nước ngoài của chính phủ đương địa theo cách nói của chính quyền, không chỉ làm nhiều thương hiệu dân tộc bị thủ đoạn liên doanh bóp chết, còn khiến rất nhiều nhà máy trở thành phân xưởng sản xuất cho các cự đầu nước ngoài. Từ Học Bình nghe Trương Khắc nói xong một lượt, lại xem lướt qua tài liệu. Mau chóng nắm được điểm mấu chốt, theo thói quen nhịp tay lên bàn. 3 năm không được sản xuất tủ lạnh mang thương hiệu của mình, nhân viên kỹ thuật chuyển hết sang xí nghiệp liên doanh, vậy Hương Tuyết Hải có cần tồn tại nữa không? Điều kiện này quá hà khắc, chẳng bằng đem cả nhà máy nhập vào xí nghiệp liên doanh cho xong, để Samsung trực tiếp đầu tư xây dựng nhà máy ở Huệ Sơn. Trương Khắc lắc đầu. Samsung liên doanh với Hương Tuyết Hải là chủ yếu nhìn chúng tích lũy kỹ thuật gần 30 năm của bọn họ.
dựa vào mạng lưới tiêu thụ của Hương Tuyết Hải đem sản phẩm của Samsung tiến vào thị trường trong nước với quy mô lớn. Bọn họ đề xuất điều kiện cấm dùng thương hiệu trong vòng 3 năm, một là không muốn tinh lực của xí nghiệp liên doanh bị phân tán, lại thừa cơ tiêu diệt được thương hiệu tủ lạnh có tính cạnh tranh nhất trong nước. Liên doanh phù hợp với lợi ích của Samsung hơn, vừa giảm được chi phí lại vẫn đạt được âm mưu quỷ kế của mình. Từ Học Bình dựa lưng vào ghế nhắm mắt suy nghĩ, phương án liên doanh rõ ràng bất lợi cho nhà máy địa phương, vậy mà chính phủ Huệ Sơn vẫn ủng hộ, chẳng qua nhìn chúng khoản tiền đầu tư 100 triệu, tăng thêm chính thích lớn cho chính phủ địa phương. Còn nhân viên kỹ thuật của Hương Tuyết Hải đại khái mong mỏi lương ở công ty liên doanh cao hơn, cho nên tiếng nói phản đối rất ít. Trương Khác đầu tiên muốn xác nhận thái độ của Từ Học Bình với chuyện này, ông ta do dự cũng là hợp lý, xen vào việc của ban ngành phía dưới, sẽ bị cả hệ thống quan liêu ngăn cản. Trương Khác hỏi nhỏ, hay là cháu tìm một người vai trò không quan trọng bóc trần chuyện này ra? Cháu có người thích hợp à? Vâng. Trương Khác thầm nghĩ dù Chu Tiểu Quân có không khôn ra thì mình tìm một người như vậy cũng chẳng khó khăn gì. Chu Tiểu Quân không có di động, sau khi đi làm mới mua máy nhắn tin, Trương Khác chẳng ghi lại phương thức liên lạc với hắn, phải gọi điện thoại tới ký túc xá, nhờ lệnh Tiểu Yến liên hệ hộ. Trương Khác ăn trưa xong về nhà khách, bảo Phó Tuấn đi đón Chu Tiểu Quân. Đây là sự kiện có thật, cái tên cũng thật luôn, nếu nói Trùng Sinh Chi Nha Nội là cuốn sử quan trường sau cách mạng văn hóa, thì chuyện này có thể nói là lịch sử thương trường TQ sau khi TQ bắt đầu đẩy mạnh phát triển kinh tế, sau sự kiện 1992 Đặng Tiểu Bình Nam Tuần, trong TSCNN gọi là Nam Tuần Thủ trưởng. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Chương 250, Tiêu Vương. Trương Khác đương nhiên không để cho người khác biết Từ Học Bình sẽ trực tiếp can dự vào việc này, phải để bên ngoài trông qua có vẻ giống người dưới lớn gan bóc trần ra, vừa vặn để Từ Học Bình biết. Trương Khác thà tự nhảy ra làm kẻ ác chứ không để Từ Học Bình phải chịu nghi vấn không cần thiết, phải đem đấu tranh hạn chế ở mức độ nhất định mà Từ Học Bình có thể chống đỡ được, đó mới là tình thế có lợi nhất. Trương Khác nhiều lần nhắc nhở, hôm qua sau khi trở về, Chu Tiểu Quân nghiêm túc xem qua tài liệu của Đào Hành Kiệt. Cha mẹ hắn đều là người quan liêu trong cơ quan nhà nước, nên hắn khôn khéo hơn sinh viên mới tốt nghiệp khác, càng dễ khuất phục hiện thực hơn, nhưng dù sao bản chất còn sục sôi nhiệt huyết của thanh niên. Tài liệu của Đào Hành Kiện phản ánh vấn đề rất rõ ràng, đó là liên doanh gây tổn hại lớn cho Hương Tuyết Hải. Chu Tiểu Quân dẫu sao kinh nghiệm xã hội còn chưa nhiều, lấy làm lạ. Nếu liên doanh gây bất lợi cho Hương Tuyết Hải như thế, vì sao đàm phán bao lâu không có ai đề xuất ra? Theo tôi biết chính phủ Huệ Sơn rất ủng hộ chuyện liên doanh. Trương Khác khoanh tay không đám, Chu Du mỉm cười nói. Đây là vấn đề trồng cỏ và trồng cây, phủ xanh thành phố, trồng cái nào tốt? Đương nhiên là trồng cây. Chu Tiểu Quân đáp ngay. Vậy tại sao rất nhiều thành phố lại thích trồng cỏ? 100 năm trồng người, 10 năm trồng cây, còn trồn có vài tháng đã rất đẹp rồi. Chu Du thở dài. Xí nghiệp và chính phủ có lập trường rất khác nhau. Một nhà quản lý xí nghiệp thành công, ông ta chỉ nhìn việc mà không nhìn người, còn một quan viên thành công, ông ta chỉ nhìn người mà không nhìn việc. Chu Du nói như thế không khỏi quá bi quan, trong nước dù sao vẫn còn người kiên trì nguyên tắc. Muốn Chu Tiểu Quân làm kẻ to gan vạch trần chuyện này ra không phải nói với hắn vài câu là đủ, Trương Khác thậm chí thừa nhận với hắn trong chuyện này có tranh chấp lợi ích với Ái Đạt. Hiện giờ Chu Tiểu Quân biết City Ái Đạt là công ty gia tộc của nhà Trương Khác. Chuyện cụ thể của gia tộc họ Trương thì hắn không biết, nhưng hắn biết rõ đứng đằng sau nhà họ Trương là Từ Học Bình, hắn chỉ mong có cơ hội kéo gần quan hệ với Trương Khác. Hắn cũng biết hiện giờ Ủy ban Thương mại tỉnh rất đau đầu về vụ đầu tư này, đều muốn mắt nhắm mắt mở cho qua, hắn vạch trần chuyện này ra, bằng với chọc vào tổ ong, nhưng nói đi cũng phải nói lại City Ái Đạt có Từ Học Bình đứng sau sai hắn học vào tổ ong này, hắn còn cần do dự sao? Chu Tiểu Quân làm việc không có khí phách. Lúc nào cũng lo trước sợ sau, nhưng đảm bảo cho sĩ đồ của hắn thuận lợi thì không thành vấn đề, cho dù qua chuyện này hắn không ở lại được Ủy ban Thương mại, thì điều hắn tới hệ thống khác hoặc địa phương đều rất dễ dàng. Nhân viên cơ quan vừa tốt nghiệp đại học cấp phó khoa, có vứt đi đâu cũng chẳng ai bận tâm. Chuyện này thế là bàn xong, Trương Khác lại một lần nữa làm kẻ bày mưu, mà rất có khả năng lần này chơi Chu Cẩn Du một vố, ai biết giữa tập đoàn chính thái và Samsung có hiệp nghị bí mật gì hay không. Ái Đạt có thể không ra mặt thì cố tránh là hơn, Trương Khác bảo Chu Tiểu Quân không được nói với ai, y thích đứng sau đâm người ta hơn là nhảy ra chọi cứng. Đào Hành Kiện không ngờ Trương Khác lại giúp mình ngăn chặn chuyện này thực, Ái Đạt quật khởi đầy sắc thái thần bí,
nên nếu y sẵn lòng giúp, ắt phải có chút năng lực đặc thù, mà bất kể Ái Đạt có mưu tính riêng gì không cũng phải ngăn phương án này được tỉnh thông qua. Ngày 15 tháng 11, Trương Khắc, Chu Du, Phó Tuấn và mẹ con Giang Đại Nhi ngồi tàu hỏa lên Bắc Kinh, trên xe Trương Khắc hỏi Chu Du. Nếu chúng ta có cơ hội mua Hương Tuyết Hải, để thương hiệu này tiếp tục phát triển, thì chắc được bao phần. Trung tâm Mai Địa Á. Ở tầng 3 trung tâm Mai Địa Á, hơn trăm xí nghiệp tham gia đại hội đấu thầu quảng cáo lần thứ 2 của DTHTW, mấy trăm đại biểu lục tục tới hội trường. Một tiếng trước khi lên đường, Giang Đại Nhi thấy mẹ ở trong phòng khách thắp hương, cô mím môi cười, mẹ cô không biết cô sắp đi làm gì, chỉ biết là một chuyện lớn, thắp hương cầu thần Phật phù hộ tất cả mọi chuyện thuận lợi. Lý Nguyệt Như không quen với khí hậu khô của Bắc Kinh, người không khỏe, liền ở lại nhà khách. Đám Trương Khắc tới cửa hội trường tiến hành đăng ký thân phận, nhận thẻ, phong thư tiêu chuẩn dùng đấu giá, đây là lần thứ 2 DTHTW tiến hành đấu thầu quảng cáo công khai, hình thức khá là chính quy. Là tổng giám đốc marketing của Ái Đạt, Chu Du là đại biểu chính thức, bọn họ vừa mới vào hội trường, liền gây nên sự chú ý, người trong hội trường thì thầm bàn tán thân phận của bọn họ, vì bất kỳ một xí nghiệp nào cũng có thể. Ái Đạt chưa có nhiều thanh danh lắm, nhưng vẫn có người nhận ra, rất nhanh thân phận của họ đã truyền khắp hội trường, thì ra là đại biểu của Ái Đạt. Trong hội trường bất kỳ một xí nghiệp nào cũng có thể quật khởi, nhưng thu hút sự chú ý nhất là Khổng Siêu giám đốc nhà máy rượu Khổng Phủ Yến. Vua thầu năm ngoái. Đó chính là Khổng Siêu. Chu Du chỉ Khổng Siêu cho Trương Khắc, Giang Đại Nhi. Một nhà máy rượu nhiều năm tiêu thụ không quá 10 triệu, vậy mà năm nay đột phá 800 triệu, chính là vì năm ngoái đoạt được tiêu vương quảng cáo của DTHTW. Tháng 11 đối với giới quảng cáo trong nước mà nói, tiêu điểm chính là đại hội đấu thầu quảng cáo DTHTW. Đó là tiêu vương có giá trị nhất, cao quý nhất ở trong nước. Trương Khắc mặc áo jacket màu hạt rẻ, trông giống một sinh viên, miệng mang nụ cười ung dung điềm đạm nhìn mọi người trong hội trường. Năm ngoài nhà máy rượu Khổng Phủ Yến dùng 3.079 vạn thành tiêu vương, gây oanh động, nhưng sau đó sáng tạo nên thần thoại thị trường càng khiến cuộc cạnh tranh tiêu vương trở nên nóng bỏng hơn. Chu Du tiếp tục giới thiệu. Không biết năm nay hoa sẽ rơi vào tay ai? Trương Khắc lắc đầu cười. Giữa tin tức thời sự và dự báo thời tiết có 15 mẫu quảng cáo, mặc dù có giá trị nhất là quảng cáo sau tin thời sự, nhưng không phải xí nghiệp nào cũng nhắm vào quảng cáo đó. Cũng phải, năm ngoái giá vô thầu lên tới hơn 3.000 vạn, năm nay dứt khoát hơn xa con số này, không phải xí nghiệp nào cũng liều như thế. Chu Du tán đồng. Tôi chắc phải gấp đôi năm ngoái. Trương Khắc còn nhớ tiêu vương năm nay là nhà máy rượu Tần Trì, chẳng phải do trí nhớ của y tốt. Mà vì cái giá Tần Trì đưa ra quá dễ nhớ, 6.666 vạn. Đương nhiên Trương Khắc không thể nói chuyện này với Chu Du được. Đám Trương Khắc ngồi trong một góc, không muốn gây sự chú ý của mọi người, lúc nói chuyện cũng áp giọng xuống, Chu Du phân tích. Năm nay khả năng vẫn là nhà máy rượu ra giá hăng nhất, đoạt được tiêu vương thị trường sẽ mở toang, mà xí nghiệp rượu lại dễ mở rộng sản lượng, kỳ tích thị trường năm ngoái của Khổng Phủ Yến là hình mẫu tốt nhất. Trương Khắc gật gù. Chu Du quả nhiên có tài, gần như đã dự đoán được tình huống sẽ xuất hiện. Bọn họ tới Bắc Kinh từ 3 ngày trước, cũng đã làm một chút công tác, ít nhất cũng phải kiếm được một chỗ quảng cáo trong 6 mẫu tin quảng cáo đầu tiên sau tin tức thời sự. Mặc dù ngồi trong góc, nhưng vẫn có người tới bắt chuyện thăm dò, nhưng ai ngu gì đem bài tẩy nói với người khác, chỉ có thể từ vẻ mặt thần thái để đoán ý đồ của đối phương. Tin quảng cáo giữa tin tức thời sự và dự báo thời tiết quy định chỉ cho phép cùng một ngành nghề tối đa chỉ cho phép 2 tin quảng cáo. Cho nên với tuyệt đại đa số nhà doanh nghiệp ở đây, đối thủ cạnh tranh của bọn họ không phải là người muốn đoạt được vô thầu, mà là xí nghiệp cùng ngành nghề. Tới lúc trả giá thì hội trường bắt đầu hỗn loạn, lần này dùng hình thức trả giá kín, mỗi người chỉ có một cơ hội, vừa sợ trả giá thấp hơn đối thủ cạnh tranh, lại sợ trả giá cao hơn đối thủ cạnh tranh quá nhiều, phí tiền vô ích. Tiêu vương, vua thầu, vua quảng cáo đều được, để SV cho sang. Chương 251, giá trị của tiêu vương. Nhìn cảnh mọi người khẩn trương, hưng phấn, kích động tới ngay Chu Du cũng trở nên nóng ruột. Rất nhiều người tay cầm chặt phong bì báo giá, tay thì cầm di động sẵn sàng nghe chỉ thị của ông chủ điều khiển từ xa, rồi đến khi thả phong thư vào hòm, ai nấy bất giác hít sâu một hơi, sau đó mang theo vài phần bi tráng, rảo bước rời đi. Trương Khắc cầm bút viết một con số, cho vào phong thư, tích tắc thả phong bì vào hộp, cũng cảm giác áp lực căng thẳng, chẳng may tình thế đã thay đổi rồi thì sao?
lịch sử liệu có trêu đùa mình không? Trương Khác đi trở lại chỗ ngồi, Chu Du hỏi nhỏ. Bao nhiêu? Cho anh bị giày vỏ thêm một chút. Trương Khác trêu tức. Chu Du tức điên, nhưng nhìn Trương Khác khoanh tay nhắm mắt dưỡng thần, hắn chẳng còn cách nào. Trong hội trường ai nấy nín thở tập trung tinh thần, cho tới khi báo giá, mới lại trở nên huyên náo, mỗi khi một giá cao vang lên, đều có tiếng vỗ tay phụ họa. Một cái giá lên tới 6.600 vạn được báo lên, tức thì hội trường tiếng vỗ tay như sấm động át hết tất cả mọi tiếng động khác, cái giá này hơn giá cao nhất trước đó 600 vạn, Trương Khác thấy người trung niên ngồi bên trái mình nhếch mép cười đắc ý. Tiếp ngay đó là cái giá 6.666 của nhà máy rượu Tần Trì, nụ cười trên mặt người trung niên kia cứng lại, mọi người trong hội trường cũng há hốc mồm, Trương Khác thầm nghĩ, lịch sử vẫn tiến lên theo quỹ tích trước kia, tới giờ chỉ có Ái Đạt là biến số duy nhất. Báo giá vẫn tiếp tục được tiến hành, nhưng không có ai ra giá hơn 6.000 vạn, xem ra vua thầu thuộc về Tần Trì rồi, mọi người bắt đầu chuyển sang chú ý tới những đối thủ cạnh tranh cùng ngành nghề, dù sao ngoài vua thầu ra, còn có 12 mẫu quảng cáo đáng tranh đoạt. Rốt cuộc là bao nhiêu? Chu Du thiếu điều túm cổ áo Trương Khác, tới tận bây giờ còn chưa báo giá của Ái Đạt, làm hắn đứng ngồi không yên. Người báo giá mở một phong bì, tiếp đó ngây ra, nhìn lại con số viết trên đó một lượt rồi mới đọc. 79.081.200, là 7.908.1.200 đồng, công ty điện tử Ái Đạt. Chu Du đứng ngây ra như phỗng, toàn hội trường giáo giác quay đầu tìm người của Ái Đạt, thoát cái tất cả mọi ánh mắt đổ dồn vào chỗ này, tới giờ vẫn chưa có cái giá nào lên tới 7.000 vạn, vậy mà Ái Đạt vọt lên tận 8.000 vạn, vượt quá mong đợi, mọi người quên cả vỗ tay. Đàm Hy Tùng, chủ nhiệm phòng tin tức DTHTW ngồi trên khán đài dẫn đầu vỗ tay. Chớp mắt tiếng vỗ tay đinh tai nhức óc lấp kín hội trường. Báo giá vẫn chưa kết thúc, ai mà biết có người nào đó đột nhiên chen ngang hay không, tim Chu Du vọt lên tới tận cổ, tay nắm chặt quần, lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi. Trương Khác cười nói nhỏ. Thấy chưa, dù có nói sớm với anh thì anh vẫn cứ đứng ngồi không yên cơ mà. Phải có tự tin vào phán đoán của mình chứ. Chu Du trước đó phán đoán muốn tranh đoạt vua thầu, thì phải gấp đôi năm ngoái mới có hy vọng. Trương Khác cũng chẳng muốn chiếm lợi từ lịch sử, nếu không y chỉ viết con số 6.666.666 là đủ cho giám đốc nhà máy rượu Tần Trì tức hộc máu tại chỗ rồi, loại chuyện thất đức đó Trương Khác không làm. Cho tới khi báo giá kết thúc, cái giá 79.081.200 vẫn cô độc một mình trên tấm bảng đen. Khi Đàm Hy Tùng lần nữa đứng dậy, tất cả mọi người trong hội trường im lặng. Đàm Hy Tùng rời khán đài lên sân khấu. Xác nhận con số trên bảng đen. Tiêu Vương lần này là điện tử Ái Đạt. Chớp mắt im lặng phá tan, tiếng vỗ tay vang dội át tiếng Đàm Hy Tùng giới thiệu những doanh nghiệp trúng thầu khác. Trương Khác chọc tay vào lưng Chu Du, nhắc hắn đây không phải lúc ngồi đần thối mặt như thế, mà nên đứng dậy đón nhận tiếng vỗ tay chúc mừng của mọi người. Tiếp đó Chu Du chứ bắt tay nhận lời chúc mừng của người khác, trao đổi danh thiếp, bị đám đông vây quanh thì không còn rảnh làm gì nữa. Chà đại biểu các doanh nghiệp trúng thầu, những người khác lục tục rời hội trường, Đàm Hy Tùng đi tới bắt tay Chu Du. Chúc mừng ông, Mai Địa Á đêm nay thuộc về điện tử Ái Đạt. Cảm ơn. Chu Du vẫn còn choáng váng, cho tới giờ chưa khôi phục lại bình tĩnh. Đàm Hy Tùng tiếp đó bắt tay Trương Khác, y cười tủm tỉm nói. Cũng chúc mừng cô, đêm nay Mai Địa Á thuộc về Ái Đạt và DTHTW. Hả? Đàm Hy Tùng tức thì bị câu nói của Trương Khác thu hút. Sao lại nói thế? Khái niệm Tiêu Vương, chẳng phải là thủ đoạt quảng cáo thành công của DTHTW hay sao? Chính như xí nghiệp cần thành Tiêu Vương, không tiếc ném tiền vào đó, DTHTW cũng cần khái niệm vua thầu để tăng giá trị quảng cáo trong mắt doanh nghiệp. Lời của Trương Khác làm Đàm Hy Tùng khá bất ngờ, cô ta ý thức được Ái Đạt không phải là doanh nghiệp bị khái niệm vua thầu làm mê hoặc, bọn họ ra giá 7.900 vạn kia không phải là vì kích động. Đàm Hy Tùng đẩy gọng kính cận trên mũi nhìn kỹ lại Trương Khác, nhưng cô ta còn phải tiếp đãi đại biểu khác, nên sai nhân viên công tác tháp tùng đám Trương Khác tham quan trung tâm Mai Địa Á. 6 giờ chiều DTHTW mở họp báo công bố kết quả đại hội đấu thầu quảng cáo này, đồng thời chế tác thành tin tức kinh tế quan trọng phát trên tin tức thời sự lúc 7 giờ 30. Giang Đại Nhi trước đó còn chưa rõ mục đích chuyến đi này của bọn họ, tiến vào hội trưởng mới biết là tham gia đấu giá. Nhưng đại hội đấu giá là gì thì cô không chú ý, cô chưa hiểu ý nghĩa trọng đại của nó, tới khi người báo giá báo ra con số khủng khiếp kia có mới hết hồn. 7.900 vạn là khái niệm gì?
chỉ vì 5 giây quảng cáo mà một năm bỏ ra chừng đó tiền hay sao? Chu Du tất nhiên biết giá trị của Tiêu Vương, trước đó Trương Khác chỉ trao đổi với hắn, Tạ Vãn Tình, Tô Tân Đông, Đinh Hòe, đúng chừng đó người biết. Giá trị của Tiêu Vương tuyệt đối không chỉ là 5 giây quảng cáo tốt nhất của DTHTW, mà đồng thời có nghĩa là nắm được tiếng nói của cả ngành nghề trong một năm, vì trong cùng thời gian hoàng kim quảng cáo đó, cùng một ngành nghề chỉ có 2 bản quảng cáo. Quan trọng hơn nữa, DTHTW vì lợi ích của bản thân, sẽ đầu tư ra sức tuyên truyền cho khái niệm Tiêu Vương, đúng như lời Trương Khác nói với Đàm Hy Tùng trước đó, khái niệm Tiêu Vương, chẳng phải là thủ đoạt quảng cáo thành công của DTHTW hay sao? Mà nguồn tin tức công cộng mà DTHTW sở hữu là điều các truyền thông khác không sao tưởng tượng được. Từ giây phút đó, chủ đề Tiêu Vương của DTHTW đã gắn chặt với điện tử Ái Đạt. Từ một ý nghĩa nào đó mà nói, DTHTW còn hy vọng xí nghiệp đoạt được Tiêu Vương có thể có được kỳ tích thị trường hơn bất kỳ ai, để xí nghiệp trong toàn quốc thấy được ma lực của vua thầu. DTHTW tuyệt đối không làm chuyện hỏng chiêu bài của họ, đó là giới hạn của họ. Chỉ cần biết giới hạn này rồi, hợp tác với DTHTW sẽ như cá gặp nước. 79.081.200 chỉ là con số tuyên truyền với bên ngoài, còn kinh ngạch hợp đồng, cùng sự vụ hợp tác cụ thể có thể mặc cả được DTHTW, bí mật này tới năm 97 được Chủ tịch của Trung Sơn Ái Đa Tiêu Vương thứ tư nói ra. Từ lúc bắt tay nghe Trương Khác nói câu kia, Đàm Hy Tùng liền biết lần này gặp phải một đối thủ xảo trá rồi. Nhìn trong mắt bọn họ không hề thấy sự kính sợ DTHTW như đại đa số mọi người. Trong lúc xã giao với các đại biểu doanh nghiệp khác, cô ta liền sai nhân viên công tác mang tài liệu về Ái Đạt tới, tư liệu về Ái Đạt còn rất ít, từ tháng 7 hợp tác với DTHTW tới nay Ái Đạt trả tiền sòng phẳng, không có lần nào khất nợ lề mề. Trong cuộc đàm phán tiếp theo đó, Chu Du đề xuất lấy giá 6.666 của Tần Trì làm kim ngạch hợp đồng, từ năm 96. Mỗi tháng trả tiền một lần, chứ không phải thanh toán luôn một lần. Đàm Hy Tùng căn bản không có hy vọng xa vời Ái Đạt trả một lần 7.900 vạn tiền quảng cáo, thời ấy trong nước rất ít xí nghiệp nào có thể bỏ ra gần 8.000 vạn ngay một lúc. Chương 252, Ma lực của Tiêu Vương. Trước khi đấu thầu, cũng không hạn chế phương thức thanh toán, DTHTW cần một con số cổ vũ, kích động lòng người, chứ không phải mong doanh nghiệp tham gia đấu giá lo trước tính sau. Không dám hô giá cao. Ái Đạt đề xuất lấy giá Tần Trì đứng thứ hai báo ra làm kim ngạch hợp đồng, tức là giảm đi chừng 1.400 vạn, Đàm Hy Tùng cả kinh, chuyện như thế cô ta không dám làm chủ, nhưng trước cuộc họp báo phải đảm bảo giải quyết xong chuyện này, cô ta đành khẩn cấp xin chỉ thị phó giám đốc phân quản. Phó giám đốc cau mày nói, ít nhất thì lúc này bọn họ không định quỵt nợ. DTHTW kiên quyết không giảm kim ngạch hợp đồng, nhưng có thể bồi thường bằng quảng cáo ở thời gian khác. Hai bên cuối cùng kịp ký hợp đồng trước cuộc họp báo, sau khi Đàm Hy Tùng công bố kết quả đại hội đấu thầu, Chu Du đại biểu cho Ái Đạt tiếp nhận quảng cáo, câu hỏi đầu tiên của phóng viên là: Tôi là phóng viên của báo Sáng Kinh Hoa, xin hỏi ông Chu, các doanh nghiệp khác hoặc là trả số tròn, hoặc là số có ý nghĩa như 6.666, còn con số của Ái Đạt phải chăng cũng mang ý nghĩa đặc biệt nào đó? Chu Du ngẩn ra, hôm nay hắn quá hưng phấn, nên giờ mới là lần đầu tiên nghĩ tới vấn đề này. Nhưng không thể gọi Trương Khác ra hỏi được, còn may phóng viên kia chưa dừng lại. Phải chăng đó là sinh nhật của một người rất quan trọng với ông Chu? Chu Du phản ứng cũng nhanh, tiếp lời ngay. Vâng, hiển nhiên, mọi người đều nhìn ra, đó là sinh nhật của một người rất quan trọng với điện tử Ái Đạt chúng tôi. Có phải là của cô gái bên cạnh ông Chu không? Một phóng viên khác tung ra câu hỏi này, sự chú ý của mọi người tức thì di chuyển sang người Giang Đại Nhi. Giang tiểu thư là đại sứ hình tượng của công ty chúng tôi, cô ấy là sinh viên năm thứ ba của Đại học Đông Hải. Chu Du giới thiệu, tuổi Giang Đại Nhi không trùng khớp, giới truyền thông khi ấy còn chưa quá đáng, mau chóng chuyển sang chủ đề chính. Kết thúc buổi họp báo, sống lưng Chu Du ướt đẫm mồ hôi, nhưng tinh thần phấn chấn, không ngờ Giang Đại Nhi biểu hiện quá tốt, mặc dù cô phát biểu rất ít, nhưng trước bao nhiêu ống kính như vậy, không một người nào có thể trấn tĩnh tự nhiên như vậy, Trương Khác phải thừa nhận. Giang Đại Nhi sinh ra là để xuất hiện trước ống kính. Chu Du ra hậu trường, thấy Trương Khác là hỏi ngay ý nghĩa của con số đó, Trương Khác giang tay ra, chỉ nó là ý tưởng đột xuất. Tạm thời thoát khỏi giới truyền thông, đám Trương Khác trở về nhà khách, buổi trưa họ chỉ ăn qua loa bánh mì, kế hoạch là tối sẽ đánh chén một bữa linh đình, vừa vào đại sảnh nhà khách, thấy trợ lý của Trần Tín Sinh tổng giám đốc ty Trung Quốc ngồi ở ghế sofa.
hắn vừa thấy nhóm Trương Khác vào, vội đi ngay tới nói. Giám đốc Trần mời ông Trương, giám đốc Chu ăn tối, tôi tới Mai Á Địa thì nghe nói ông Trương đã đi, cho nên tới đây. Trương Khác thấy viên trợ lý này có vẻ đợi được một lúc rồi, hỏi Chu Du. Chúng ta đi đường có trì hoãn gì đâu, chẳng lẽ bị tên tài xế kia xẻo rồi. Rồi hỏi viên trợ lý. Các vị biết tin nhanh như vậy sao? Không ngờ tai mắt của Trần Tín Sinh ở Bắc Kinh nhanh nhạy như thế, tin tức chính thức còn chưa công bố trên truyền thông mà hắn đã biết rồi. Biết tin trước chẳng phải chỉ có một mình Trần Tín Sinh, đúng lúc ấy có hai nam nhân đi vào đại đường, trong đó người chừng 30 tuổi tiếp tân. Xin hỏi vị khách phòng 202, 206 đã về chưa? Chúng tôi là nhân viên công tác của văn phòng Hải Châu, trước đó đã gọi điện thoại tới, có cách nào liên lạc khẩn cấp với khách ở hai gian phòng đó không? Trương Khác nhìn Chu Du nói. Người có năng lực vĩnh viễn không cần dựa vào truyền thông lấy tin tức, nhưng sao bên Hải Châu cũng biết tin nhanh như thế? Chu Du đi tới phía hai nhân viên công tác kia. Không biết ai muốn tìm chúng tôi đây? Nam nhân chừng 30 tuổi kia mừng rỡ reo lên. À, ông là giám đốc Chu của điện tử Ái Đạt. Bí thư Chu, thị trưởng Đường bảo chúng tôi liên lạc với ông, vị này là chủ nhiệm La. Hắn giới thiệu người trung niên bụng phệ bên cạnh. La Kinh chủ nhiệm văn phòng Hải Châu chú ở Bắc Kinh đưa tay ra bắt tay Chu Du. Mấy năm qua tôi không hay về Hải Châu, không ngờ chúng ta có một xí nghiệp lớn danh tiếng hiển hách như Ái Đạt. Chu Du hỏi. Bí thư Chu, thị trưởng Đường có chuyện gì gấp tìm chúng tôi? La Kinh cười nói. Ái Đạt tuy là xí nghiệp dân doanh. Nhưng dù sao cũng ở Hải Châu, các vị không thể để thiên hạ biết cả rồi, mới nói với hai vị lãnh đạo chứ hả? Cô nhân viên đứng ở quầy lễ tân thò đầu ra hỏi. Xin lỗi, có phải ngài là giám đốc Chu của Ái Đạt? Nửa tiếng qua có rất nhiều cuộc điện thoại hỏi ông. Cô ta đưa tới một tờ giấy ghi chi chít số điện thoại và phương thức liên hệ, sau cuộc họp báo đám Trương Khác ngồi xe taxi về nhà khác, chắc là tên tài xế taxi cố ý đi đường vòng, cho nên mới về muộn mất một lúc. Không ngờ có nhiều cuộc điện thoại gọi tới như thế, đa phần là các tờ báo chú ở Bắc Kinh. Chu Du nhìn Trương Khác, cứ tính ra ngoài ăn hay nhận lời mời của Trần Tín Sinh, nhưng lúc này xem ra khó đi được rồi. Giang Đại Nhi về phòng trước tìm mẹ, Lý Nguyệt Như nghỉ nửa ngày đã khỏe lại, hỏi. Hôm nay xảy ra chuyện gì mà điện thoại trong phòng giám đốc Chu reo không ngừng? Lúc này một chiếc xe mang biểu tượng DTH Bắc Kinh dừng trước cửa nhà khách, có mấy người xuống xe, có người vác camera. Đi đầu là cô gái thanh tú mặc áo khoác tím nhạt, thấy Chu Du đứng ở đại sảnh, liền rảo bước đi tới. Ông Chu, tôi là phóng viên DTH Bắc Kinh, xin hỏi hiện ông có rảnh tiếp nhận phỏng vấn chuyên đề của chúng tôi không? Trương Khác giang tay biểu thị không giúp được gì. Bên nhà khách không biết đã xảy ra chuyện gì, giám đốc nhà khách mau chóng ra tìm hiểu tình hình. La Kinh giới thiệu, Ái Đạt đoạt được vua thầu của DTH TW, thành tiêu điểm theo đuổi của giới truyền thông. Văn phòng chúng tôi có nhà khách, hay là tới đó, tiện tiếp nhận phỏng vấn của giới truyền thông hơn. Ông Chu, xin cho tôi thay mặt nhà khách bày tỏ xin lỗi với sự thiếu sót trước đó, nhà khách chúng tôi sẵn sàng cung cấp miễn phí phòng hội nghị tốt nhất cho Ái Đạt sử dụng. Giám đốc nhà khách vừa nghe thấy đây là đại biểu của Tiêu Vương năm nay, mắt sáng lên, nếu để những người khách này chuyển đi, ông ta khỏi làm giám đốc nữa, sốt sáng nói. Từ giờ trở đi, Ái Đạt là khách hàng VIP của chúng tôi. Các vị có yêu cầu khác gì cứ nói với nhà khách, chúng tôi tận lực đảm bảo các vị hài lòng. Từ phòng hội nghị chuyên môn, chúng tôi sẽ chuẩn bị cho Ái Đạt một đường dây điện thoại riêng, nếu ông Chu đồng ý, chúng tôi lập tức an bài chỗ tiếp nhận phỏng vấn. Đây chính là ma lực của Tiêu Vương. Bên phía nhà khách quyết định chớp nhoáng đưa ra nhiều ưu đãi như thế, Chu Du gật đầu đồng ý, nói. Làm phiền các vị quá. Không phiền, không phiền. Giám đốc nhà máy lập tức sai người phối hợp với người DTH Bắc Kinh bố trí chỗ phỏng vấn, đương nhiên không quên sai người treo một biểu ngữ lớn ở cổng, hoan nghênh điện tử Ái Đạt Tiêu Vương DTH TW tới nhà khách. Công tác tuyên truyền của DTH TW rất tốt, trước buổi đấu giá, đã mời Khổng Siêu Tiêu Vương lần trước tuyên dương ầm ĩ thành tích thị trường của nhà máy Khổng Phủ Yến, cho nên chủ đề Tiêu Vương năm nay đã được làm nóng từ trước đó, khiến báo chí truyền hình liên tục dự đoán xem ai là Tiêu Vương năm nay. Dự đoán đa phần là ngành rượu sẽ đoạt được vòng nguyệt quế lần nữa. Ái Đạt đột nhiên nổi lên, lại còn trả cái giá vượt xa năm ngoái, cũng vượt ngoài dự đoán của giới truyền thông, cho dù DTH TW không chính thức công bố thì các truyền thông khác cũng chuyển đi, mau chóng tới được thành phố Hải Châu. Chương 253, toan tính của Ti.
một tin tức kinh tế quan trọng trong nước tới địa phương sẽ thành tin tức kinh tế đặc biệt quan trọng rồi, Chu Phú Minh hay tin nào có thể ngồi yên được, lúc đó cuộc họp thường ủy thường lệ đang diễn ra, tất cả các thường ủy khác cũng ngồi không yên. Lực độ mở rộng thị trường của Ái Đạt ở ngoài Hải Châu mạnh hơn trong Hải Châu nhiều, Trương Khắc cố ý bỏ sót Hải Châu, vì y biết chỉ cần tin tức Tiêu Vương lan đi, thị trường Hải Châu gần như không cần phải đầu tư gì cũng sẽ nóng lên. Nhưng dù nóng lên thì dung lượng thị trường vẫn kém xa các thành phố khác như Huệ Sơn. Ái Đạt ở Hải Châu chỉ có chút danh tiếng, nhưng Cẩm Hồ bán cổ phần cho Chính Thái đầu tư vào Ái Đạt thì Chu Phú Minh biết, các vị thường ủy người biết người không, nhưng không ai ngờ Ái Đạt làm ra được chuyện oanh động như thế. Thành phố khẩn cấp liên lạc với Tô Tân Đông, Tô Tân Đông là đại biểu pháp nhân là tổng giám đốc của Ái Đạt, nhưng vẫn chưa biết tình hình cụ thể. Lúc ấy di động chưa liên lạc được giữa các thành phố, nên tạm thời chưa biết tin từ đám Trương khác. Tiêu Vương là một bước quan trọng trong việc thao tác thị trường quảng cáo của DTHTW, bọn họ tuyệt đối không thể tự hủy bảng hiệu của mình. Trương khác nắm trúng điểm này, cùng Chu Du lợi dụng trước cuộc họp báo quyết định chi tiết hợp tác cụ thể. DTHTW đương nhiên không hy vọng dựa vào một khoảng thời gian quảng cáo 5S để kiếm tiền, mà lợi dụng hiệu ứng Tiêu Vương, nâng cao giá quảng cáo tất cả quãng thời gian. Cuối cùng tiền đấu thầu không đổi, nhưng DTHTW chấp nhận đến bù bằng quảng cáo ở khoảng thời gian khác. Trong lúc Trương Khắc và Chu Du đang có kè mặc cả với DTHTW thì tin tức các lúc truyền càng xa, các ban ngành kinh tế có liên quan trong tỉnh cũng hay tin, gọi điện tới Hải Châu hỏi tình hình, Nhật báo Hải Châu cũng xin chỉ thị có nên phát thông cáo không, nếu để truyền thông nơi khác phát tin trước, thì truyền thông Hải Châu mất mặt lớn. Nhưng muốn phát thông cáo cần rất nhiều tin tức. Nhưng phát hiện ra bọn họ hiểu biết rất ít về Ái Đạt, muốn viết ra một bài báo với lời lẽ hùng hồn khí thế trước khi báo tối xuất bản là khó khăn lớn. Thành phố có được phương thức liên hệ với nhà khách Trương Khắc và Chu Du ở từ chỗ Tô Tân Đông, trực tiếp lệnh nhân viên văn phòng chú ở Bắc Kinh liên lạc, gọi điện mãi không được nên quyết định tới nhà khách ôm cây đợi thỏ, tiếp đó phát sinh chuyện đã kể trên. La Kinh trước đấy thực sự chưa từng nghe tới Ái Đạt gì gì đó, nhưng ông ta quanh năm ở Kinh Thành, tất nhiên biết Tiêu Vương là cái gì. Ông ta biết tin hơi muộn một chút, nhận được điện thoại của Chu Phú Minh mới biết Tiêu Vương năm nay là xí nghiệp của Hải Châu. Ông ta hối hận không thôi, mình chậm chạp như thế, chẳng biết có khiến Chu Phú Minh bất mãn hay không. Ông ta người thời đại Đinh Hướng Sơn, không hy vọng thăng quan, chỉ hy vọng dưỡng lão ở ghế chủ nhiệm văn phòng béo bở này. La Kinh biết lúc này không thể làm Chu Du đổi nhà khách, nhưng phải làm gì đó. Thấy nhóm Chu Du có 6 người, ông ta coi cả trợ lý của Trần Tín Sinh thành người của Ái Đạt nói với Chu Du. Giám đốc Chu hay là đem tình hình ở Bắc Kinh báo cho lãnh đạo thành phố trước. Tôi thấy nhân thủ các vị không nhiều, tôi và Tiểu Tống ở Kinh Thành đã lâu, tự xung phong ở lại giúp đỡ, bí thư Chu bảo tôi liên hệ với các vị, để tôi làm người liên lạc cũng được. Nội dung hợp tác cụ thể với DTHTW tất nhiên không thể tiết lộ, nhưng phía Hải Châu cũng không thể không ứng phó. Chu Phú Minh chẳng mấy khi quan tâm như thế. Lời của La Kinh nhắc nhở giám đốc nhà khách, ông ta nói. Cần một phòng tiếp đãi, không thể để bạn bè truyền thông đợi không ở đại sảnh, nhà khách chúng tôi cung cấp 2 nhân viên công tác, giúp đỡ công tác tiếp đãi của quý vị. Viên trợ lý có hơi sốt ruột, chớp mắt thôi đám Trương khác đã bị bao nhiêu người vây lấy, chẳng biết có thể phân thân đi gặp Trần Tín Sinh hay không nữa. Nhân lúc DTH chuẩn bị phỏng vấn, Trương khác và Chu Du về phòng thương lượng. Quyết định bên này để Chu Du giới thiệu đơn giản tình hình đấu thầu, còn bên Hải Châu để Tạ Vãn Tình và Tô Tân Đông ra mặt báo cáo tình huống. Sau khi Hứa Từ đi Hong Kong, đại biểu pháp nhân của Việt Tú Hải Châu cần phải thay đổi, nếu không chuyện như ký giấy rất không tiện, lần này đẩy Tạ Vãn Tình ra, còn để City Hải Dụ chiếm lượng nhỏ cổ phần. Còn City ở Hong Kong đăng ký xong Trương Khắc lập tức đem cổ phần của y tại Việt Tú, Hải Châu biến thành dưới danh sách ở City Việt Tú, Hong Kong. Cho dù có người lợi dụng quyền tra nội tình của Việt Tú, cũng phát hiện ra đây là một xí nghiệp cơ bản do thương nhân Hong Kong nắm giữ cổ phần. Cho dù có kẻ còn chưa từ bỏ tiếp tục tra tới cái tên Hứa Tư cũng sẽ không liên hệ tới vụ án Đinh Hướng Sơn được, vì Hứa Tư hiện là người Hong Kong rồi. Còn nếu như có kẻ tiếp tục bới móc, tra ra tới tận Hứa Tư mới nhập tịch Hong Kong, tra ra đại biểu pháp nhân cũ của Việt Tú Hải Châu là Hứa Tư, thì đó là tử địch rồi, nếu Trương Khắc không biết tới có một kẻ thù như vậy thì chết là đáng. Trương Khắc nói với Chu Du, bên này anh không thể thoát thân được, người tôi để lại hết cho anh, tôi đi gặp Trần Tín Sinh. Đầu năm khi Ti ký hợp đồng với Ái Đạt, lúc đó lượng tiêu thụ đầu đĩa còn chưa tới 4.000 chiếc một tháng, chỉ nửa năm ngắn ngủi qua đi, đầu đĩa VCD ngày càng được người trong nước tiếp thụ,
hơn nữa từ các thành phố duyên hải Đông Nam cung cấp đĩa lậu giá rẻ chất lượng cao, làm lượng tiêu thụ trong tháng 9 đột phá 100.000 chiếc, trong nửa năm tăng gấp hơn 20 lần. Là nhà cung cấp chip giải duy nhất, C, Kiêu thu được lợi nhuận gần 50 triệu đô la Mỹ mỗi tháng, con số này chẳng lẽ không đủ để CTT lần nữa phán đoán lại thị trường. CTT tăng cường đầu tư nghiên cứu chip giải mã, đang tiến hành thí điểm sản phẩm, giai đoạn này Ái Đạt đã phái kỹ sư tham gia, là linh kiện hạch tâm ảnh hưởng tới công năng và sự ổn định của đầu đĩa. Với Ái Đạt mà nói, không cần đợi tới khi ti thực sự thành công mới tiến hành nghiên cứu phát triển, chỉ cần ti đưa ra chip giải mã hợp cách là Ái Đạt lập tức đem đi. Trần Tín Sinh nhận ủy thác của Tổng bộ ti, nghiêm túc nghiên cứu tiền cảnh cầu thị trường đầu VCD trong nước cùng các quốc gia mới nổi, nhận thức được sự tồn tại của đầu đĩa VCD không lâu, nhưng dung lượng thị trường lớn kinh người. Trần Tín Sinh hay tin Ái Đạt bất ngờ đoạt được Tiêu Vương, liền ý thức được đầu đĩa vì hành động này của Ái Đạt thêm một lần nữa bùng phát mạnh mẽ. Bắc Kinh vào tháng 11, gió cát còn chưa lớn lắm, trời đêm Bắc Kinh khá đẹp, Trương Khác và trợ lý của Trần Tín Sinh tới Tam Lý Chuân, Trần Tín Sinh đã đợi ở ngoài phòng ăn, gặp nhau câu đầu tiên là: Ngài Inzibus bảo tôi đại diện chúc mừng ông Trương và điện tử Ái Đạt, ông Trương luôn có biểu hiện làm người ta chấn động. Trương Khác không ngờ Trần Tín Sinh trao đổi với tổng bộ nhanh như thế, hai người vào phòng ăn phong cách cô thích, nhưng cả hai đều không phải người sành ăn, lúc này cũng chẳng phải thời điểm uống rượu, nhanh chóng quanh sang trao đổi quan điểm thị trường đầu đĩa. Cơ sở hợp tác vui vẻ là hai bên phải có cùng nhất trí về tương lai tốt đẹp. Tiêu Vương và hiệu ứng quảng cáo làm người dân hoàn toàn tiếp thụ khái niệm đầu đĩa VCD, tiếp tục làm lớn mạnh thị trường đầu đĩa, mà Tiêu Vương sẽ là chúa tể của thị trường này. Ái Đạt đã chuẩn bị sẵn sàng chưa? Trần Tín Sinh nói. Căn cứ vào kinh nghiệm của nhà máy rượu Khổng Phủ Yến, không cần đợi năm sau khi quảng cáo chính thức được phát, các nhà tiêu thụ sẽ tranh nhau chen sập cửa của Ái Đạt. Khổng Phủ Yến thôn tính các nhà máy rượu nhỏ khác để mở rộng, còn Ái Đạt chuẩn bị mở rộng sản năng thế nào? Chương 254, cơ sở của sự hợp tác. Trương Khác bình tĩnh đáp. Kinh nghiệm của Khổng Phủ Yến không đáng học tập, lòng ông Trần còn rõ hơn tôi. Thôn tính lượng lớn nhà máy rượu nhỏ ắt tạo thành hỗn loạn về quản lý, nếu năm nay họ tiếp tục đoạt được Tiêu Vương, phồn vinh của thị trường sẽ che lấp mâu thuẫn, cho bọn họ thời gian chỉnh đốn. Đương nhiên nội bộ bọn họ có thể ý thức được điểm này, đáng tiếc Tiêu Vương bị chúng tôi đoạt rồi, thị trường sẽ không cho bọn họ thời gian nữa. Trần Tín Sinh nghe câu này sắc mặt hơi biến đổi, hắn vốn định dùng lời này đánh động Trương Khác, không ngờ Trương Khác còn thấu triệt hơn hắn. Xem ra lần này Ái Đạt đoạt được Tiêu Vương không phải kết quả của kích động nhất thời. Ti cảm thấy kiêu ngạo vì có một đối tác như Ái Đạt. Trần Tín Sinh nâng ly rượu lên. Nếu đã thế, mọi người không cần lãng phí thời gian thăm dò nhau nữa, tôi nghĩ, Ái Đạt cũng cảm thấy thời gian eo hẹp lắm rồi. Trước khi ông Trương tới đây, tôi đã thảo luận với ngài Inzibus, Ti Trung Quốc được cấp quyền hợp tác mật thiết hơn với Ái Đạt. Năm sau lượng tiêu thụ đầu đĩa hàng tháng ổn định ở mức 30.000 chiếc. C, Kiêu mỗi tháng có thể thu được hơn 10 triệu đô la Mỹ, dù ti có thế lớn tiền nhiều đến đâu cũng không thể không động lòng với con số này. CTT sẽ mau chóng đưa ra chip giải mã phân chia món lợi kếch xù này với C, Kiêu. CTT không hy vọng giữa hai công ty cạnh tranh không lành mạnh với nhau phá vỡ cách cục, nhưng C, Kiêu đã đi trước một năm, có ưu thế kỹ thuật tương đối, tất nhiên không dễ từ bỏ địa vị lũng đoạn của mình. Nếu chỉ là nhà máy lắp ráp thông thường, chuyện giữa ti và C, Kiêu chẳng liên quan gì tới Ái Đạt, thế nhưng từ tháng 9, Ái Đạt đã thành khách hàng lớn nhất của chip giải mã đời 2, tới tháng 10 chiếm 20% lượng cung ứng chip giải mã, tháng 11 Ái Đạt thành Tiêu Vương, tỷ lệ này còn tiếp tục tăng lên. Như vậy để Ái Đạt có tiếng nói giữa cuộc cạnh tranh của Ti và C, Kiêu, trước tiên phải không cho C, Kiêu biết hiệp nghị bí mật của Ái Đạt và Ti. Theo hiệp nghị bí mật, Ái Đạt chỉ được giá hữu nghị 1/10 tổng sản lượng chip giải mã. Nếu Ái Đạt chiếm lĩnh thị trường tỷ lệ cao, số lượng chip giải mã với giá hữu nghị không đủ thỏa mãn nhu cầu, lúc đó Ái Đạt phải mua thêm với giá thị trường, Ái Đạt chọn Ti hay C, Kiêu sẽ thay đổi cán cân lực lượng của thị trường giữa Ti và C, Kiêu. Một khi Ái Đạt quật khởi hình thành thần thoại trong lĩnh vực đầu đĩa, những nhà máy muốn học theo trước tiên sẽ mô phỏng kỹ thuật của Ái Đạt. Bất kể C, Kiêu, Ti, hay Philips, bọn họ đều muốn nhà máy sản xuất đầu đĩa nỗ lực khai thác mở rộng thị trường. Trương Á Bình vì ở Thượng Hải cho nên biết tin Ái Đạt đoạt được Tiêu Vương, hắn siết chặt tay, không hề che giấu vẻ mặt hưng phấn của mình. Mấy ngày trước Trương Á Bình hay tin điện tử Tân Khoa quyết định hợp tác với Sony, mặc dù hiện giờ chất lượng mắt đọc của Sony còn chưa ổn định,
nhưng Sony đã tăng cường đầu tư kỹ thuật. Với Trương Á Bình mà nói đây là một tin tức rất xấu. Tiền thân của Tân Khoa là một nhà máy vô tuyến điện có lịch sử gần 30 năm, tới năm 95 trở thành một tập đoàn điện tử tương đối lớn, kỹ thuật rất mạnh. Trong tất cả doanh nghiệp tiến vào thị trường đầu đĩa, Trương Á Bình nhận thấy Tân Khoa có tiềm lực lớn nhất, dù kỹ thuật, đường tiêu thụ, thương hiệu đều vượt trội so với các doanh nghiệp khác. Tân Khoa chưa đưa sản phẩm đầu đĩa của bọn họ ra thị trường không có nghĩa là bọn họ chậm chân hơn người khác, mà vì bọn họ muốn chuẩn bị thật chu đáo, bọn họ có tự tin xuất hiện một cái là khiến người ta kinh ngạc. Cho dù Ái Đạt vào tháng 10 có xu thế vượt qua Samsung, nhưng giữa Ái Đạt và Tân Khoa, Trương Á Bình coi trọng Tân Khoa hơn. Song Tân Khoa đã chọn Sony làm nhà cung ứng mắt đọc cho bọn họ, Trương Á Bình đang thất vọng lúc này kịch tính như một bộ phim, Ái Đạt đoạt được Tiêu Vương. Trương Á Bình nhớ lại vào tháng 7 Trương Khắc tiết lộ mục tiêu kinh người, thì ra sớm đã có ý đoạt Tiêu Vương. Vào tháng 10, trước khi tới Hồng Kông, Trương Khắc có hội diện Trương Á Bình, hai bên thảo luận vấn đề cung ứng mắt đọc, song cuối cùng không hình thành được hiệp nghị. Gọi điện cho Tô Tân Đông không được. Các phương thức khác liên hệ với Ái Đạt đều để hết ở văn phòng công ty, Trương Á Bình lập tức lái xe tới công ty, không ngại phí điện thoại đường dài, gọi điện báo tổng bộ Philip chuyện xảy ra trong nước, yêu cầu bọn họ đồng ý cho hắn lập tức xây dựng công trình kỳ 2, rồi quyết định một khi liên hệ được với Tô Tân Đông, sẽ tới Hải Châu một chuyến. So với CQ, Philip thì T có quan hệ mật thiết với Ái Đạt hơn, Trần Tín Sinh hiện giờ lo sản lượng của Ái Đạt không theo kịp bước tiến của thị trường. Hắn sẵn sàng nguyện ý hỗ trợ cho Ái Đạt ở phương diện này. Lập vài cái nhà xưởng thì dễ lắm, toàn bộ dùng kết cấu không gian bằng thép, một tháng là có thể lập nên một xưởng lắp ráp cỡ lớn, nhưng công nhân lành nghề thì không phải một hai ngày có thể bồi dưỡng lên. May mà mấy năm qua công nhân xí nghiệp điện tử, vô tuyến điện ở Hải Châu phải nghỉ việc tương đối nhiều. Nhưng Ti đã tỏ ý sẵn sàng giúp đỡ Ái Đạt, Trương Khắc làm gì có chuyện không nhận. Về mặt tích lũy kỹ thuật thì trên toàn cầu chỉ có vài công ty có thực lực kỹ thuật sánh ngang Ti, cái Trương Khắc thèm nhất chính là thực lực kỹ thuật của Ti, Ti viện trợ kỹ thuật cho Ái Đạt là tốt nhất rồi. Trần Tín Sinh đích thân lái xe đưa Trương Khắc về nhà khách, đêm đã khuya, nhưng đại sảnh và phòng tiếp đãi nhà khách vẫn sáng choang, còn có cả một số người đeo máy ảnh đứng ngoài ngó nghiêng, bọn họ đều kỳ vọng có được một thông cáo có sức nặng về sự kiện này. Lúc này Phó Tuấn và Lý Nguyệt Như đang ở phòng tiếp đãi. Còn có một thanh niên mặc tây phục giúp đỡ họ tiếp đãi giới truyền thông, hắn không mặc đồng phục của nhà khách, chẳng biết Chu Du lại kiếm đâu ra người giúp. Trương Khắc bảo Phó Tuấn đi xem Chu Du có rảnh rỗi chưa, còn y về phòng trước. Chu Du trông mặt mày phơi phới, chẳng có chút mệt mỏi nào. Chuyện bên phía Ti sao rồi? Ti bắt đầu phân ngạch thị trường với CQ vì gây thêm áp lực với CQ, bọn họ muốn hợp tác chặt chẽ với chúng ta hơn. Ai bảo chúng ta là nhà máy lắp ráp hoàn chỉnh nhất định phải tranh thủ chứ? Trương Khắc phấn chấn nói. Không biết CQ có tới lôi kéo chúng ta không nhỉ? Chu Chu là một trong số ít người biết hiệp nghị bí mật giữa Ái Đạt và Ti. Nhà phân phối ở Bắc Kinh tới cầu viện chúng ta rồi, chỗ bọn họ chỉ có 100 máy, giám đốc vật tư của Điện khí Quốc Mỹ hy vọng thiết lập quan hệ cung cấp hàng trực tiếp với chúng ta, giám đốc của Hưng Đại Nguyên đích thân tới hy vọng được quyền đại lý của chúng ta vào năm sau. Trương Khắc day huyệt thái dương. Động tác của bọn họ nhanh thật, có điều đó là chuyện của anh, không cần tôi phải đau đầu, không hiểu bên phía Hải Châu ra sao. Bên phía Hải Châu điện thoại không ngừng, giám đốc Diệp cũng gọi điện tới, biết cậu không có thời gian, nói cậu không để ý tới anh ta cũng không sao. Còn cả con gái thị trường đường nói sẽ đợi điện thoại của cậu, cả giám đốc Tạ hỏi bao giờ chúng ta về. Anh ở lại đây vài ngày đi, còn có nhiều chi tiết định đoạt với DTHTW. Điều thêm vài người ở phòng thị trường tới. Trương Khắc đầu ong ong. Công tác hôm nay phải chăng nên dừng ở đây thôi, mọi người trông đều rất tinh thần, nhưng đó là do phấn khích, tôi thấy mệt rồi đây này. Chu Du ra khỏi phòng, Trương Khắc xem đồng hồ, nghĩ lúc này gọi điện cho Đường Thanh không biết có hợp không, còn phía Diệp Kiến Bân có thể tạm thời không để ý tới hắn. Trương Khắc ngồi dựa lưng vào ghế sofa, hai chân thoải mái gác lên bàn, kéo điện thoại tới đặt lên đầu gối. Gọi điện tới nhà Đường Học Khiêm, Đường Học Khiêm bắt máy, nhà công chỉ có một đường dây điện thoại, trong phòng Đường Thanh cũng nhấc máy phụ. Tiểu Khắc à, mấy giờ rồi, Thanh Thanh chắc vẫn đang đợi điện thoại của cháu. Đường Học Khiêm giọng ngái ngủ chưa dứt lời Đường Thanh đã nói. Ba, con bảo tối nay không cho ba nhận điện thoại cơ mà. Chương 255, chuyện liên doanh của Hương Tuyết Hải. Gieo tới 4 tiếng rồi, ba tướng con đã ngủ chứ?
Đường Học Khiêm cười khẽ rồi cúp điện thoại, không hỏi thêm chuyện Tiêu Vương, nhường đường dây điện thoại cho đôi tình nhân trẻ. Sao muộn thế này mới gọi điện, mình sắp ngủ gật bên bàn điện thoại rồi đây này. Đường Thanh giọng nhõng nhẽo, êm tới bủn rủn cả người. Mình vừa về nhà khách, bạn có thể ngủ trước mà. Bạn thừa biết mình ngủ rất say, lưng chạm xuống giường là không tỉnh lại được, nếu không nghe thấy điện thoại của bạn thì sao? Đường Thanh hờn dỗi. Sao bạn đem sinh nhật của mình ra cho tất cả mọi người cùng biết thế hả? Không thích à? Trương Khác nhẹ giọng hỏi. Thích thì thích, có điều mình vẫn muốn có thêm 1.000 đóa hoa hồng. Trương Khác tay run lên, điện thoại thiếu chút nữa rơi xuống thảm. Trực giác của các cô gái luôn làm nam nhân phải kinh hồn khiếp vía, còn may Đường Thanh không kịp chất vấn thêm trong điện thoại, cô nàng vừa nói vừa ngáp ngắn ngáp dài, nói chuyện gần nửa tiếng thì không chịu nổi phải đi ngủ. Đường Thanh là cô gái ham ngủ và ngủ rất đúng giờ, đêm hôm khuya khoát chớ mong cô có thể đuổi được cơn buồn ngủ để tập trung vào làm một việc gì đó. Tiếc là buồn ngủ không phải bệnh truyền nhiễm, Trương Khác tắm rửa xong vẫn không buồn ngủ, rót một cốc nước đi ra ban công, không bật đèn, lặng lẽ đứng trong bóng đêm ngắm nhìn bầu trời đêm, năm 95 bầu trời Bắc Kinh chưa bị bão cát ô nhiễm làm cho quá khó coi. Giang Đại Nhi từ phòng bên mở nửa cánh cửa sổ ra, phòng cô không có ban công. Ánh đèn trong phòng chiếu lên người cô, Giang Đại Nhi không ý thức được Trương Khác ngồi ở ban công bên cạnh, thoải mái duỗi người, đèn chiếu qua áo ngủ mong manh, thấp thoáng hiện đường lung linh là lướt, hai bầu ngực căng tròn vươn lên như trêu ghẹo lý trí của Trương Khác, mỹ nhân này lại không mặc áo lót rồi. Á! Giang Đại Nhi một lúc mới thấy được bóng người mơ hồ, may là cô nhanh chóng ý thức được đó là Trương Khác, nhưng tiếng thét của cô vẫn khiến Lý Nguyệt Như chú ý. Làm sao mà hét lên thế? Không có gì ạ, có con côn trùng nhỏ bay qua. Giang Đại Nhi kín đáo dứ nắm đấm với Trương Khác. Côn trùng thì có gì mà sợ, vậy con đóng cửa lại đi. Chỉ cần tắt đèn đi là không thu hút côn trùng nữa. Giang Đại Nhi cũng ý thức được vừa rồi lại làm Trương Khác nhìn no mắt, cô quay lại tắt đèn trong phòng đi, lúc quay ra ngoài cửa sổ đã quen với bóng tối, nhìn thấy Trương Khác cầm ly ngồi ở ban công, cô đặt ngón tay khe khẽ xuýt một tiếng, bảo Trương Khác đừng lên tiếng. Trương Khác thấy Giang Đại Nhi chăm chú nhìn bầu trời đêm phương xa, cũng nhìn lên trời, hai người cứ thế im lặng nằm nhìn cùng một mảnh trời, thi thoảng đưa mắt nhìn nhau mỉm cười, hưởng thụ cảm giác êm đềm kỳ diệu. Tới tận khi Lý Nguyệt Như than vãn gió thổi vào phòng hơi lạnh, Giang Đại Nhi mới bất đắc dĩ rụt người vào. Bắc Kinh rất nhiều việc, nhưng cũng chỉ có Chu Du bận rộn mà thôi, đợi tới khi nhân viên phòng thị trường tới Bắc Kinh, Trương Khác liền cùng nhóm Giang Đại Nhi trở về. Hai ngày qua Đường Hóc Khiêm và cha không gọi điện hỏi chuyện Tiêu Vương, chắc Tạ Vãn Tình đã nói rõ cho họ rồi. Tối ngày mùng 9 ngồi tàu hỏa rời Bắc Kinh, sáng ngày mùng 10 tới tỉnh thành, tạm thời bỏ mặc lời trách móc của Diệp Kiến Bân, mọi người xuống tàu ăn sáng qua loa, Trương Khác đưa hai mẹ con Giang Đại Nhi về chỗ ở, chẳng còn thời gian chào đám Hứa Duy, liền cùng Phó Tuấn đến bãi đỗ xe của City Hải Dụ lấy xe, tranh thủ tới Tân Mai Uyển trước khi Từ Học Bình tới trình phủ làm việc. Khi đám Trương Khác đi Bắc Kinh, Chu Tiểu Quân đem tài liệu của Hương Tuyết Hải đưa ột phó chủ nhiệm của Ủy ban Thương mại, vị phó chủ nhiệm này bị những người khác chèn ép, cuộc sống rất khó khăn. Phía dưới có người đem chuyện tố cáo lên ông ta tất nhiên tóm chặt lấy, yêu cầu trong cuộc họp đảng phải điều tra chuyện này, ông ta không có ý phủ địch chính phủ Huệ Sơn, chỉ là muốn những thành viên khác trong ủy ban phải cấp cho ông ta sự tôn trọng đáng có. Chuyện vốn có thể khống chế trong nội bộ Ủy ban Thương mại. Nhưng Chu Tiểu Quân có người bạn tốt nghiệp xong làm việc ở chi nhánh của Tân Hoa xã, liền liên hệ với hắn đem tài liệu của Đào Hành Kiện viết thành bài văn để phòng cạm bẫy đầu tư nước ngoài, bảo vệ thương hiệu dân tộc đưa lên. Bài văn này hơi hướng đi ngược lại xu thế trong nước bấy giờ, khi đó bất kể là TW hay địa phương đều không có ý giảm nhiệt mời gọi đầu tư nước ngoài, bài văn này không thích hợp đăng lên, nhưng chi nhánh Tân Hoa xã chuyển cho tỉnh phủ tỉnh tham khảo. Từ Học Bình có được cớ quang minh chính đại yêu cầu Ủy ban Thương mại đưa tài liệu của Hương Tuyết Hải lên, với dư luận kinh tế trong nước như thế, ông cũng chỉ có thể yêu cầu ban ngành liên quan nghiêm túc cân nhắc được mất, mặc dù không phủ quyết, nhưng đã đủ để cuộc đàm phán giữa Hương Tuyết Hải và Samsung phải dừng lại. Trương Khác tới Tân Mai Uyển cùng lúc với Lý Nghĩa Giang, mặc dù Lý Nghĩa Giang sáng sớm có thể tới thẳng chính phủ tỉnh, nhưng nhiều năm qua hắn quen sáng tới nhà Từ Học Bình trước, an bài chu đáo chuyện trong ngày, được sự tín nhiệm của Từ Học Bình. Từ Học Bình chủ động hỏi tới chuyện Tiêu Vương, ông rất ít khi chủ động hỏi tới chuyện kinh doanh cụ thể, nhưng lần này ái đạt đoạt Tiêu Vương là tin tức kinh tế trọng đại trong tỉnh, ông ta không thể không nghe không hỏi.
Ái Đạt cố làm cho tròn thì chỉ mới gấy dựng được một năm, ông lo đoạt Tiêu Vương lần này liệu có nóng vội đốt cháy giai đoạn quá không. Trương Khắc đem tình hình Ái Đạt báo cáo qua, mặc dù sẽ có chút bộn bề song không tới mức không ứng phó được. Trương Khắc còn quan tâm vấn đề của Hương Tuyết Hải hơn, mặc dù hiện giờ y không có năng lực mua nó, nhưng không có nghĩa là vĩnh viễn không có, y không cam tâm để người Hàn hủy mất thương hiệu này. Có lời phê của Từ Học Bình, chuyện liên doanh sẽ phải đàm phán lại, chỉ cần trì hoãn nửa năm, chuyện sẽ dễ dàng hơn. Trương Khắc và Từ Học Bình rời Tân Mai Uyển thì tòa thành thị này mới bắt đầu một ngày bận rộn, trên đường là dòng xe cộ đi làm nườm nượp. Trương Khắc quyết định đi tìm Đào Hành Kiện, chính phủ Huệ Sơn không làm được gì tỉnh, không có nghĩa là không có thủ đoạn với kẻ đâm sau lưng. Ở nhà khách Đào Hành Kiện ở, gặp được Chu Tiểu Quân, mặt mày rầu rĩ, hẳn những ngày qua ở ủy ban thương mại hắn không dễ sống, nhìn thấy Trương Khắc tới, mắt lộ vẻ vui mừng. Còn tưởng cậu quên chúng tôi rồi chứ? Không đi làm sao? Trương Khắc hỏi. Chu Tiểu Quân cười méo mặt. Phải viết một bản kiểm điểm sâu sắc, ở đơn vị thì lãnh đạo mặt hầm hầm, về nhà bị ba tôi giáo huấn, có điều tốt hơn giám đốc Đào một chút. Còn giám đốc Đào gì nữa, đưa tài liệu lên tỉnh là tôi hiểu không có kết quả gì tốt đẹp rồi, không ngờ chính phủ Huệ Sơn chưa đợi tôi về đã cách chức, vợ tôi cũng bị đơn vị điều chức, chẳng khác gì bị cho thôi việc. Đào Hành Kiện nói thế, song chẳng tỏ ra quá lo lắng. Kết quả này không hề bất ngờ, Trương Khắc hỏi Chu Tiểu Quân. Ủy ban thương mại giờ hận không thể đá bay anh đi, nhưng trên tỉnh làm việc không tùy tiện bằng phía dưới, có điều anh ở lại cũng khó sống yên, anh tính thế nào? Mặc dù một số vấn đề còn chưa nhìn thấu triệt, nhưng khi biết lời phê của Từ Học Bình với chuyện liên doanh, Chu Tiểu Quân biết mình làm tốt thì không uổng phí, nhưng trong cơ quan ở tỉnh muốn tìm chỗ nhàn hạ béo bở hơn ủy ban thương mại không nhiều, nên hắn có chút do dự. Thấy vậy Trương Khắc quay sang Đào Hành Kiện. Ông Đào có tính toán gì? Chuyện liên doanh còn chưa có kết luận, tôi khó yên tâm rời Huệ Sơn. Đào Hành Kiện trầm ngâm. Chương 256, âm mưu phá đám. Đào Hành Kiện từ Thâm Quyến về Huệ Sơn, vợ cũng không phải người Huệ Sơn, lần nữa rời đi không tạo thành nhiều rắc rối lắm cho hắn, người có năng lạc không phải lo cho tiền đồ của mình. Chỉ là hắn lo kết quả liên doanh kia, Trương Khắc hỏi. Ông Đào không ngại tới Hong Kong làm việc chứ? Mấy ngày qua ở cạnh Chu Tiểu Quân, nên được hắn kể cho nhiều điều về Trương Khắc, Đào Hành Kiện cho rằng Trương Khắc chỉ là người kế thừa tương lai của xí nghiệp gia tộc. Bất kể địa vị Trương Khắc trong gia tộc quan trọng ra sao, Đào Hành Kiện không cho rằng một học sinh cao trung có thể quyết định sự vụ của xí nghiệp. Hắn cũng nghĩ tới đến Ái Đạt làm việc, nhưng vấn đề này không phải bàn với Trương Khắc là được, hơn nữa Ái Đạt có chi nhánh ở Hong Kong. Trương Khắc sẽ không để Đào Hành Kiện tới Ái Đạt công tác, thế có khác già khiêu khích chính phủ Huệ Sơn. Cũng khiến người ta liên tưởng lung tung liệu có phải lời phê của Từ Học Bình có liên quan tới Ái Đạt, còn Hong Kong cách xa nội địa, có thể che trời vượt biển. Đào Hành Kiện tinh thông tài vụ, có kinh nghiệm quản lý trung tầng xí nghiệp đầu tư nước ngoài, để hắn tới Việt Tú, Hong Kong là vô cùng thích hợp. Trương Khắc thấy hắn có vẻ ngần ngừ, hỏi. Ông Đào tới Hong Kong làm việc, vợ ông cũng có thể an bài công tác ở Thâm Quyến, ông không cần vội trả lời tôi, lần này tôi tới để mời ông Đào tới Hải Châu làm khách. Ngữ khí chắc chắn của Trương Khắc làm Đào Hành Kiện rất bất ngờ. Vợ tôi luôn muốn tới Đại học Trung Văn Hong Kong học, cô ấy theo tôi về Huệ Sơn đã rất thiệt thòi rồi, nhưng cậu có thể quyết định công việc trong xí nghiệp gia tộc sao? Đương nhiên là có. Buổi trưa, Trương Khắc mời Lý Giang Nghĩa ăn cơm, giới thiệu Chu Tiểu Quân, địa điểm là quán ăn gần chính phủ tỉnh. Trên tỉnh, quan viên cấp chính sử rất tầm thường, cha của Chu Tiểu Quân giỏi lắm leo lên được chính sử rồi về hưu. Nhưng cấp chính sử này của Lý Giang Nghĩa thì ngay thị trưởng cũng phải lấy lòng. Mời Lý Giang Nghĩa ra ăn cơm chỉ là để cho Chu Tiểu Quân an tâm, quan trường chìm nổi, trừ người có ngộ tính đặc biệt ra ai chẳng phải qua vài lần lên xuống. Chu Tiểu Quân nếu có đủ kiên nhẫn, ở lại ủy ban thương mại cũng không phải không có ngày vén mây thấy trời. Chuyện trong cơ quan xưa nay rất phức tạp, dù Chu Tiểu Quân rời ủy ban thương mại, cũng không có nghĩa một hai ngày là giải quyết được vấn đề. Ăn cơm xong Lý Giang Nghĩa vội vàng rời đi. Hắn ăn cơm cũng vội vội vàng vàng vì tranh thủ thời gian. Chu Tiểu Quân cũng đi luôn, hắn sợ mình không ở cơ quan sẽ có kẻ chơi xấu. Chỉ còn lại bốn người Trương Khắc, Phó Tuấn, Đào Hành Kiện và Diệp Tiểu Bân. Ăn cơm ở chỗ này không làm cậu sót của được, các đảng viên đi hết rồi, chúng ta đi chỗ khác ăn cơm. Diệp Kiến Bân không hề hay biết gì về chuyện Tiêu Vương, tốt xấu gì thì Thính Hâm cũng là tổng đại lý của Ái Đạt tại Hoa Đông,
oán khí hắn tích lũy không phải dùng một bữa cơm là xua tan được. Nơi này cũng không phải chỗ thích hợp đàm thợi, theo Diệp Kiến Bân lái xe tới con đường hẹp, vào quán cơm kiểu Nhật tên là quán Ba Anh Đào, tường bên trong trải đầy nhung tơ màu đỏ, cởi giày đi trên thảm, qua con đường hẹp, gian bên cạnh toàn tiếng người Nhật mời rượu nhau, vào gian phòng rèm che một nửa, bên trong toàn là nữ nhân mặc váy đen xinh đẹp, ánh sáng mờ ảo. Diệp Kiến Bân dùng tiếng Nhật nói với một nữ nhân xinh đẹp chừng 28 tuổi, quán ăn hoặc quán ba kiểu Nhật đều có cô gái tinh thông tiếng Nhật, nhưng những cô gái có sự nhu thuận quyến rũ tận xương tủy này chỉ có văn hóa đặc thù của Nhật Bản mới có thể sinh ra được. Nghe nội dung trao đổi của Diệp Kiến Bân với cô ta thì té ra cô gái xinh đẹp này là bà chủ, Diệp Kiến Bân còn bảo cô ta chọn mấy cô gái Nhật Bản chính tông tới tiếp rượu, Trương Khác chép miệng, bữa cơm này tốn không ít tiền rồi. Đi vào phòng, Diệp Kiến Bân mới cười nói nhỏ. Cô gái tiếp rượu gần như đều từ Nhật qua, chỗ này thường chỉ tiếp đãi người Nhật Bản, cậu nói tiếng phổ thông đừng mong qua được cửa. Nhân lúc các cô gái còn chưa vào phòng, liền nói tới chuyện Hương Tuyết Hải, Diệp Kiến Bân vỗ đùi khoái chí. Bọn Hàn làm gì có lòng tốt được, chỉ là trong nước hiện giờ xính ngoại, theo đuổi đầu tư nước ngoài, kỳ thị đầu tư trong nước. Ngả người tới nói với Đào Hành Kiện. Huệ Sơn không có chỗ cho anh dung thân thì tới Thịnh Hâm chúng tôi, người Trương Khác nhìn chúng thì không thể tệ được. Rồi bảo Trương Khác, cậu phá sau lưng như thế là vô dụng, chính phủ địa phương một lòng mời gọi đầu tư nước ngoài, giám đốc nhà máy Hương Tuyết Hải cấp bậc gì, cùng lắm là ủy viên thành ủy, có làm Hương Tuyết Hải lớn mạnh đến đâu lương tháng cũng chỉ 1-2 nghìn, chẳng bằng liên doanh, kiếm chính tích lại có tiền đút túi. Lòng người hướng ngoại, miệng thịt béo bở này sớm muộn gì cũng vào miệng người Hàn thôi. Trừ khi có bên thứ ba phá đám. Trương Khác lắc đầu. Nếu cùng điều kiện, thì giữa nhà đầu tư nước ngoài và nhà đầu tư trong nước, chính phủ Huệ Sơn sẽ chọn nhà đầu tư nước ngoài, dù phía nước ngoài có điều kiện hà khắc hơn thì bọn họ vẫn cứ hùa theo. Nên bên phá đám thứ ba ngày ắt phải ở nước ngoài, mà nhà đầu tư nước ngoài thực sự chỉ nhìn chúng tích lũy kỹ thuật, công nhân lành nghề v.v.v. chứ không quan tâm tới thương hiệu Hương Tuyết Hải. Diệp Kiến Bân tặc lưỡi. Đúng là khó thật, cái thương hiệu Hương Tuyết Hải này bị phế thật đáng tiếc. Trương Khác tủm tỉm cười. Trong các nhà đầu tư nước ngoài thì Hong Kong và Thái Lan được ưa chuộng không kém gì Nhật và Hàn, nếu mượn được một xí nghiệp điện gia dụng có tên trên thị trường chứng khoán Hong Kong, có lẽ có thể phá đám được. Diệp Kiến Bân chỉ mặt Trương Khác cười phá lên, có vẻ như sớm đoán được tâm tư Trương Khác không tử tế gì. Hong Kong là một trong số vùng thương mại tự do nhất thế giới. Thị trường chứng khoán Hong Kong có rất nhiều công ty vì kinh doanh không tốt rơi vào khốn cảnh, cổ phiếu giá khá thấp, khống chế một công ty như vậy không khó. Có thể qua một công ty như thế mua Hương Tuyết Hải, Diệp Kiến Bân hỏi. Cậu có thời gian đi gom khoản tài chính khổng lồ đó không? Có điều cậu có suy nghĩ này có thể trao đổi với em gái của Tiểu Tĩnh, có lẽ có ích đấy. Trương Khác không hiểu trao đổi với Tôn Tĩnh Mông có ích lợi gì, kỳ thực y không biết xuất thân gia đình hai chị em đó. Trước kia chưa từng nghĩ tới tìm hiểu chuyện này. Bà chủ xinh đẹp kia đẩy cửa đi vào, sau lưng cô ta là các cô gái tiếp rượu, không mặc kimono mà mặc váy dài màu đen, dung mạo xinh đẹp không nhiều, thậm chí không thể so sánh được với bà chủ, nhưng hơn ở cái da rẻ trắng mịn, thái độ nhu thuận, không phóng đãng như các cô gái tam bồi thông thường, có vài phần hương vị văn hóa kỹ nghệ Nhật Bản. Tam bồi hiện nay thường được hiểu, ăn, múa, ngủ. Rời quán Ba Anh Đào. Trương Khác về thẳng Hải Châu, Đào Hành Kiện nhận lời mời cũng đi theo. Trong quán Ba Anh Đào, Trương Khác và Diệp Kiến Bân thảo luận ý đồ thông qua công ty Hong Kong phá đám, Diệp Kiến Bân và Thịnh Hâm đều danh tiếng lấy lừng, nhưng Trương Khác có tư cách gì thảo luận vấn đề này. Đào Hành Kiện nghĩ không ra, thậm chí nghi ngờ Chu Tiểu Quân nói Trương Khác là học sinh là nói dối, Trương Khác đâu có giống học sinh, nhưng Chu Tiểu Quân cũng đâu cần nói dối. Trương Khác muốn mời Đào Hành Kiện tới Việt Tú Hong Kong nên ở trên xe liền giới thiệu một số tình hình. Ba tôi là thư ký trưởng chính phủ Hong Kong, Ái Đạt hiện nay bề ngoài bị một công ty ở Hong Kong gián tiếp khống chế cổ phần, nếu ông Đào đồng ý, tôi có thể quyết định đưa ông tới công ty Hong Kong đó nhậm chức. Đào Hành Kiện không nói, trong lòng hắn có rất nhiều nghi vấn, song không biết có tiện hỏi ra không, từ khi Trương Khác chủ động tìm hắn, chủ động giúp ngăn chặn chuyện liên doanh. Mà phương án này ngừng lại do tỉnh trưởng trực tiếp can thiệp, nói thế tức là Từ Học Bình có quan hệ lợi ích mật thiết với bọn họ. Hắn không dám hỏi nhiều, sợ biết nhiều cơ hội thoát thân cũng không có. Chương 257, một vạn đóa hồng. Trương Khác quan sát hết vẻ mặt Đào Hành Kiện, môi khẽ mỉm cười, Ái Đại trông có vẻ giống loại công ty bí mật trùng trùng sao.
có lẽ giống, ai bảo mình làm quan hệ cổ phần của nó rắc rối như thế. Vào địa phận Hải Châu, Trương Khắc mở di động, không ai biết thời gian cụ thể y về Hải Châu, nên không mở điện thoại ra là chuông reo không ngừng, Trương Khắc gọi vài cuộc điện thoại máy đều bận, hẳn bọn họ đang tối mày tối mặt vì chuyện Tiêu Vương. Tô Tân Đông, Đinh Hòe mấy ngày tới không bỏ thời gian ra tiếp Đào Hành Kiện được, Trương Khắc đành gọi cho chú. Tiểu Khắc, cháu về Hải Châu rồi hả? Giọng Trương Chi Phi rất kích động. Không ở Hải Châu sao gọi di động cho chú được? Cháu ở đâu, chú tới tìm ngay. Trương Chi Phi có vẻ sốt ruột không chờ thêm được. Cháu vừa rời đường cao tốc, để cháu tìm chú. Cháu không về nhà giải thích cho ba cháu trước đi à? Ba cháu trấn tĩnh không gọi điện cho cháu, chứ cháu không nhìn thấy mẹ cháu lo sốt vó, 8.000 vạn, cháu to gan thật, khác gì mỗi ngày tặng cho DTHTW hai cái xe hơi chứ. Trương Khắc vỗ đầu, xem ra phải về nhà một chuyến rồi tính sau, liền bảo Phó Tuấn. Anh đưa tôi về khu tập thể cơ quan trước, anh phụ trách đưa ông Đào tới nhà khách, chiêu đãi hộ tôi. Rồi xin lỗi Đào Hành Kiện. Thất lễ quá, hôm nay chỉ đành để Phó Tuấn an bài hành trình của ông vậy. Đào Hành Kiện rất hiểu, Trương Khắc nếu là nhân vật quan trọng, vậy Ái Đạt vừa đoạt Tiêu Vương, y có thể rảnh rỗi mới là lạ. Trương Khắc vừa xuống xe đi vào khu tập thể vài bước, xe của chú, Đường Học Khiêm, Tống Bồi Minh nối nhau tới nơi. Trương Khắc đứng ở giữa đường, nhìn chú, cha, Đường Học Khiêm, Tống Bồi Minh đồng loạt thò đầu ra, nhe răng cười. Không cần vội Tam Đường hội thẩm như vậy chứ ạ. Tam Đường hiểu theo nghĩa ngày nay công an, hình bộ viện kiểm sát, đô sát viện, tòa án, đại lý tự thẩm vấn vụ án cấp cao nhất, mẫn cảm nhất. Còn có ngũ đường hội thẩm, chỉ xử vụ án hoàng gia, có thêm hai bộ phận hoàng cung giống đông sưởng, một đại diện của hoàng thất. Tống Bồi Minh cười ha hả. Hôm nay là cuối tuần, không có chỗ tiêu tốn thời gian, tôi tới chỉ để góp vui, ăn trực. Đi lên nhà, Lương Cách Chân đang tán gẫu với chị dâu, hai tháng trôi đi. Chuyện Lương Quốc Hưng chuyển nghiệp về địa phương đã được định đoạt, cục lao động có ghế điều chỉnh, ông ta để vợ nghỉ ở đơn vị tới Hải Châu bố trí trước. Thời cơ không may, cục lao động vừa chia xong nhà, mặc dù không có nhà mới ở, cục lao động có khu túc xá cũ, song vừa vôi ve lại, vẫn còn mùi, tạm ở nhà khách của cục. Lương Cách Chân vừa thấy Trương Khắc vào phòng, định hỏi chuyện Tiêu Vương, nhưng tiếp ngay đó thấy nhóm Đường Học Khiêm, Tống Bồi Minh vào sau, liền nhịn không nói gì. Bọn họ đi vào thư phòng, năm nam nhân ở trong thư phòng nhỏ, ngay xoay người cũng vướng víu, Trương Khắc giải thích tỉ mỉ chuyến đi Bắc Kinh, biết được đây là kế hoạch dự tính từ lâu, không phải là kích động nhất thời, chi phí quảng cáo chỉ chiếm từ 10-20% tổng lượng doanh thu, nhanh chóng được bù đắp lại, đã đánh tan lo lắng và nghi ngờ trong lòng họ. Đám Đường Học Khiêm đều không ngờ Ái Đạt đã có quy mô tới mức này, lòng đầy cảm xúc khó diễn tả. Thoát được Tam Đường hội thẩm. Trương Khắc lái xe tới đỗ trước cổng Nhất Trung, lặng lẽ tựa cánh tay vào cửa sổ, mắt nheo nheo, điều thuốc đặt trên môi, ánh mặt trời đầu đông chiếu lên khuôn mặt y, có chút buồn xa xăm, càng tăng thêm vẻ ưu nhã. Bữa tối quyết định ở nhà hàng Tây Thành, Trương Khắc lái xe của chú đi đón Đường Thanh, đúng vào lúc tan học, Trương Khắc không định vào trường bêu mặt làm gì. Cổng trường có học sinh lục tục đi ra, tan học sớm nhất là học sinh mới năm thứ nhất, có một chiếc xe ở cổng đương nhiên gây chú ý. Rất nhiều ánh mắt chiếu vào nửa khuôn mặt lộ ra ngoài cửa sổ của Trương Khắc. Vẻ mặt đượm buồn của y cực kỳ có sức hấp dẫn với thiếu nữ mới chớm biết yêu, đặc biệt là ánh mắt xa vắng càng khiến lòng các cô gái thổn thức, nhưng mau chóng có người nhận ra y. Là kẻ cầm đầu tứ đại công tử, kẻ duy nhất qua vụ án kia không bị thanh trừ trấn áp, Trương Khắc muốn khôi phục thanh danh không dễ, lời đồn càng lúc càng xa, huống hồ thiếu niên thích khoa trương kể cho học sinh mới câu chuyện truyền kỳ trong trường. Trừ người có quan hệ mật thiết với y, có ai muốn coi y là người tốt. Ánh mắt hâm mộ say đắm của các thiếu nữ bắt đầu trở thành né tránh, bước chân trở nên vội vã, sợ lọt vào mắt tên hoàn khố, nhưng lòng hiếu kỳ đâu dễ xua đi như vậy, đi tới chỗ Trương Khắc không nhìn thấy lại không kìm được đứng lại nhìn ngó, rồi túm năm tụm ba giao lưu tin tức, chẳng qua mấy chuyện kiểu, kẻ này thời sơ trung tụt váy bạn nữ ngay trong lớp, thích đi sau lưng bạn nữ sờ mông người ta vê. Nếu Trương Khắc mà nghe được nhất định thắc mắc sao chuyện khốn nạn đám vạn thiên tài làm lại đổ hết lên đầu mình rồi. Vụ án dự mưu bắt cóc cưỡng bức cô giáo làm ác danh tứ đại công tử lên tới đỉnh điểm, vạn thiên tài cuối cùng cho vào trường quản giáo thiếu niên, Triệu Ti Minh bị phán một năm đi cải tạo lao động. Lý Chi Phương quay về Nhất Trung, Đỗ Phi cực ít trốn học, chỉ có Trương Khắc vẫn cứ việc ta làm, trong trường rất ít khi thấy bóng y,
nên càng trở nên thần bí, có người nói y cũng bị cho vào trường quản giáo thiếu niên giống Vạn Thiên Tài rồi. Tiếc là Trương Khác không nghe thấy lời bàn tán của người khác, quay đầu lại nhìn lướt qua, các cô gái thét chói tai bỏ chạy, cứ như bị y nhìn vào là sẽ biến thành không thuần khiết. Trương Khác còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, ngớ người ngồi đó nghĩ, mị lực của mình sao đột nhiên trở nên lợi hại như vậy. Đường Thanh và Trần Phi Dung khoác tay nhau đi ra khỏi cổng trường, tức thì xung quanh trở nên yên tĩnh, rất nhiều thiếu nữ bịt mồm nín thở nhìn Trương Khác mở cửa bước ra, dáng người cao thẳng, phong thái bất phàm, nụ cười nhàn nhạt trên môi càng tăng thêm phần tà mị, các cô gái nhỏ tim đập loạn xạ, chuyện hai Hoa Khôi Nhất Trung và Trương Khác không ai không biết, bọn họ không hiểu sao hai cô gái xinh đẹp nhất trường lại cam tâm tình nguyện làm bạn gái của y, nhưng nghĩ nếu là mình, chắc cũng không từ chối. Đường Thanh nhìn một cái là nhận ra y ngay, tức thì khuôn mặt tràn ngập nụ cười rạng rỡ, khuôn mặt trắng bừng bừng say đắm, làm không gian xung quanh như rực sáng. Trương Khác mỉm cười với Đường Thanh, thấy cô quay sang Trần Phi Dung nói gì đó, hình như bảo Trần Phi Dung đồng ý để Trương Khác đưa về, Trần Phi Dung lắc đầu, Đường Thanh mới đi tới phía Trương Khác. Nhớ mình không? Trương Khác giúp Đường Thanh đóng cửa xe, lúc thu tay về không nhịn được khẽ lướt qua gò má non mịn hồng hào của cô. Không nhớ. Đường Thanh mạnh miệng nói, nhưng thân thể ngoan ngoãn nép sát tới, đôi mắt sáng từ đầu tới cuối không rời khỏi mặt Trương Khác, đưa bàn tay nhỏ bé sờ râu dưới cằm y. Nhớ hoa hồng của bạn. Bạn chọn chỗ đi, ngày mai mình đem toàn bộ hoa hồng trong thành phố tới. Trương Khác cười, cô nàng này còn biết khen cơ đấy, một tay đặt trên vô lăng, một tay nắm bàn tay trắng như tuyết hơi giá lạnh của Đường Thanh. Chẳng có gì mới mẻ, không thèm. Đường Thanh nghiêng người qua ôm lấy cánh tay Trương Khác, cô không biết hai chiếc bánh bao của mình có quy mô kha khá rồi, còn ngây thơ ép nó vào cánh tay y, rõ là khiêu khích mình đây mà, Trương Khác suýt nhịn không được khuyên cô cởi bớt áo khoác ra. Hay là mình trồng cho bạn một vườn hoa hồng, trồng cả vạn cây. Chỉ là phải đợi tới mùa xuân năm sau mới có thể thái hoa hồng tặng bạn, bạn có đợi nổi không? Thật sao? Đường Thanh mừng rỡ. Bạn không phải thuận miệng lừa mình chứ? Trương Khác đúng là chỉ thuận miệng mà nói thôi, không ngờ nha đầu này tưởng thật, xe lúc này đã đi vào bãi đỗ nhà hàng Tây Thành, nhìn đôi mắt long lanh mong đợi đó, Trương Khác sao nuốt lợi lại được, đưa tay ôm lấy khuôn mặt Đường Thanh, hôn nhẹ lên cánh môi đỏ mỏng kiều diễm. Mình có mấy lá gan mà dám lừa bạn? Chương 258, đột phá quan trọng. Đúng đấy, bạn có được mấy lá gan chứ? Đường Thanh kiêu ngạo ngẩng đầu lên, gò ngực xinh xắn khe khẽ nhô lên hụp xuống. Cặp môi hồng nhẹ phả hương thơm, cơ thể mềm mại còn quấn lấy cánh tay y. Trương Khác không kìm được hôn một cái nữa, nhìn cặp mắt nhu mì đắm đuối, xuân tình lãng đáng, hàng mi rẻ quạt đang khẽ run run, Trương Khác như chưa đã thèm, chồm tới hôn thêm một cái thật dài, đưa lưỡi ra nhẹ nhàng tách cánh môi mềm, tìm kiếm chiếc lưỡi thơm tho. Người Đường Thanh càng siết chặt lấy Trương Khác ôm ngang người cô nàng, đặt lên người mình, tay rất tự nhiên đặt lên đồi ngực phun tròn, Đường Thanh run bắn người. Mở đôi mắt khuynh đảo nhân thế, nhìn chằm chằm Trương Khác một lúc. Trương Khác do dự không biết có nên rụt lưới về không, lần trước bị cô nàng cắn lưỡi chảy máu, làm y sợ không dám sờ ngực Đường Thanh nữa, nhưng không thường xuyên xoa bóp, làm sao ngực to lên được. Đường Thanh chậm chậm khép mắt lại, để bản thân chìm đắm trong hơi thở của Trương Khác mừng thầm, đây là đột phá trọng đại, nhưng sờ cách một lớp áo, cảm giác sút giảm đi rất nhiều, đưa tay luồn qua áo ngoài. Cách lớp áo nhung mỏng nắm lấy bầu ngực như chim câu của Đường Thanh, cảm thụ được nhịp tim đập rộn ràng của cô nàng, vừa định bóp một cái thì Đường Thanh mở mắt ra. Bạn xấu lắm. Giọng nung níu, êm du ngọt kim, nắm chặt tay Trương Khác không cho y làm bứa, cũng không cho y rút ra, ánh mắt đong đưa sao động, đôi môi mỏng đỏ bị y hôn đến ướt mềm, dáng vẻ trông mỹ miều khôn tả, càng ngày càng có hương vị nữ nhân. Ánh đèn chiều tới, lại một cỗ xe đi vào. Đường Thanh khinh hãi vội rời bờ mông tròn lẳn khỏi đùi Trương Khác, lúc hoảng hốt, tay ấn vào giữa hai chân Trương Khác, ngạc nhiên hỏi. Bạn giấu cái gì trong quần thế? Không có gì. Đúng là một cô công chúa ngây thơ nuôi trong lồng kính mà, cái đó còn phải hỏi sao? Trương Khác xấu hổ kẹp chân lại, càng khiến Đường Thanh trở nên tò mò. Cô nàng ương bướng thò tay vào trong túi quần Trương Khác nắn nắn. Sao trong túi bạn có cái gậy to thế, còn nong nóng? Trương Khác ừm một tiếng, cực kỳ khoan khoái, lúc này y mong Đường Thanh càng ngây thơ càng tốt. Tạ Vãn Tình từ trên xe xuống, cô vừa thấy Trương Khác và Đường Thanh âu yếm trong xe, thấy cả hai tách nhau ra rồi mới dẫn chỉ đồng đi tới, mở cửa trước xe, cười mắng.
hai đứa đừng làm hư trẻ con. Cúi đầu xuống thấy Đường Thanh cho tay vào trong quần Trương Khác, nắm lấy chỗ nhô lên giữa hai chân, má phấn đỏ au, vội đưa tay che mắt chỉ đồng. Hai đứa đúng là không biết học cái hay. Á Đường Thanh lúc này mới biết mình vừa ngây ngây ngô ngô nắm vào cái gì, vội vàng hất tay ra, không dám nhìn Tạ Vãn Tình nữa. Giáo dục giới tính các thiếu nữ thập niên 90 đúng là một con đường xa xôi vất vả, ý thức giới tính mới bắt đầu thức tỉnh, nhận thức về tình dục đa phần thụ động mơ hồ, chưa hề tiếp xúc với kiến thức tránh thai, thiếu nam thiếu nữ thi thoảng lén nếm trái cấm, song chẳng được hưởng thụ sung sướng thực sự, tiếp theo đó là sợ hãi mang thai dày vò. Chẳng may có thái thật cũng rất ít người có thể bình tĩnh xử lý, khiến cho rất nhiều cô gái học tập xa nhà thường sinh con trong nhà vệ sinh. Đường Thanh cơ thể dần dần phát triển, yểu điệu hết sức mê người, cho dù đôi khi Đường Thanh động tình sẵn sàng đợi ngắt hái, Trương Khác cũng không thể không kiềm chế khát vọng với cơ thể của cô, Đường Thanh còn chưa chuẩn bị sẵn sàng. Trương Khác không ngờ cảnh xấu hổ đó để Tạ Vãn Tình nhìn thấy, cười lúng túng, thằng tiểu đệ hư hỏng còn không an phận nhô lên, y không tiện đứng dậy. Tạ Vãn Tình cười ám muội, dắt tay chỉ đồng đi về phía nhà hàng. Chúng ta xuống xe thôi. Trương Khác đợi cơ thể khôi phục lại bình thường, nhẹ nhàng gạt bàn tay che mặt của Đường Thanh ra. Chị Vãn Tình vào lâu rồi. Mình không xuống. Đường Thanh dứt khoát không chịu, ánh hồng trên mặt không thể tan đi. Lát nữa thế nào cũng bị chị Vãn Tình trêu. Vậy cứ để chị ấy trêu đi, ai bảo bạn sàm sỡ mình như thế. Bạn còn nói được. Trong mắt Đường Thanh như phủ một tầng sương mù, vươn bàn tay trắng trẻo khẽ véo Trương Khác. Bạn là đồ lưu manh. Mình là lưu manh. Trương Khác vòng tay qua eo Đường Thanh ôm ngang cơ thể uyển chuyển của cô. Bế mình vào. Đường Thanh quấn tay qua cổ Trương Khác, không chịu xuống. Bãi đỗ xe đèn rất tối, gò má kiểu Mỹ của Đường Thanh còn đỏ hơn cả chiếc áo khoác đỏ chót, làm cô nàng càng thêm muôn phần quyến rũ, nhất là đôi mắt ngây thơ lại như lẳng lơ mời mọc, khiến khó có nam nhân nào từ chối được cô. Chỉ cần Đường Thanh có gan, Trương Khác đương nhiên sẵn lòng bế cô vào thẳng phòng bao. Vừa rời khỏi bãi đỗ xe, tới chỗ sáng đèn, quả nhiên Đường Thanh giãy giụa đòi xuống, nhưng tay vẫn ôm chặt cánh tay Trương Khác, cảm giác ấm áp ngọt ngào làm Đường Thanh như đi trong mộng. Trương Khác và Đường Thanh đúng là xứng đôi, nhưng chỉ e thị trưởng Đường không nỡ đem con gái cho tên tiểu tử này hưởng lợi. Tống Bội Minh thấy Đường Thanh nép người bên Trương Khác đi vào, cười nói. Không muốn thì làm được gì, tiểu Khác nó chiều Thanh Thanh hư rồi, hiện giờ về nhà cãi lại, toàn Trương Khác thế này Trương Khác thế kia, nó không nghĩ lại xem, ít nhiều gì thì người làm ba này khó khăn lắm mới nuôi được nó tới 16 tuổi, còn phải tiếp tục nuôi nó đi học đại học đến khi tốt nghiệp. Đường Học Khiêm nói rất đau khổ, làm mọi người cười rộ lên, Đường Thanh càng cúi gằm mặt không dám nhìn ai nữa. Chỉ Đồng hưng phấn vẫy tay gọi Đường Thanh, cô đành ngượng ngùng ngồi xuống bên cạnh Tạ Vãn Tình, thấy nụ cười như có như không của Tạ Vãn Tình, mặt nóng tới mức dán chứng được. Cố Kiến Bình cũng góp vui. Tiểu Khác cũng lắm trò, lại đem sinh nhật Thanh Thanh ra báo giá, chúng tôi đều không xem thời sự, anh Đường về nhà còn nói sao cảm giác cái số này rất kỳ quái. Nhà đầu điên này nghe con số đó lúc khóc lúc cười, như ma nhập vậy, vui sướng hơn cả so với chúng tôi tặng nó một vạn món quà, chỉ là báo giá cao hơn người thứ hai nhiều như vậy có thiệt quá không? Vãn Tình sao cũng để Tiểu Khác làm bừa như vậy? Đường Học Khiêm, Cố Kiến Bình mới ban đầu chỉ biết Trương Khác có tham dự vào chuyện của Ái Đạt, tới khi Trương Khác đem sinh nhật Đường Thanh làm tiền bỏ thầu chiếm được Tiêu Vương, mới ý thức được tầm quan trọng của Trương Khác ở Ái Đạt. Trong phòng bao không có người ngoài, nhà họ Đường. Nhà họ Trương, lúc này Tống Bội Minh cũng không tính là người ngoài nữa. Tạ Vãn Tình cười. Đó đều là chuyện Tiểu Khác có thể tự quyết định, hơn nữa con số chỉ là để DTHTW tuyên truyền ra bên ngoài thôi, sẽ có bồi thường ở phần khác. Báo cao hơn người đứng thứ hai gần 1.400 vạn, chỉ nghĩ thôi đã thấy xót của, Cố Kiến Bình nghe Tạ Vãn Tình giải thích xong mới thoải mái lại. Ra là như thế, hại tôi lo lắng uổng công một hồi, tôi cứ thấy lạ. Tiểu Khác sao đột nhiên lại làm ra động tĩnh lớn như vậy? Cũng không phải là đột nhiên, khai phát sản phẩm tốn mất nửa năm rồi, hiện giờ chỉ là cần quảng cáo cho sản phẩm có tiếng, nhờ bí thư Tống giúp đỡ rất nhiều, còn tôi chỉ tới cuối mới đến chia nồi canh này. Tạ Vãn Tình nói thêm. Chuyện làm ăn, có người sinh ra đã biết, như Tiểu Khác vậy, tôi thì hoàn toàn mù tịt, cứ nghĩ có 8.000 vạn rồi thì còn đi làm ăn gì nữa. Cố Kiến Bình tính toán. Một năm 8.000 vạn, không phải mỗi ngày tặng cho DTHTW một chiếc Santana à? Một chiếc Santana cũng không tới 20 vạn.
Tống Bồi Minh nói tiếp. Nhưng mà đắt sắt ra miếng. Trương Khác duỗi người nói. Hiện giờ mỗi ngày cháu đưa vào DTHTW một cái Santana, nhưng lái ra một cái Audi đấy. Cách chân suốt ngày lo Tiểu Khác học tập như vậy không đỗ được đại học thì sao? Cố Kiến Bình quay đầu sang nhìn Lương Cách Chân. Giờ chị yên tâm rồi nhé. Chương 259, phải trồng thêm hoa hồng rồi. Mọi người đều cười, Lương Cách Chân hơi ngược, trong mắt bà con vĩnh viễn là đứa bé, người khác lần lượt thừa nhận năng lực của Trương Khác, nhưng bà vĩnh viễn đều lo cái này lo cái kia. Nhưng nhờ Trương Khác, Lương Cách Chân lúc này mới cảm giác địa vị ngang bằng với Cố Kiến Bình, trong mắt người ngoài bà chỉ là vợ của một cấp dưới, nhưng bà có một đứa con nhỏ đã giỏi giang như vậy, lại khiến Cố Kiến Bình hết sức hâm mộ. Ăn tối xong Trương Khác muốn tới biệt thự Tạ Vãn Tình nói chuyện, Đường Thanh muốn đi theo chơi, Cố Kiến Bình không nói muộn rồi bắt con về, chỉ nói nếu chơi khuya, không nhất định phải về nữa. Đường Thanh hưng phấn reo to, bình thường chỉ khi nào hôm sau không đi học cô mới có cơ hội tới ở chỗ Tạ Vãn Tình. Tạ Vãn Tình hôm nay uống chút rượu vang, hơi say, Trương Khác nhận lấy chìa khóa của cô, chỉ đồng nhõng nhẽo muốn ngồi trước, bị y bế lên đặt giữa Tạ Vãn Tình và Đường Thanh. Bị cô bé vung nắm đấm thụi vào lưng mấy cái mới giải hận. Lương Cách Chân không yên tâm để Trương Khác lái xe, chạy tới bảo. Con có lái xe được không đấy, hay là để nhà hàng phái một tài xế tới? Tuyệt đối không đi quá 30 dặm đâu mẹ. Trương Khác đảm bảo. Mẹ, bao giờ mẹ mới học lái xe, con tặng mẹ một cái xe làm quà sinh nhật. Cần gì xe của con, mua xe rồi để vào đâu? Lương Cách Chân trừng mắt nhìn con. Dặn dò mấy câu nữa mới đi. Tạ Vãn Tình nghe hai mẹ con nói chuyện, bảo. Nhà em nên đổi chỗ đi, ví như hôm nay, nên ăn ở nhà thì hay hơn. Trương Khác quay đầu lại, cười. Ba em còn muốn tiếp tục tiến lên, một hai năm nữa sẽ điều ra ngoài, đổi chỗ ở, mẹ em vất vả chỉnh trang, sợ mẹ em không nỡ rời Hải Châu nữa. Tới biệt thự Tiểu Cẩm Hồ, mọi người vẫn còn hưng phấn, liền tới Thủy Tạ bên hồ ngồi chơi. Tạ Vãn Tình và Đường Thanh kẹp chỉ đồng ở giữa ngồi trên xích đu, Trương Khác số khổ đứng sau đẩy. Đêm đầu đông, mặc hồ lập lờ một lớp sương mỏng, thấp thoáng thấy được ngọn đèn phía bờ đối diện, trong thành phố chắc không tìm được chỗ nào tĩnh mịch như thế. Đường Thanh đột nhiên quay lại nói với Trương Khác. Bên vườn hoa hồng phải có một cái hồ nhỏ. Trương Khác gật đầu ngay. Được. Vườn hoa hồng gì thế? Tạ Vãn Tình thắc mắc. Trương Khác nói sẽ trồng một vạn cây hoa hồng tặng cho em. Đường Thanh ngẩng đầu lên, vừa ngượng ngùng vừa kiêu ngạo nói. Ồ! Tạ Vãn Tình khẽ thốt lên một tiếng, vẻ mặt có chút ảm đạm, dõi ánh mắt yêu thương nhìn ra mặt hồ xa xa. Sao thế chị Vãn Tình? Đường Thanh không hiểu chạm vào nỗi buồn nào của Tạ Vãn Tình, lo lắng hỏi. Không có gì. Tạ Vãn Tình cười gượng. Ba chỉ đồng từng nói đợi công ty kiếm được tiền rồi sẽ làm một vườn hoa hồng. Trước khi Từ Chí Minh mất trong vụ tai nạn xe, tình hình công ty Hải Dụ không tốt, chắc lời hứa kia còn chưa được thực hiện, Đường Thanh xúc động đưa tay ra nắm lấy cánh tay Tạ Vãn Tình, ôm chỉ đồng vào giữa, tâm tư mẫn cảm của thiếu nữ cũng cảm thấy buồn thay cho Tạ Vãn Tình, đột nhiên nói. Để Trương Khác trồng hai vườn hoa hồng, tặng cho chị Vãn Tình một cái nhé. Tạ Vãn Tình cười. Nhà đầu ngốc ạ, đó là chỗ ngọt ngào của đôi tiểu tình nhân bọn em, chị xen vào làm gì? Được mà. Trương Khác là cái đồ đại lăng nhăng, tặng cho Giang Đại Nhi bao nhiêu hoa hồng như vậy, vì sao không được tặng cho chị Vãn Tình? Đường Thanh cười khanh khách, quay lại trợn mắt lên với Trương Khác. Nhớ đấy, hiện giờ bạn phải trồng 2 vạn cây hoa hồng, 1 vạn tặng cho chị Vãn Tình. Giải thích với bạn bao nhiêu lần rồi, đó là do yêu cầu tuyên truyền của công ty. Trương Khác cười khổ nói. Ai mà biết bạn có mượn chuyện công làm việc tư hay không? Đường Thanh làm bộ đanh đá. Chẳng lẽ bạn không muốn tặng cho chị Vãn Tình? Lại ôm lấy tay Tạ Vãn Tình. Quyết định thế, ai bảo bạn có nhiều tiền như thế, bạn không tặng thì ai tặng? Chỉ đồng hưng phấn đứng dậy, reo lên. Em cũng muốn, em cũng muốn. Tạ Vãn Tình hốt hoảng đỡ lấy chỉ đồng, sợ con không may ngã xuống, nhưng mặc cho Đường Thanh ương ngạnh, sâu trong nội tâm cô có chút vui sướng, gò má ửng hồng, nhưng bị bóng đêm mê ly che đi. Chơi đùa ở vườn sau một hồi. Tới khi chỉ đồng ngủ gật, Trương Khác liền bế cô bé lên, chưa kịp lên tới tầng 2 thì chỉ đồng ôm lấy cổ y ngủ tít rồi, Tạ Vãn Tình cẩn thận đi sau đỡ đầu con, sợ chỉ đồng ngẹo đầu xuống. Lên lầu rồi chỉ đồng đột nhiên uốn éo tỉnh lại, giọng nhõng nhẽo. Con phải đánh răng, con không muốn bị sâu răng.
Trương Khác thơm lên má nói. Mai đánh răng hai lần. Cô bé lại ú ớ chìm vào giấc ngủ. Tạ Vãn Tình đưa Đường Thanh tới phòng của cô tắm rửa, Trương Khác đi gọi điện cho Phó Tuấn, hỏi thăm chuyện an bài cho Đào Hành Kiệt, lại gọi điện cho Tô Tân Đông, Chu Du tìm hiểu qua tình hình. Những ngày qua mệt lắm rồi hả? Tạ Vãn Tình đưa cho Trương Khác một cốc nước, Phong Tình Yêu Nhã ngồi xuống bên cạnh. Gần như suốt cả một tháng không nghỉ chân, có điều mấy ngày ở Hong Kong tuyệt đối không thể nói là mệt, Trương Khác thoải mái ngả người ra ghế sofa, hai chân gác lên bàn, thả lòng người, lười nhắc nói. Có thu hoạch là đáng rồi, Ti lần này đã thực sự động lòng, trong toàn bộ thị trường đầu đĩa chỉ có Tiên Phong và Ái Đạt có tiếng nói, Samsung định sẵn là sẽ đi xuống, dù không có hợp đồng đầu năm bọn họ cũng sẽ lôi kéo Ái Đạt. Tiên Phong Pioneer còn chưa có kế hoạch lập nhà máy trong nước, cho dù bọn họ muốn lập nhà máy cũng còn tốn nửa năm làm thủ tục, đầu đĩa của bọn họ giờ qua hai cửa khẩu mới tới được trong nước, tức là lợi nhuận giảm đi rất nhiều, nên Tiên Phong không thể đầu tư nhiều vào quảng cáo. Trước khi các doanh nghiệp khác đuổi kịp, Ái Đạt lợi dụng ảnh hưởng của Tiêu Vương kéo giãn khoảng cách. Chỉ cứ đợi đi, thời gian này Chu Du nhất định bị nhà tiêu thụ cuốn lấy, đúng là vừa thống khổ vừa khoái lạc. Tạ Vãn Tình rất thích dáng vẻ tự tin của Trương Khác, làm người ta cảm giác có thể dựa vào, nhìn y hào hứng miêu tả tương lai huy hoàng của Ái Đạt, mỉm cười dịu dàng. Chị làm sao thế? Á! Tạ Vãn Tình khẽ kêu lên, lúc này mới phát hiện vừa rồi mình nhìn Trương Khác quá chăm chú, né tránh ánh mắt của y. Tạ Vãn Tình vào nhà rồi liền cởi bỏ áo ngoài, chỉ còn chiếc áo nhung xanh da trời bó sát lấy cơ thể, bầu ngực đầy đặn vươn cao, chiếc eo nhỏ đầy nhục cảm, hông nở mông to. Không chỗ nào không làm tỏa sức hút đáng sợ của phụ nữ thành thục, Tạ Vãn Tình nói lảng đi. Nghe em nói như thế, nhớ tới ngày tháng tiếp theo sợ không có giây phút nghi ngơi nào, thật là kinh khủng. Ái Đạt dựa vào dự uy của Tiêu Vương, chiêu mộ nhân tài dễ hơn trước nhiều, em thấy văn phòng bên nhân sự sắp chất đống thư tự tiến cử rồi. Nhưng làm chủ chỉ cần định phương phướng, đặt nhân sự là xong, nếu không thể sống tiêu diêu khoái hoạt thì làm chủ làm cái gì? Vậy để chị xem khi nào em có thể tiêu diêu khoái hoạt được. Tạ Vãn Tình nhoẻn miệng cười, cô biết Trương Khác nói thế thôi, thực sự y vất vả hơn bất kỳ ai, dưới vẻ mặt hời hợt thản nhiên, có sự tang thương trầm ổn mà một thiếu niên không nên có, đó là thứ làm động lòng nữ nhân nhất. Tạ Vãn Tình không dám đối diện với tình cảm của mình, đó là tình cảm sai trái không thể chấp nhận, e chỉ lộ ra một chút thôi cũng bị người đời phỉ nhổ, thi thoảng đêm dài đằng đẵng, xung quanh chỉ có bóng tối bao phủ. Nằm lẻ lo trên giường, trong đầu Tạ Vãn Tình hiện lên tình cảm đó, cô cũng không dám thừa nhận. Nhớ lại cảnh trong bãi đỗ xe nhà hàng Tây Thành, trong lòng như có ngọn lửa thiêu đốt, Tạ Vãn Tình vội đứng dậy, muốn tránh xa Trương Khác một chút, liền kiếm cớ đi xuống lầu. Đường Thanh tắm bên trong phòng ngủ chính, cô kéo cánh cửa kính ra, nói vọng ra ngoài. Chị Vãn Tình, khăn tắm ướt rồi, có khăn khô không chị? Chương 260, mắt ai bâng khuâng. Trương Khác đi tới ban công, lục trong giỏ thu y phục, lấy một cái khăn tắm lớn, đi vào phòng ngủ, cách một lớp cửa kính mờ, bên trong hơi nước không nhiều lắm, cơ thể yểu điệu của Đường Thanh mơ hồ hiện lên. Vì phép lịch sự, Trương Khác chưa bao giờ vào phòng ngủ của Tạ Vãn Tình, không ngờ có phòng tắm hay ho như vậy, đó đều do Cố Kiến Bình làm, để hưởng thụ cùng Đường Học Khiêm, Trương Khác mỉm cười cầm khăn tắm đi tới. Á, sao bạn lại vào đây? Cách lớp kính mờ. Đường Thanh nhận ra bóng dáng Trương Khác, hai tay che lấy ngực hét ầm lên. Cửa kính đã mờ lại còn phủ một lớp hơi nước, chỉ thấy mơ hồ thấp thoáng cơ thể thiếu nữ, chẳng có chỗ nào được rõ ràng, chỉ là hiệu ứng tâm lý càng mạnh, Trương Khác nói. Hét cái gì, cẩn thận không người ta coi mình là sắc lang đánh ổ trận bây giờ, có cần khăn tắm nữa không? Bạn chính là tên sắc lang, mau nhắm mắt lại, đưa khăn tắm đây. Đường Thanh hung dữ dọa. Bạn dám nhìn trộm. Mình móc mắt ra. Bạn có nỡ không? Sao không nỡ, còn đỡ để con mắt bạn nhìn cô gái khác. Đường Thanh cười rúc rích, cô đã biết Trương Khác nhìn không rõ, kéo cửa ra một khe nhỏ, thấy Trương Khác căn bản không hề nhắm mắt, lại thét lên. Sao bạn không nhắm mắt? Rồi đóng sập cửa lại. Mình muốn xem bạn có nỡ móc mắt mình không? Trương Khác kéo cửa ra, đưa khăn tắm vào, Đường Thanh tim giật thon thót, ép người vào sát cửa, sợ Trương Khác thò đầu vào. Nhưng quên mất làm thế khiến Trương Khác càng nhìn rõ hơn, lộ ra hai bầu vú trắng hai con thỏ con, cùng núm vú hồng, làm Trương Khác thiếu chút nữa chảy máu mũi. Đường Thanh nhận lấy khăn tắm, xoay người lại, đem hai cái mông nhỏ dán sát vào cửa kính, Trương Khác phải dùng lý trí cực mạnh mới kiềm chế được không mở toang cánh cửa kia ra,
ôm tấm thân trần truồng của Đường Thanh vào lòng giày vò một phen, hít sâu một hơn, ngồi xuống bên giường Tạ Vãn Tình, thưởng thức cảnh tượng bên trong, đúng là dục hỏa thiêu đốt thực sự. Đường Thanh bọc mình trong chiếc khăn tắm lớn đi ra, mái tóc vấn lên đầu, mấy sợi tóc rướt dính vào trán, khuôn mặt xinh xắn thuần khiết vẫn còn phơn phớt hồng sau khi tắm, như thiên sứ mới bước từ dưới hồ lên, đôi mắt trong veo không chút tì vết nào, cô nàng thấy dáng vẻ háo sắc của Trương Khác, cười trêu. Cánh cửa có hơi nước, bạn ở trong phòng thì nhìn thấy được cái gì? Bạn nói xem mình có thể nhìn thấy cái gì? Trương Khác đánh miệng về phía cửa kính phòng tắm. Ở cánh cửa kính phủ hơi nước, bên trên là hai vòng tròn, phía dưới cũng có hai vòng tròn lớn hơn, Đường Thanh có thể tưởng tượng ra cảnh mông và ngực mình áp sát vào đó. Á, cái đồ háo sắc này! Cô nàng giận dỗi nhào vào người Trương Khác, mặt bao phủ dáng đỏ e thẹn, Trương Khác giang tay ra ôm lấy Đường Thanh. Mặc cho hai nắm đấm yếu ớt đấm lên ngực mình, đôi mắt đó có vài phần hung ác lại thêm vài phần thẹn thùng, cực kỳ khiêu khích, Trương Khác vươn đầu lên muốn hôn cánh môi đỏ mọng của cô, Đường Thanh chống tay lên ngực y né tránh. Không được, trong vẻ non nớt lộ phong tình vô biên. Đường Thanh yên tĩnh nằm trên ngực Trương Khác một lúc mới nhớ ra hỏi. Chị Vãn Tình đâu rồi, mình không gọi con sắc lang lấy khăn tắm. Chị ấy vừa mới xuống lầu lấy vải. Tạ Vãn Tình đứng ở cửa. Giơ chùm vải trong tay lên. Hai đứa muốn ăn trong phòng hay ra phòng khách ăn? Á! Đường Thanh giật bắt mình chống ngực Trương Khác ngồi dậy, xoay người chỉnh lại chiếc khăn tắm sộc sạch, mặt đỏ tới tận mang tai đi ra phòng khách, không có dũng khí ngẩng đầu nhìn Tạ Vãn Tình. Tạ Vãn Tình lại rất hâm mộ sự ngọt ngào ngây thơ không vướng bận gì giữa Trương Khác và Đường Thanh, non nớt nhưng sâu đậm. Đương nhiên non nớt chỉ là nói Đường Thanh thôi, nhớ tới Trương Khác sớm đã ngắt đại mỹ nữ Hứa Tư. Còn đưa tới Hong Kong kim ốc tàng kiểu, Tạ Vãn Tình thầm mắng đúng là đồ tiểu lưu manh tham lam, nhưng cô cũng không thể không thừa nhận, y với Hứa Tư, với Đường Thanh đều chu đáo chân thành, không hề có chút giả dối trêu đùa tình cảm của họ. Nếu bảo Trương Khác còn chưa biết giả dối thì đánh chết Tạ Vãn Tình cũng không tin, chẳng qua giả dối chỉ nhằm vào đối thủ. Đường Thanh vẫy tay gọi Trương Khác tới bóc vải, Trương Khác vui vẻ nghe cô nàng sai bảo, ngoan ngoãn ngồi uống cái đôn bên cạnh bóc vải cho cô. Da thịt Đường Thanh lộ ra ngoài khăn tắm non mềm chẳng kém thịt vải, Trương Khác lại nghĩ mùa này vải ở chợ không nhiều. Trương Khác bóc một quả vải đưa cho Đường Thanh lại đưa cho Tạ Vãn Tình. Chị Vãn Tình, chị thử trình độ bóc vải của Trương Khác đi, nếu bóc tốt, chùm vải này cho bạn ấy bóc hết. Trương Khác vất vả bóc cả đống vải, về nhà đã muộn rồi ngủ chưa đấy giấc nhưng đã thế nhận lời Đường Thanh tới ngõ Đan Tình mua đồ ăn sáng, nên trời còn tờ mờ đã phải ra ngoài. Hôm qua con về muộn như thế, sao không ngủ thêm một chút? Lương Cách Chân đang chuẩn bị bữa sáng trong bếp, Trương Chi Hành ngồi bên bàn ăn xem tài liệu, nghe thấy tiếng mở cửa Lương Cách Chân thò đầu ra hỏi. Con không ở nhà ăn sáng à? Trương Khác vừa ngáp vừa nói. Con đi đến chỗ chị Vãn Tình đón Đường Thanh đi học, bữa sáng cũng tới đó ăn. Tối qua Trương Khác lái xe của Tạ Vãn Tình về, lát nữa sẽ gọi Mã Hải Long tới đón y và Đường Thanh. Lái xe tới ngõ Đan Tính, qua phố thị, tòa nhà trung tâm thương mại quốc tế của Cẩm Thành đã xây tới tầng thứ tư, tường bao vẽ đầy quảng cáo rượu. Tốc độ nhanh như thế, tòa nhà 30 tầng này tới trước Tết có thể làm tới đỉnh rồi. Khu vực thành phố khác nhau, trạng thái sinh hoạt của người dân có khác biệt lớn, xe đi ra khỏi khu tập thể cơ quan, trừ nhãn cán bộ già nghỉ hưu tập thể dục cùng học sinh đi học thì trước 7 giờ không có mấy người rời giường. Nhưng tới Sa Điền thì đường phố đông đúc người qua lại. Đều xách giỏ ra chợ, sáng sớm không chỉ mua được thức ăn tươi rẻ, nhiều gia đình hai vợ chồng đều là công chức, tan ca rất muộn, lúc đó chợ đã dọn hàng rồi. Trương Khác mua đậu hoa, quẩy, dùng túi ni lông buộc chặt, thời đó túi ni lông còn rất dày, không sợ đột nhiên bị rơi. Trần Phi Dung đi qua, tay cầm cuốn sách nhỏ, vừa đi vừa đọc, bàn tay thò ra ngoài bị gió lạnh thổi cho đỏ hồng, tay phải cầm một cái nồi nhôm nỏ. Cô đi tới rất gần mới nhìn thấy Trương Khác, giật mình. Khẽ mỉm cười, cánh môi đường nét cực đẹp cười lên chớp mắt cảm giác như băng tan xuân về, làm người ta sững sờ. Chắc ngay Trần Phi Dung cũng không hiểu sao mình đột nhiên lại cười với Trương Khác, trong chớp mắt, nụ cười bị gió lạnh buổi sớm thổi đi hết, khuôn mặt thanh lệ khôi phục lại vẻ lạnh lùng thường nhật. Trương Khác gật đầu với cô, Trần Phi Dung cuối cùng không nghiêm mặt với y nữa, nhưng nụ cười rất khẽ, chẳng có mấy vẻ thân thiết. Cô đặt cái nồi nhôm lên quán bán đậu phụ đậu hoa, lại cầm sách lên đọc. Học sinh cao trung năm thứ ba, đa phần đều vất vả như cô. Trương Khác đặt túi ni lông lên ghế sau,
chui vào xe, xoay vô lăng chậm chậm đi ra khỏi ngõ Đan Tỉnh đông đúc, do người đi đường rất nhiều, nên chẳng thể phân tâm nhìn thêm Trần Phi Dung cái nào. Trần Phi Dung lần đầu tiên thấy Trương Khắc sáng sớm lái xe tới đây mua đậu phụ, đợi y vào xe rồi mới ngẩng đầu lên nhìn. Vẫn thế hả? Chủ quán hỏi Trần Phi Dung. Sao hôm nay không phải mẹ cháu tới? Nhà máy mấy ngày qua bận kiểm kê, mẹ cháu hôm qua nửa đêm mới về, sáng không dậy nổi. Trần Phi Dung nhìn thấy chiếc xe lưu động của chủ quán khác trước, hỏi. Sao xe lại in bữa sáng lợi dân, bên trên túi ni lông cũng có. Mấy ngày nữa cháu không phải đi xa mua đồ ăn sáng như thế nữa rồi, trước cửa ngõ nhà cháu sẽ có một xe bữa sáng lợi dân. Chủ quán cười ha hả. Đó là chú ý của chàng trai trẻ vừa rồi đấy, ban đầu chú còn lo đám dân phòng thu phí nọ phí kia, chàng trai đó nhiệt tình đi hỏi hộ, nói chỉ cần ăn sáng lợi dân dùng công nhân thôi việc sẽ miễn toàn bộ lệ phí. Cháu nói xem ngoại trừ công nhân mất việc có ai muốn nửa đêm dậy làm đồ ăn sáng. Ai, đúng là chàng trai rất khá, hiếm khi cậu ta mới qua đây một lần mua đồ ăn sáng, chú không muốn lấy tiền. Cậu ta nói, các bác thức khuya dậy sớm vất vả, sao dám lấy không? Cô gái xinh đẹp như cháu sau này phải tìm chàng trai nhiệt tình tốt bụng như vậy mới được. Trần Phi Dung mặt hơi nóng, không đáp lời, cất cuốn sách nhỏ tiếng Anh vào túi, cầm chiếc nồi nhôm lên, quay lại thấy xe của Trương Khác vừa mới rời khỏi ngõ, ánh mắt có chút bâng khuâng. Chương 261, Bình Minh cùng Mỹ Nhân. Toàn bộ khu biệt thự Tiểu Cẩm Hồ vẫn chìm trong yên tĩnh, ánh sáng xuyên qua khẽ lá vẫn còn mờ mờ, không khí ban mai hết sức rõ rệt, không thẹn là khu nhà ở tốt nhất Hải Châu. Trương Khắc lái xe vào biệt thự không rộng lắm dùng hai giúp việc một đầu bếp là đủ, đình viện cần cắt tỉa dọn dẹp sẽ thuê nhân công tạm thời. Tiếng nhạc du dương từ tầng trên truyền xuống, Trương Khắc không ngờ các cô gái dậy sớm như thế, đưa bữa sáng cho giúp việc, y lên tầng 2, trong phòng khách không có người, tiếng nhạc truyền ra từ phòng thể dục, đẩy cửa ra, thấy Tạ Vãn Tình đi chân đất, một chân giẫm trên thảm, một chân giơ cao, hai tay ôm lấy bắp đùi, mái tóc vấn tự nhiên trên đầu. Một phần do vận động xõa xuống che đi gò má nhu mỹ. Cô mặc bộ đồ thể thao lụa màu trắng, do cơ thể duỗi căng, y phục ở nơi như ngực, đùi ôm sát lấy cơ thể, mặc dù không nhìn xuyên qua được, nhưng đường cong nơi đó lộ ra một cách hoàn mỹ, đặc biệt trốn giữa hai chân còn thấp thoáng lộ ra khe mờ mờ. Cô không mặc áo lót, một bên ngực nhìn rõ đường vòng cung tròn trịa vô cùng căng chặt, núm vú nho nhỏ gồ lên, làm ánh mắt Trương Khác không sao rời đi được. Trương Khắc nghĩ mình đứng tư thế này tới 10 giây cũng đủ hỗn đốn, dựa vào cửa tính giờ cho Tạ Vãn Tình, thuận tiện tham lam ngắm cơ thể thành thục tuyệt đẹp của Tạ Vãn Tình. Thấy Tạ Vãn Tình xoay người lại làm tư thế khác, Trương Khắc khẽ ho một tiếng. Làm một mỹ nữ quả nhiên không đơn giản, chỉ đứng ở tư thế đó lâu như vậy không mệt à. Em tới sớm vậy. Tạ Vãn Tình buông hai tay ôm đùi ra, cầm lấy khăn lông lau mồ hôi. Già rồi nên mới phải giữ gìn hình thể. Chứ như Tiểu Thanh, chỉ cần ăn no ngủ kỹ là đủ. Nghĩ vừa rồi Trương Khác đứng đó một lúc, nhất định nhìn cơ thể mình, tim khẽ rung lên, vận động làm da cô phơn phất hồng, mềm mại như thiếu nữ, nhưng thiếu nữ nào có được cơ thể đầy đặn mượt mà như thế. Chị Vãn Tình giả ư, vậy thì em mù mắt rồi. Trương Khác cười. Đường Thanh dậy chưa chị? Nó ngủ lì trên giường không chịu dậy. Tạ Vãn Tình nhoẻn miệng cười. Vậy em đi gọi cô ấy. Trương Khác đi vào phòng ngủ. Chỉ Đồng đã quen ngủ một mình, Đường Thanh ở lại, liền ngủ cùng Tạ Vãn Tình, cô nàng lúc này vẫn nằm trong chăn, mái tóc dài rối bời che đi khuôn mặt, Trương Khác gọi khẽ. Thanh Thanh, Thanh Thanh. Đường Thanh vẫn nằm im không nhúc nhích, nhịp thở rất khẽ, Trương Khác ngồi xuống bên giường thấy Đường Thanh mắt nhắm chặt nhưng lông mi hơi rung rung, Trương Khác mừng thầm, tín hiệu rõ ràng như thế y còn không hiểu họa chăng có là thằng ngốc. Trương Khác đưa tay vào trong chăn. Cách lớp áo ngủ lụa sờ lên bầu vú hình nón thiếu nữ, bầu vú chưa qua nam nhân xoa bóp, chưa đủ to căng, nhưng cực kỳ non mềm. Đường Thanh vẫn cố nhịn nhắm mắt, mím chặt miệng kìm chế khoái cảm mới lạ, bầu ngực theo nhịp thở dập dờn lên xuống càng ngày càng có nhị điệu gấp gáp hơn, Trương Khắc chịu hết nổi gạt phăng cái chăn vướng víu, tay khẽ vân về hai nụ hoa nhô lên thì Đường Thanh cuộn người lại, tránh bàn tay ma quỷ của Trương Khắc, mắng. Đồ xấu xa sờ trộm con gái. Dậy đi thôi đại tiểu thư. Không muộn học rồi. Trương Khắc nhe răng cười đáp lại, nói. Đường Thanh quay đầu thấy cửa phòng khép hờ, ngây thơ nũng nịu nói. Bế mình dậy. Hai tay vươn ra ôm lấy cổ Trương Khắc, để y kéo ra khỏi cái chăn ấm áp. Cơ thể thiếu nữ đang phát triển,
Đường Thành đương nhiên không mặc gì thêm trong áo ngủ, áo ngủ của Tạ Vãn Tình với cô nàng mà nói là hơi rộng. Trương Khác nhìn qua cổ áo thấy đôi ngọc nhũ trắng như tuyết vươn cao, cặp đùi ngọc cực kỳ hấp dẫn lộ ra dưới mép váy, ánh mắt của Trương Khác đóng đinh vào đó mất mấy giây. Trương Khác đỡ lấy hai bên nách cô, đỡ Đường Thanh đứng trên thảm, một người con gái xinh đẹp mỹ miều phơi bày ngay trước mắt như vậy, sao y có thể chỉ hài lòng với việc nhìn không ăn, ghé mặt tới muốn hôn, Đường Thanh cười khúc khích tránh đi. Còn chưa đánh răng, Đường Thanh ăn mặc như thế, Trương Khác nỡ lòng nào mà không khinh bạc. Chưa đánh răng à, liền ôm mặt cô nàng hôn cuồng nhiệt, đưa lưỡi vào đánh răng giúp, Đường Thanh mới đầu còn vùng vẫy, dần dần động tình, đưa chiếc lưỡi thơm ra cho để cho Trương Khác thưởng thức. Trương Khác miệng say sưa mút lấy mật ngọt, tay không chịu ngoan ngoãn thò xuống dưới váy, xoa bờ bờ mông săn chắc rồi bóp mạnh, Đường Thanh nhắm mắt lại, cánh mũi khẽ phập phồng, tay Trương Khác vừa chạm tới mép quần lót định luồn vào, Đường Thanh đưa tay giữ chặt lại, Trương Khác đổi hướng tấn công lướt theo tấm thân láng mịn vượt lên trên. Đường Thanh liền buông tay ra. Trương Khác đắc ý, cô nàng cuối cùng cũng mở cửa nửa thân trên ỉnh khai phá rồi. Đường Thanh để cho Trương Khác mặc sức xoa nắn bầu ngực xinh xắn của cô, dưới sự vân vê của y, nụ hoa nhỏ tấy lên, Đường Thanh thở hổn hển, người run lên từng chập, một cảm giác trước nay chưa từng đó lan tỏa khắp người Đường Thanh, vừa khiến nàng hoang mang, lại vừa đem đến khoái cảm khó diễn tả, đồng thời người mất hết sức lực, ngả vào lòng Trương Khác, lo lắng hỏi. Liệu có nhỏ quá không? Hả? Trương Khác không hiểu sao Đường Thanh lại có lo lắng này, mặc dù chưa được nhìn trực quan, nhưng y tin cảm giác ở tay mình cực kỳ chuẩn xác, bầu vú của Đường Thanh hình nón đứng thẳng, phía gốc mặc dù chưa no đủ, nhưng thiếu nữ phát triển bình thường cơ bản đều như thế, so với bầu ngực tròn căng của phụ nữ trưởng thành có chỗ kinh động tâm phách riêng. Phải xem so với ai chứ, mình thấy rất được, rất hài lòng. Của chị Vãn Tình rất to. Đường Thanh dùng ngữ điều khoa trương nói, lại thấy nói chuyện riêng tư của người khác sau lưng là không tốt, thẹn thùng hỏi. Thường xuyên sờ liệu có to lên chút nào không? Ngọc nhũ của Tạ Vãn Tình thì Trương Khác chỉ liếc nhìn thoáng qua, chưa kịp thưởng thức kỹ càng, nhưng cơ hội được nhìn Tạ Vãn Tình mặc y phục bó sát người khá nhiều, có thể tưởng tượng ra được quy mô của nó, nuốt nước bọt nói như thật. Đương nhiên rồi, xoa bóp sẽ xúc tiến tuần hoàn máu, làm nó dễ trở nên đầy đặn, khi rảnh rỗi, bạn có thể tự xoa. Mình chẳng thèm làm cái loại chuyện đó. Đường Thanh cảm thấy má nóng như phát sốt. Hả, vậy là mình được lợi rồi sao? Trương Khác nhìn Đường Thanh gò má đỏ như máu, cười tít mắt, không nhịn được hỏi. Đêm qua nói chuyện gì với chị Vãn Tình thế? Trương Khác không tưởng tượng ra nữ nhân ở cạnh nhau sẽ nói tới chủ đề gì, khả năng cũng dốn chủ đề giữa nam nhân với nhau. Chỉ là lo lắng của Đường Thanh thực quá có lợi ích rồi. Không nói. Đường Thanh giãy khỏi bàn tay xấu xa của Trương Khác. Mình phải thay y phục, bạn mau ra ngoài. Nói rồi đẩy Trương Khác ra khỏi phòng. Có một số chuyện, đáng lẽ phải do mẹ truyền cho con, chỉ là người trong nước ở phương diện này thực quá mức ngại ngùng, khiến có nhiều cô gái tới khi tốt nghiệp cao trung còn cho rằng mình sinh ra từ nách thật. Tạ Vãn Tình tối qua nhìn thấy cảnh kia ở bãi đỗ xe nhà hàng Tây Thành, còn tưởng rằng Trương Khác và Đường Thanh đã phát triển tới mức nguy ngập rồi. Chỉ sợ hai đứa nhóc làm ra chuyện khiến người lớn không kịp trở tay, cho nên ban đêm đem một số thưởng thức về tình dục nói cho Đường Thanh, đâu ngờ Đường Thanh còn mới mở cửa miệng và tay Trương Khác, lòng cứ lấy làm lạ sao Trương Khác có thể kiềm chế được. Trương Khác bị Đường Thanh đuổi ra khỏi phòng, đúng lúc Tạ Vãn Tình từ phòng tập ra, đang lau mồ hôi sau cổ, tay giơ lên cao, làm bầu ngực vươn lên ngạo nghễ, trên đỉnh hai hạt chân châu còn nhô lên như khoe khoang. Nhớ tới lời Đường Thanh nói, Trương Khác không kìm được chiếu ánh mắt vào đó. Tạ Vãn Tình đỏ mặt, vội rụt tay lại, lấy khăn che trước ngực, lườm Trương Khác một cái, đẩy cửa vào phòng. Mấy chương cuối hôm nay đủ nóng chưa? Mai tiếp nhớ. Chương 262, hỗn loạn và sục sôi. Ăn sáng xong, tới giờ hẹn, Mã Hải Long lái xe tới đưa Đường Thanh và Trương Khác tới trường, đến cổng trường bắt gặp Lý Chi Phương đạp xe đạp đi vào. Tiểu Loli Chu Tiểu Lộ ngồi đằng sau, nhìn thấy Đường Thanh từ xe ra, hưng phấn vẫy tay gọi. Lý Chi Phương điều về nhất trung, Chu Tiểu Lộ tất nhiên theo mẹ điều tới sơ trung của nhất trung học. Trương Khác thầm nghĩ, quỹ tích nhân sinh tiến triển thế này, chắc Đỗ Phi không còn cơ hội cùng Chu Tiểu Lộ, mình còn cơ hội để được biết cô gái chỉ quen một đêm đó không. Mặc dù Lý Chi Phương đã ngầm chấp nhận hành vi trốn học của mình, nhưng không để cô ta thấy thì vẫn tốt hơn. Trương Khác cuộn mình lại trong xe, cũng không vẫy tay tạm biệt Đường Thanh. Sau khi đưa Đường Thanh tới trường là đúng vào giờ cao điểm buổi sáng, xe bắt đầu nhích lên như ốc sên,
Trương Khác ngồi trong xe lấy di động ra an bài lịch trình trong ngày của mình. Giống dự đoán trước đó, danh hiệu Tiêu Vương giống như phủ lên trên đầu điện tử ái đạt vầng hào quang thần thánh. Khi giới truyền thông ùn ùn kéo tới, Trương Chi Phi mới hiểu ra vì sao Trương Khác không tiếp tiền trang hoàng lại công ty. Cổng chính cao lớn, đường dài nhựa phẳng lì, nhà xưởng vôi ve sáng rực, thêm vào tòa nhà nghiên cứu khoa học kỹ thuật ới hoàn thành trước tháng 11, khu nhà xưởng mở rộng phía nam, nhà ăn mới xây chưa đi vào sử dụng và khu lầu tổng hợp, khiến đây trở thành xí nghiệp lớn có quy mô hoành tráng. Mặc dù nhà xưởng lớn mới xây bên trong còn chưa kịp lắp dây chuyển sản xuất, nhà nghiên cứu còn chưa có thiết bị máy móc gì, ngay cả đường dây điện thoại riêng cũng chưa có, nhưng không trở ngại nó cấp cho các phóng viên một ấn tượng hào nhoáng. Vì để ứng phó với giới truyền thông tốt hơn, Trương Khác thành lập phòng quan hệ cộng đồng, lúc này đám Tô Tân Đông, Đinh Hòe, Chu Du đều có quá nhiều việc quấn lấy, Tương Vi là nhân tuyển thích hợp duy nhất. Mặc dù giới truyền thông thập niên 90 đa phần thích đưa tin tốt không đưa tin xấu, nhưng ái đạt là xí nghiệp dân doanh, không được hưởng thụ đặc quyền bảo hộ báo chí chỉ đơn vị nhà nước mới có, không bài trừ có tờ báo tới Hải Châu để bới móc tin không hay. Thái độ của thành phố rất rõ ràng, đối với xí nghiệp minh tinh được giới truyền thông toàn quốc chú ý, phải hỗ trợ với khả năng lớn nhất. Ái đạt là xí nghiệp khu thành Nam, nên rất nhiều công tác đổ lên đầu Tống Bồi Minh, đặc biệt là màng tuyên truyền, cũng do chính phủ thành Nam dẫn đầu. Kế hoạch xây dựng khu công nghiệp điện tử lấy Ái Đạt làm trung tâm mà Tống Bồi Minh luôn ra sức thúc đẩy nhưng không có tiến triển mấy, hiện giờ mau chóng được cuộc họp thường ủy thành phố thông qua, rồi tức tốc chuyển thành văn bản báo lên cho tỉnh. 600 mẫu đất nông nghiệp chuyển thành đất công nghiệp, trừ điện tử Ái Đạt ra, tất cả các xí nghiệp sản xuất linh kiện đồng bộ khác đều được hưởng chính sách ưu đãi về phía chuyển nhượng đất đai, vay ngân hàng, thuế phí v.v.v. Đối với Chu Phú Minh mà nói, Ái Đạt không chỉ là một xí nghiệp có hải dụ tham gia cổ phần, có quan hệ mật thiết với Từ Học Bình. Một xí nghiệp thu hút giới truyền thông cả nước, với Hải Châu mà nói ý nghĩa không phải tầm thường. Căn cứ vào báo cáo của Tạ Vãn Tình gửi lên thành phố vào tối Ái Đạt đoạt được Tiêu Vương, tổng giá trị sản lượng của Ái Đạt năm nay dự kiến đạt tới 200 triệu, cứ chiếu theo kinh nghiệm của Khổng Phủ Yến mà xét, nhu nhập doanh nghiệp của điện tử Ái Đạt năm sau rất có khả năng đột phá mức 1 tỷ. Tập đoàn Cẩm Thành ở Hải Châu phát triển 20 năm mà thu nhập doanh nghiệp còn cách mức 1 tỷ xa lắm. Đã qua 3 năm Đặng Công, Đặng Tiểu Bình, Nam Tuần, chính tính một quan viên tốt xấu xác định rõ ràng, chủ yếu dựa vào phát triển kinh tế địa phương. Quan viên đảng chính phủ cung cấp cũng đa phần lấy con số kinh tế địa phương ra khoe với nhau. Khi Chu Phú Minh làm thị trưởng, trong một cuộc họp, khi mời rượu một giám đốc tập đoàn chứ danh trong tỉnh, ai ngờ người ta chẳng thèm đứng dậy, Chu Phú Minh tức tím mặt. Để lại cho ông ta ấn tượng không thể phai mờ. Cho dù Chu Phú Minh không có lòng tiến thủ cũng không dám qua loa với Ái Đạt, giới truyền thông toàn quốc đang nhìn chằm chằm vào đó. Không chỉ điện tử Ái Đạt, khu Nam Thành cả thành phố Hải Châu cũng cần bài báo chính diện về mặt kiến thiết kinh tế. Trước đó, trong nước Hải Châu chỉ là thành phố tầm trung rất bình thường, nhưng có thể nhân cơ hội này quảng bá một phen, thu hút thêm nhiều nhà đầu tư. Chu Phú Minh biết, cho dù ông ta không có hành động gì thì Đường Học Khiêm cũng sẽ làm không chút ngại ngần, vì đây là chính tích của thị trường. Nhưng ông ta đâu biết vì Trương Khác nắm cổ phần ở Ái Đạt, làm Đường Học Khiêm không tiện tỏ thái độ, quan hệ cổ phần bí mật đằng sau này thế nào cũng sẽ có một ngày phơi bày trước thiên hạ. Chu Phú Minh nóng ruột nhiều lần gọi điện cho Tống Bồi Minh, Tạ Vãn Tình ám thị nếu tài chính Ái Đạt có vấn đề gì, thành phố có thể suy xét hỗ trợ chính sách. Còn tình huống thực tế của Ái Đạt là, mỗi ngày ít nhất 10 nhà phân phối mang chi phiếu tới yêu cầu được làm đại lý của Ái Đạt năm sau, điện thoại, fax càng không kể hết. Uy lực của Tiêu Vương trước tiên lan tới các nhà phân phối, trong cùng loại sản phẩm, tất nhiên bọn họ càng chú ý hơn tới Ái Đạt với hào quang Tiêu Vương, Ái Đạt có thể dùng 8.000 vạn để quảng cáo, trong mắt bọn họ nhất định là công ty lớn thực lực hùng mạnh, hơn nữa bọn họ cũng biết trong sản phẩm cùng loại, đầu đĩa Ái Đạt được ưa chuộng nhất, sẽ đem lại cho bọn họ lợi nhuận nhất. Tiếp đến các nhân viên bán hàng càng muốn giới thiệu với khách hàng sản phẩm của Ái Đạt, vì có thêm hào quang Tiêu Vương, giới thiệu càng có sức thuyết phục hơn, càng dễ thành công hơn, bọn họ càng có thành tích công tác tốt hơn. Với khách hàng thậm chí còn chưa có khái niệm về đầu đĩa, nghe nhân viên bán hàng tuyên truyền, vì tin tưởng vào quyền uy DTHTW, thử mua một cái đầu đĩa đang hợp mốt về nhà thử xem. Cho dù khái niệm Tiêu Vương còn chưa trở nên quen thuộc với người dân bình thường, cho dù quảng cáo Tiêu Vương của Ái Đạt còn chưa chính thức phát sóng, lượng tiêu thụ của đầu đĩa Ái Đạt các nơi đã tăng lên vùn vụt. Thành tích thị trường của Ái Đạt nhanh chóng có phản hồi.
Hết hàng, hết hàng, hết hàng. Đối với các nhà phân phối mà nói, còn chuyện gì thống khổ hơn thế được nữa. Điện tử ái đạt để cho các nhà phân phối không gian lợi nhuận từ 200, 400 đồng mỗi một chiếc đầu đĩa. Trương Khác và Chu Du trước khi tới Bắc Kinh không hề liên hệ trước với các nhà phân phối, nhưng khẩn cấp chuẩn bị cho Bắc Kinh 1.000 máy, sau khi đoạt được Tiêu Vương, 1.000 máy bán hết bay trong 5 ngày. Lưu Minh Huy đang khai thác thị trường Quảng Châu, phối hợp với bài báo kiểu máy bay oanh tạc về Tiêu Vương, làm lượng tiêu thụ ở Quảng Châu đuổi kịp Bắc Kinh, hàng chuẩn bị trước được tiêu thụ hết. Lưu Minh Huy đành ngừng tuyên truyền về Hải Châu trước dự kiến, kế hoạch 300 vạn, chỉ dùng hết 1/3. Lịch sử đã phát sinh thay đổi, Trung Sơn Ái Đa tới hạ tuần tháng 11 còn chưa có hành động gì, hẳn bọn họ cũng biết, trước cơn bão Tiêu Vương càn quét, thế công thị trường sắc bén đến đâu cũng không thu được hiệu quả, chẳng bằng đợi Ái Đạt nghỉ lấy hơi hãy xuất kích. Ở Hải Châu, Ái Đạt gần như không có sự đầu tư quảng cáo nào, nhưng sau khi tin tức Tiêu Vương phát ra, lượng tiêu thụ mỗi ngày đạt tới 50 chiếc. Đó còn do Trương Khác giới hạn lượng cung cấp, kết quả càng giới hạn, nhu cầu thị trường càng cấp bách, có người tới thẳng nhà máy đòi mua máy. Do Trương Khác yêu cầu phòng thị trường chọn nhà phân phối lấy tiền mặt đặt hàng, nên rất nhiều nhà phân phối dù muốn thử bán sản phẩm của Ái Đạt cũng không mạo hiểm mua quá nhiều, đa số lấy chừng 20, 30 chiếc, lượng hàng thấp như thế, thậm chí không chịu nổi đợt tấn công đầu tiên của cơn bão truyền thông. Đối diện nhu cầu thị trường mạnh mẽ nhưng không có hàng cung cấp, trơ mắt nhìn lợi nhuận có thể lấy được dễ như trở bàn tay quanh quẩn bên ngoài ví, các nhà phân phối sao chẳng thống khổ. Thực ra đây chỉ là đoạn bố cục chuẩn bị cho trận đánh lớn về sau. Chương 263, Đại hội nhà phân phối. Nhà phân phối ở Hoa Đông là đỡ hơn một chút, Ái Đạt khai phá thị trường Hoa Đông triệt để nhất, từ tháng 9, tỷ suất thị trường đã vượt qua Samsung, nên nhà phân phối Hoa Đông chuẩn bị hàng đầy đủ nhất, nhưng tuyệt đối không cầm cự được tới cuối tháng. Hạ tuần tháng 11, cơ sở phân phối được ưu tiên xây dựng trước trong khu công nghiệp điện tử Hải Châu đã bị các xe lấy hàng các nơi phái tới lấp đầy, rất nhiều nhà phân phối thậm chí chưa đánh tiếng trước đã gửi tiền vào tài khoản của Ái Đạt. Trương Khác yêu cầu phòng thị trường đảm bảo cung cấp hàng cho thành phố cấp 1 trước, khi đầu đĩa vẫn còn là đồ xa xỉ, thành phố cấp 1 vĩnh viễn là chiến trường chính, kế đó là đảm bảo thành phố tầm trung cấp 2, còn các huyện thành chỉ đành để cho các nhà máy làm hàng giả thừa cơ chen vào. Vấn đề hàng giả quấy nhiễu trong nước tới mười mấy năm sau cũng không giải quyết được, nhưng cũng chính vì như thế khiến tài nguyên thương nghiệp đều tập trung vào siêu thị cỡ lớn, trung tâm thương mại, vì mua phải hàng giả mà mọi người càng ngày càng tin tưởng vào siêu thị cỡ lớn và trung tâm thương mại. Nhà phân phối các nơi cùng lúc không ngừng yêu cầu Ái Đạt tăng hàng, đồng thời cũng ý thức được, qua một tháng nữa bọn họ không còn quyền đại lý của Ái Đạt nữa. Trừ số ít công ty sớm chấp nhận sản phẩm của Ái Đạt đồng thời nộp số tiền đảm bảo cực lớn như Vĩnh Thành Thượng Hải ra thì các nhà phân phối khác đều không có quyền đại lý năm 96. Cuối tháng 11, trong hỗn loạn và sục sôi, điện tử Ái Đạt mở đại hội nhà phân phối lần thứ nhất. Mục đích của đại hội ngoài trừ đào thải nhà phân phối thực lực và trình độ kém, nâng cao chất lượng chỉnh thế của mạng lưới tiêu thụ, Trương Khác còn thản nhiên thừa nhận, vơ tiền. Nửa tháng hỗn loạn và sục sôi làm tầng quản lý của Ái Đạt đều có chút mệt mỏi, nhưng lại hết sức phấn chấn. Diệp Kiến Bân là tổng đại lý của địa khu Hoa Đông cũng nhận lời mời tham gia cuộc họp nội bộ của Ái Đạt. Nghe Trương Khác mặt trơ chán bóng nói thẳng ra dụng tâm hiểm ác của y, Diệp Kiến Bân đang uống nước khoáng thiếu chút nữa phun ra, chỉ mặt Trương Khác nói. Cậu nói uyển chuyển một chút được không, ít ra phải để tôi nghe xong thoải mái một chút chứ. Nói uyển chuyển một chút cũng là vơ tiền. Trương Khác giang tay ra. Hoàn toàn chẳng để ý cái nhìn của người khác về mình. Ái Đạt vẫn chỉ là xí nghiệp kiểu lắp ráp máy, tài sản cố định không cao, tài chính lưu động cần cực nhiều. Trước kia tôi đề xuất mô hình lấy tiền mặt đặt hàng, từ chuyển khoản tới cung cấp hàng, gần 15 ngày, nếu một tháng doanh thu là 100 triệu, thì chúng ta có thể lấy ra từ trong đó từ 30, 50 triệu tài chính lưu động. Nhưng tình hình hiện nay là ngày càng có nhiều nhà phân phối đưa thẳng xe tới gửi tiền lấy hàng, nói cách khác không có thời gian chênh lệch nữa. Chúng ta không có tài chính lưu động, việc mở rộng sau này sẽ bị thu hẹp, mang tới áp lực lớn cho chuỗi tài chính. Diệp Kiến Bân cười hì hì. Sản phẩm tiêu thụ mạnh cũng mang lại rắc rối, đúng là làm người ta đau khổ mà sung sướng. Những người có mặt đều bật cười. Trương Khác liếm môi, nói chẳng có chút xấu hổ nào. Đại hội nhà phân phối, tuyển ra nhà phân phối có thực lực, tài nguyên thị trường sung túc, lợi ích với Ái Đạt không cần nói cũng biết. Nhưng làm sao nhận ra được, chúng ta không có đủ thời gian đi khảo sát từng doanh nghiệp một, vậy nên tiêu chuẩn duy nhất là thực lực kinh tế,
chúng ta phải dựng lên một ngưỡng tiền đảm bảo cho các nhà phân phối. Tôi sẽ nói ngay tiêu chuẩn, phân làm 3 loại, tiền đảm bảo đại lý thành phố cấp 11 là 500 vạn, tiền đảm bảo đại lý thành phố cấp 21 là 200 vạn, tiền đảm bảo đại lý thành phố cấp 31 là 100 vạn, còn về thành phố nào nên liệt vào thành phố loại nào, thì do phòng thị trường phụ trách. Diệp Kiến Bân ngạc nhiên. Lần này cậu định vơ bao nhiêu tiền? Trương Khắc cười. Năm sau sản lượng hàng tháng phải lên tới 10 vạn chiếc, nếu không có khoảng 200 triệu tài chính lưu động, sao đủ dùng? Diệp Kiến Bân bĩu môi, không nói là không thể, các nhà khách chủ yếu của Hải Châu đều chen đầy nhà phân phối các nơi, cả một đống là mê tín và uy quyền DTHTW mà mắc câu, không thể nói những nhà phân phối đó là ngốc được, Thịnh Hâm chẳng cung cấp cho Ái Đạt 1.500 vạn khi Ái Đạt còn chưa có một cái gì đó sao? Cơn bão do Tiêu Vương khơi lên, Ái Đạt là người thu lợi lớn nhất, nhưng không phải duy nhất, đặc biệt là Ái Đạt thiếu hàng, người dân tất nhiên suy nghĩ lựa chọn các thương hiệu đầu đĩa khác, làm lượng tiêu thụ tổng thể của thị trường đầu đĩa tăng đột biến. Lượng tiêu thụ của Ái Đạt chưa thể phản ánh chân thực sự tăng trưởng điên cuồng của thị trường trong tháng đó, nhà máy Philips tại Trung Quốc càng cảm thụ được tình trạng chân thật của thị trường. Trương Á Bình đã quyết định từng bước tăng sản năng nhà máy lên mức cao nhất, nhưng muốn phát huy được toàn bộ công suất cần 2 tháng, đồng thời công trình kỳ 2 quy mô lớn hơn cũng được khởi động. Nhưng xây dựng công trình, thêm vào lắp đặt dây chuyền sản xuất, tuyển và huấn luyện công nhân, nhanh nhất cũng phải cần nửa năm. Ở Quảng Châu đã xuất hiện nhà máy chuyên môn làm mắt đọc, những nhà máy này bắt chiếc kỹ thuật của Sony, giá bán rẻ hơn của Philips nhiều, Trương Á Bình đã xem qua sản phẩm của những nhà máy này. Chỉ doanh nghiệp tầm nhìn ngắn hạn thuần túy muốn kiếm một mẻ ở thị trường đầu đĩa mới dùng sản phẩm của họ. Đối thủ tiềm tàng của Philips chỉ có Sony xây dựng nhà máy ở trong nước, mà Sony đưa ra được mặt đọc hợp cách, chỉ e chẳng sớm hơn công trình kỳ 2 của Philips. Hơn nữa bước tiến của Sony có hơi bảo thủ, kỳ 1 công trình mới có quy mô 10 vạn bộ. Nói cách khác, trong nửa năm Philips sẽ là nhà cung ứng mắt đọc chủ yếu, nhưng trước khi công trình kỳ 2 hoàn thành sản lượng cao nhất chỉ có 25 vạn. Trương Á Bình e tới tháng sau cung ứng sẽ tới kỳ hao hụt. Ở tình huống này, rất nhiều người sẽ nghĩ tới tăng giá trước tiên, người bên cạnh hắn cũng thế, Trương Á Bình trụ vững trước áp lực, thoát khỏi cám dỗ tăng giá. Lúc này tăng giá tuy được lợi nhất thời, nhưng chắc chắn đẩy một số khách hàng về phía Sony, hơn nữa mắt đọc tăng giá cuối cùng ảnh hưởng tới giá máy, ảnh hưởng tới thị trường phát triển, không ai biết ảnh hưởng sẽ lớn cỡ nào, bỏ cái lợi lớn lấy cái lợi nhỏ không phải hành vi của trí giả. Về điểm này Trương Á Bình bội phục sự trấn tĩnh của Ái Đạt, khi thị trường bị cơn bão Tiêu Vương quét quá làm khan hiếm hàng, Ái Đạt đã kiên quyết ngăn chặn hành vi tự tăng giá của các nhà phân phối. Đại biểu công ty C, kêu ở Trung Quốc ngài Ái Mặc có cái tên Trung Quốc rất dễ nghe là Ngả Mặc, nhưng người này thường cho người ta cảm giác muốn giúp mà chẳng được. Lần này Ngả Mặc tới thăm cũng chỉ có thể biểu thị lực bất tòng tâm, Ngả Mặc trên đường tới Hải Châu dừng lại ở Thượng Hải, không phải đơn thuần mời Trương Á Bình có thể cùng C. Kiêu gây áp lực, ngăn cản Ái Đạt ngả vào lòng Ti. Mục đích của C, Kiêu là ngăn Ti tiến vào thị trường chip giải mã, Ái Đạt ngả vào lòng Ti, sẽ bị Ti lập tức cướp đi 20-30% thị trường, hơn nữa những doanh nghiệp khác muốn tiến vào thị trường đầu đĩa cũng sẽ học theo Ái Đạt. C, Kiêu không muốn mất đi Ái Đạt, Philips cũng không muốn mất đi Ái Đạt, cho nên khả năng bọn họ liên hợp gây áp lực với Ái Đạt gần như không tồn tại. Trương Á Bình và Ngả Mặc tới được Hải Châu đêm trước đại hội nhà phân phối, may Trương Khắc sớm đã sai đặt phòng cho họ ở khách sạn Tây Thành, nếu không bọn họ chỉ có thể ra ngoại ô tìm nhà trọ. Mười mấy ngày trước Trương Á Bình đã cùng Ái Đạt ký hợp đồng hợp tác kỹ thuật và ưu tiên cung cấp hàng, nhưng chuyến đi lần này liên quan tới lũng đoạn thị trường linh kiện, Trương Á Bình tuyệt đối không thể vắng mặt. Chương 264, BI của Ngả Mặc. Tô Tân Đông đại biểu Ái Đạt đón tiếp bọn họ. Đưa tới khách sạn Tây Thành nghỉ ngơi, áy náy nói. Hết sức xin lỗi, ông Trương Khắc đang tiếp ông Trần Tín Sinh của Ti, ông Trần Tín Sinh tới Hải Châu hôm qua tỏ ra rất hứng thú với máy mẫu của chip giải mã mới do họ sản xuất ra. Máy mẫu? Ngả Mặc há hốc mồm, tiếng phổ thông của ông ta rất khó nghe, ông ta tỏ ra không tin, theo ông ta biết dây chuyền chip giải mã của Ti chính thức hoạt động mấy ngày, trước đó hai bên đâu có hợp tác kỹ thuật, ông ta đoán Ái Đạt nhanh nhất cũng cần 4-5 tháng nữa mới đưa ra được máy mẫu. Trương Á Bình cũng không tin. Philips và C, Kiêu bắt đầu hợp tác từ giữa năm, vì cùng lũng đoạn thị trường, nên cung cấp một số liên kết kỹ thuật cơ sở cho nhà máy lắp ráp. Chỉ cần các nhà máy đó không muốn phải đầu tư vào kỹ thuật, thì ắt phải mua mắt đọc của C, Kiêu và Philips.
Tin tức này với Ngả Mặc mà nói tuyệt đối không phải tin tức tốt, có nghĩa là khả năng duy nhất uy hiếp Ái Đạt đã bị Ti bóp nát. Đối với Trương Á Bình mà nói lại là tin tức tốt, liên kết kỹ thuật giữa mắt đọc của Philip và chip giải mã của Ti đã khiến Ái Đạt đột phá, có nghĩa là Philip đã có cơ sở kỹ thuật kết thành đồng minh với Ti, làm hắn có chút bực dọc là cái kỹ thuật này nằm trong tay Ái Đạt. Ái Đạt sẽ không ngốc như Vạn Yến, đem những kỹ thuật này mở cửa miễn phí cho Ti và Philip, trong quá trình tiếp xúc với Trương khác, Trương Á Bình biết y tuyệt đối không ngốc như thế. Mặc dù Trương Á Bình tự tin trong vòng 3 tháng giải quyết được vấn đề liên kết với chip giải mã của Ti, nhưng Sony cũng làm được, 3 tháng này cực kỳ quý giá, chỉ cần Philip đi trước một bước kết thành đồng minh chiến lược đồng minh với Ti, sau này chỉ có tập đoàn có thực lực kỹ thuật lớn mới vượt qua được rào cản kỹ thuật do bọn họ cùng lập nên. Nhân lúc Tô Tân Đông đi tiếp điện thoại, Trương Á Bình vỗ vai an ủi Ngả Mặc. Chỉ e Ái Đạt trước khi đưa ra sản phẩm đầu tiên đã móc ngoặc với Ti rồi, ông chưa tiếp xúc với Trương khác đấy thôi, y làm việc rất kín kẽ. Ngả Mặc có chút thương tâm. Người Trung Quốc thích binh bất hiếm trá, phải tận mắt nhìn thấy máy mẫu mới tin được. Trương Á Bình nghĩ Ái Đạt sẽ không lấy thủ đoạn hạng bét ra dọa người, đương nhiên cũng tin mắt thấy mới là thật. Mặc dù ngồi xe mấy tiếng có hơi mệt mỏi, nhưng lúc này còn đâu tâm tình mà nghỉ ngơi. Đợi Tô Tân Đông về phòng trực tiếp đề xuất muốn đi gặp Trương Khác và Trần Tín Xin, đồng thời thuận tiện tham quan máy mẫu Ái Đạt vừa đưa ra. Đây là chuyện trong dữ liệu, Tô Tân Đông liên lạc với Trương Khác trước mặt bọn họ, rồi an bài xe đưa bọn họ tới công ty linh kiện. Trước khi Trần Tín Sinh tới Hải Châu, Trương Khác nói cho hắn một bất ngờ. Trần Tín Sinh đúng là bất ngờ lớn. Sau khi hắn nghiên cứu tính năng của máy mẫu xong, lập tức quyết định nâng mục tiêu của chuyến đi này, nhất định phải chia đôi thị trường với CQ mới gọi là thành công. Trên đời này không có bữa cơm nào miễn phí. Trần Tín Sinh cười nói. Tôi không hy vọng Ái Đạt đem kỹ thuật máy mẫu mở cửa miễn phí cho Ti, tôi cũng không thể không thừa nhận, Ái Đạt có thể giúp Ti tiết kiệm được chút thời gian. Chúng tôi muốn làm mắt đọc của riêng mình. Trương Khác kéo giãn khoảng cách với người đằng sau, đem ý đồ y nung nấu từ lâu nói ra với Trần Tín Sinh. Ti có hứng thú thì tham dự. Trần Tín Sinh ngạc nhiên nhìn Trương Khác, thầm nghĩ, đúng là kẻ đầy dã tâm. Do không coi trọng thị trường đầu đĩa VCD nên Ti thiếu chút nữa để lỡ thời cơ tốt. Đối với cự đầu công nghiệp điện tử thế giới mà nói, trễ vài thác chẳng khác nào bỏ lỡ. Dưới sự nỗ lực của Ái Đạt, Ti nắm lại cơ hội đó, bọn họ có thực lực nắm cơ hội này càng chắc hơn. Trương Khác vốn muốn lấy kỹ thuật máy mẫu ra đổi quyền đại lý chip giải mã, sau nghĩ tới thời gian quyền đại lý thực ra rất ngắn, một khi các doanh nghiệp đầu đĩa phát triển lên, chắc chắn vòng qua đại lý Hong Kong, trực tiếp mua của nhà chế tạo. Sau VCD, Ái Đạt phải phát triển ra sao? Sau VCD, năm 97 sản nghiệp đầu đĩa trong nước đắc ý làm ra tiêu chuẩn siêu cấp VCD. Nhưng chuẩn nén MEPG, hay là của người ta, đĩa quang là của người ta, trong nước chỉ đem những thứ của người ta gom góp lại mà thôi, vẫn mau chóng bị DVD đào thải. Tới thời đại DVD, các doanh nghiệp trong nước càng chẳng có tri thức bản quyền gì, khiến cho tới lúc ít lãi, các cự đầu chế tạo hải ngoại chỉ cần dựa vào bản quyền đã đập chết xí nghiệp trong nước. VCD vừa lưu hành trong nước, hải ngoại đã tiến hành triển khai nghiên cứu DVD rồi. Trương Khác nheo mắt nhìn Trần Tín Sinh. Tuy hắn là người Hoa sống ở Mỹ, nhưng hắn sẽ trung thành với ông chủ trước tiên, đó là tố dưỡng cần có của một giám đốc chuyên nghiệp, không cần nói tiền cảnh phát triển kỹ thuật đầu đĩa nữa, Trần Tín Sinh rõ hơn bất kỳ ai. Trần Tín Sinh quay đầu lại nhìn hai trợ lý của mình đi cùng nhà đầu tư khác của Ái Đạt, một người phụ nữ thành thục vô cùng xinh đẹp tên Tạ Vãn Tình, lòng thầm nghĩ, chắc chỉ cần quay lại là y sẽ không thừa nhận đề tài vừa nói đâu, có điều đề nghị của y đúng là vô cùng hấp dẫn. Trần Tín Sinh bình tĩnh nói. Không biết phải hợp tác thế nào mới thích hợp. Trương Khác để ý nét mặt của hắn, đáp. Một năm trước Ti ngừng khai phát kỹ thuật đọc ghi đĩa quang do phát đoán sai lầm thị trường, chắc hiện giờ Ti đã khởi động lại công tác mà không tiết lộ ra bên ngoài. Khai phát kỹ thuật đọc ghi đĩa quang tiến tới sản xuất mắt đọc, không cần phải che giấu khách hàng lớn nhất làm gì, Trần Tín Sinh cười thản nhiên. Đúng thế tổng bộ có kế hoạch nghiên cứu trở lại. Trương Khác nói tiếp. Không tiến hành khai phát kỹ thuật, tích lũy kỹ thuật của Ti sẽ nhanh chóng thành giấy lột, Ti đem tích lũy gần như vứt bỏ đó ra, Ái Đạt cũng sẽ đem kỹ thuật mắt đọc cùng kỹ thuật ứng dụng của máy mẫu ra, cùng lập công ty liên doanh, mỗi bên chiếm một nửa cổ phần, điều kiện ràng buộc duy nhất cả hai không được phát triển kỹ thuật tương quan ngoài công ty liên doanh. Tức là Ti càng coi trọng thị trường tươi đẹp tương lai, càng đầu tư vào công ty liên doanh,
còn Ái Đạt có thể cung cấp thêm nhiều nguồn lực thị trường, còn quyền khống chế cổ phần thì không ai tranh đoạt. Trương Khác đề xuất mỗi bên một nửa cổ phần, biểu hiện tin tưởng mãnh liệt vào tương lai. Xem ra ông Trương đã suy nghĩ kỹ càng về việc này, tôi sẽ mau chóng báo lên tổng bộ. Trương Á Bình khẽ than. Phải nói ông là người đầy dã tâm, điều này rất giống ngài Inzibus. Dù thế nào thì đầu đĩa không phải nghiệp vụ chính của Ti, cho nên Ti sẽ không quá tham lam. Ngài Inzibus là người như thế sao? Trương Khắc cười. Vậy tôi nhìn thấy hy vọng hợp tác rồi. Cho dù hợp tác không phải ngày một ngày hai là thành, để xem kết quả đàm phán giữa Ti và CQ ra sao. Máy mẫu dùng chip giải mã Ti bất ngờ xuất hiện trước thời hạn làm CQ rất bị động, bọn họ gần như không chiếm được bất kỳ ưu thế nào. Trương Á Bình sẽ không thiên vị CQ, hắn chỉ muốn xác lập quan hệ hợp tác chiến lược với Ti, dựng lên rào chắn kỹ thuật cho người đi sau, đó mới là mục đích chuyến đi này của hắn. Thái độ của Trương Khác rõ ràng ngả về Ti, nhưng biểu thị chấp nhận hiệp nghị đàm phán cuối cùng giữa Ti và CQ, chiếu theo phân ngạch thị trường của hai bên để mua tỷ lệ chip giải mã tương ứng, nhưng yêu cầu hai bên cung cấp giá ưu đãi. Từ chỗ Trương Á Bình, ngả mặc biết năm sau Ái Đạt rất có khả năng chiếm 40% thị trường đầu đĩa, có nghĩa là mất đi Ái Đạt, CQ mất đi 40% phân ngạch, trừ khi bỏ giá lũng đoạn, tiến hành cạnh tranh với Ti. Khi thị trường chỉ có hai nhà cung cấp lại còn chém giết nhau, đại khái tất cả sẽ không sao hiểu nổi hành vi ngu xuẩn đó, CQ không thể bỏ lợi nhuận lũng đoạn, vậy chỉ đành chấp nhận điều kiện chia thị trường với Ti. Chương 265, bàn tay kỳ tích. Chip giải mã mà Ái Đạt cần sẽ mua một nửa của Ti, một nửa của CQ, vì dùng kỹ thuật của hai nhà sẽ phải đầu tư thêm kỹ thuật, cả hai công ty đều sẵn lòng mở cửa một số kỹ thuật ngoại vi giúp đỡ Ái Đạt. Còn Ái Đạt mua chip giải mã của CQ sẽ gạt đạt lý của CQ ở Hong Kong qua một bên. Còn về cơ sở hợp tác giữa Ti và Philip không trách rời kỹ thuật của Ái Đạt, nhưng Trương Á Bình ngàn vạn lần không ngờ, Ái Đạt và Ti lúc này đã mật mưu thay thế Philip. Lập công ty liên doanh với Ti mà nói chỉ là đem kỹ thuật đọc ghi đĩa quang sắp đào thải ra cho công ty liên doanh khai thác phát triển, hơn nữa phương hướng nghiên cứu khác của công ty liên doanh là khai thác ứng dụng của chip giải mã Ti trong máy hoàn chỉnh, mau chóng ứng dụng trên thị trường. Tổng bộ Ti nhanh chóng trả lời, cấp quyền Trần Tín Sinh hợp tác với Ái Đạt, tuyên bố với bên ngoài mỗi bên đầu tư 1 triệu USD tiến hành lập công ty nghiên cứu kỹ thuật đầu đĩa, mỗi bên chiếm 50% cổ phần. Trương Á Bình cũng rất muốn Philip được tham gia vào công ty liên doanh, hắn đầu ngờ dụng tâm độc ác treo đầu dê bán thịt cho của công ty liên doanh, Trương Khác sao có thể cho Philip tham dự vào. Thời đầu đĩa VCD không còn lâu nữa. Cho dù trong thời gian này có đưa ra được mắt đọc hợp cách cũng không thể cạnh tranh được với Philip, quan trọng nhất là để giảm giá thành đầu đĩa sau này, để Ái Đại có thể trụ lâu hơn trong thị trường đầu đĩa. Thứ đến là Trương Khác muốn lợi dụng công ty liên doanh này theo sát thời đại DVD của Ti, chiếm lấy một chỗ, để Ái Đạt có động lực mạnh mẽ liên tục phát triển. Trương Khác không hề có ý cạnh tranh với mắt đọc của Philip, rất hiểu tâm thái của Trương Á Bình, cuối cùng hình thành hiệp nghị trung hòa. Philip mở cửa kỹ thuật ngoại tầng mắt đọc cho công ty liên doanh, song công ty liên doanh chỉ có thể nghiên cứu phát triển bán máy ra ngoài dựa vào chip giải mã của Ti và mắt đọc của Philip. Đêm trước đại hội nhà phân phối kết thúc, trong phòng ăn nhỏ của khách sạn Tây Thanh chỉ có 6 người ngồi với nhau. 6 người này thoải mái thưởng thức món ăn của khách sạn, cũng thoải mái phân chia bàn tiệc thị trường đầu đĩa. Người trong nghề mẫn cảm ý thức được ý nghĩa trọng đại của bữa ăn với sự tham dự 4 cự đầu sàn nghiệp đầu đĩa. Trong đó Ái Đạt là doanh nghiệp lắp ráp máy duy nhất, lại nắm vai trò chủ đạo của bữa tiệc này ở mức nào đó. Ngả mặc có chút bi thương, nhưng nghĩ tới thời đại đầu đĩa sắp tới, bi thương này nhanh chóng bị quét sạch. Trương Á Bình rất bình tĩnh, chỉ cần hình thành rào chắn kỹ thuật sẽ rất khó bị phá vỡ, mặc dù Tân Khoa đã ngả theo Sony, nhưng Tân Khoa chỉ là một công ty, đại đa số cá vẫn nằm trong lưới của hắn. Trương Tín Sinh ung dung trấn định, chiếm được nửa giang sơn của CQ. Tất nhiên có thể an tâm hưởng thụ bữa ăn này. Tô Tân Đông hưởng thụ vui mừng thành công, có điều trong lúc thưởng thức món ăn, không thể không nghĩ tới lời phát biểu kết thúc đại hội ngày mai, Ái Đạt đề xuất tiền đảm bảo mới đầu khiến nhiều nhà phân phối tranh cãi, nhưng mấy ngày qua Ái Đạt liên tục ký hiệp nghị hợp tác với Ti, Philip, CQ, lại tuyên bố lập công ty liên doanh với Ti, khiến tiếng tranh cãi lắng xuống. Những nhà phân phối không có thực lực hoặc từ bỏ hoặc tìm nhà sản xuất đầu đĩa khác hợp tác. Cuối cùng chỉ còn lại 1/10 đại biểu xí nghiệp ở lại tham gia ngày cuối cùng của đại hội. Đại hội lần này cho giới truyền thông cái cớ tiếp tục nói về Tiêu Vương, chắc chắn là có DTHTW giật dây đằng sau,
Tô Tân Đông tin đại hội đấu thầu quảng cáo lần sau, DTHTW sẽ quan tâm đặc biệt tới Ái Đạt. Tô Tân Đông đang lơ đãng, Trương Khác khẽ gõ mép bàn nhắc hắn chú ý. Tô Tân Đông ngạc nhiên nhìn Trương Khác, những ngày qua Trương Khác dù ra mặt cũng rất ít khi phát biểu, tựa hồ thích nhường không gian biểu hiện cho người khác. Buổi trưa ngày mai thành phố mở tiệc mời các vị ở đây, anh hãy an bài cẩn thận. Tô Tân Đông gật đầu, nếu công bố nhà đầu tư của Ái Đạt còn đang học cao trung thì quá kinh động, nên trừ bữa tiệc hệ trọng như hôm nay thì Trương Khác thường không tham gia. Trương Khác áy náy nói. Mấy ngày qua không có cơ hội mời ba vị du ngoạn Hải Châu, tôi nghĩ mọi người có cảm giác thời gian trôi vùn vụt, hận không thể ăn xong bữa này về nhà ngay, tôi không giả dối giữ ba vị ở lại thêm nữa, ngày sau còn dài, tương lai tươi sáng vẫn ở phía trước, ai rảnh rỗi tới Hải Châu, đều là quý khách của Ái Đạt. Đương nhiên nếu tôi có cơ hội tới địa bàn của các vị cũng mong được tiếp đãi như quý khách. Ngả Mặc có sự hào sảng của người phương Tây, cười ha hả nói. Nhất định sẽ trải thảm đỏ tiếp đãi. Mặc dù lần này bị Ái Đạt chiếm lợi lớn, nhưng tôi phải thừa nhận ông Trương rất biết làm ăn. Ông ta không cần nói tiếng phổ thông ngọng nghịu nữa, vì tiếng Anh đối với những người ở đây không có vấn đề gì, Trương Khác còn chưa có cơ hội thể hiện trình độ tiếng Anh trước mặt Tả Vãn Tình và Tô Tân Đông, lúc mở miệng còn làm họ giật mình. Ngả Mặc lại nói, ông Trương nhớ cùng ông Tô tới làm khách, tôi và ông Tô là bạn cũ, tôi cứ tưởng ông ấy còn làm việc ở công ty Vạn Yến. Kỹ thuật chip giải mã đời đầu thực tế là City Vạn Yến ủy thác CQ phát triển, Tô Tân Đông tham gia vào công tác tương quân, nên quen Ngả Mặc. Tan tiệc Trương Khác lái xe đưa Tạ Vãn Tình về biệt thự Tiểu Cẩm Hồ. Tạ Vãn Tình uống vài ly rượu vang, gò má trắng trở nên hồng hào, kiều diễm vô song, Trương Khác giúp cô mở cửa sau, nhìn đôi mắt hơi mơ màng của cô, lo cô va đầu vào cửa, nhẹ nhàng đỡ cô vào chỗ ngồi mới ngồi vào chỗ lái xe. Trương Khác đặt tay lên ghế phụ. Quay đầu lại nhìn đằng sau, lùi xe khỏi bãi đỗ. Tạ Vãn Tình hơi say, cơ thể nóng nực, chăm chú nhìn vào đôi mắt Trương Khác, cảm thấy hấp dẫn ngoài sức tưởng tượng. Trương Khác, em như có đôi tay kỳ tích vậy, bao nhiêu chuyện khó tin như vậy em chạm vào đều trở nên dễ dàng, chị thấy có rất nhiều người cũng có cảm giác giống chị. Thế sao? Trương Khác nhìn Tạ Vãn Tình cười. Kỳ thực mọi người đều nỗ lực mà. Tạ Vãn Tình nói xong lời kia có chút hối hận. Mặc dù trong lòng cô đúng là nghĩ như thế, nhưng bình thường tuyệt đối không khen ngợi Trương Khác thẳng thắn như vậy, nói lời đó, khác gì coi y thành nam nhân cô sùng bái. Đúng thế, không chỉ ỷ lại vào y, mà là rất sùng bái, ý nghĩ đó vừa hiện lên trong đầu, Tạ Vãn Tình cảm thấy sợ hãi, cố ép mình không nhìn vào mắt Trương Khác, chỉ sợ nhìn thêm một cái không nỡ rời ánh mắt đi. Cho dù không nhìn, nhưng đôi mắt thấm thúy đó vẫn lởn vẩn trong ý thức, xua thế nào cũng không đi. Tạ Vãn Tình không hiểu hôm nay mình bị làm sao, người nóng vô cùng, bất giác khép chân lại. Mỗi lúc đêm khuya thanh vắng, Tạ Vãn Tình đều cảm thấy cô đơn vắng lặng tràn ngập cõi lòng, là nữ nhân thành thục cô rất hiểu sức hấp dẫn của bản thân, nhưng dung mạo cô có xinh đẹp hơn chăng nữa, vóc dáng có gợi cảm hơn chăng nữa, nhưng thiếu đi nam nhân cũng chỉ là đóa hoa chờ vận mệnh khô héo kéo tới. Tạ Vãn Tình mới qua tuổi 30, chính độ hoàng kim rực rỡ nhất của nữ nhân, cũng là thời khao khát tình cảm tình dục. Nhưng hoa nở rộ thì còn tươi được bao lâu, hoa nở rồi hoa tàn, làm cô không khỏi thương tâm. Thế nhưng với thân phận địa vị của mình bây giờ, Tạ Vãn Tình những người đến với cô không đủ chân thành, sợ họ nhắm vào thứ khác của cô chứ không phải bản thân cô. Sinh ra trong gia tộc phức tạp, lại gả vào gia đình quan lớn, làm cô luôn cảnh giác không dễ dàng tin vào người khác. Và lại cô không phải chỉ có một mình, cô còn chỉ đồng. Chỉ có y. Tạ Vãn Tình vô thức đưa tay vuốt lên ngực. Cảm giác đê mê từ đầu về sau lan đi, cảm giác sảng khoái khiến người ta không cưỡng lại được lan tỏa khắp toàn thân, mau chóng cảm thấy giữa hai chân có chút ướt át, đó là cảm giác lâu lắm rồi mới trào dâng trong lòng. Khao khát nguyên thủy đó khiến người ta không thể kìm nén. Chương 266, không cho bọn chúng làm phiền. Tạ Vãn Tình cảm thấy hổ thẹn nhục nhã vô cùng, không ngờ mình lại động tình với Trương Khác, cưỡng ép bản thân tách hai chân ra, nỗ lực để bản thân lắng dịu xuống. Thở nhẹ nhẹ, bình bình nhìn vào lưng Trương Khác. Ngày mai chị định làm gì, còn lại đều là chuyện của bọn họ rồi, làm chủ thế nào cũng phải nghỉ ngơi một chút chứ. Trương Khác nhìn Tạ Vãn Tình qua gương chiếu hậu. Hả? Tạ Vãn Tình giật mình. À, ngày mai là cuối tuần, chị đã hứa đưa chị đồng đi xem phim. Phim gì vậy chị? Trương Khác nghe nói Tạ Vãn Tình định ngày mai đưa chị đồng đi xem phim thì nổi hứng. Không biết năm 95 có phim gì hợp với cô bé 4 tuổi,
nhìn đôi mắt Tạ Vãn Tĩnh qua gương, cảm thấy tối nay mắt cô đặc biệt sáng, đặc biệt hấp dẫn. Chị cũng không rõ lắm, biết tên là vua sư tử. Cuối cùng cũng kiếm được đề tài phân tán ý nghĩ không nên trong đầu, Tạ Vãn Tĩnh mau chóng khôi phục lại đoan trang điềm đạm, duyên dáng vén tóc mai ra đằng sau. Có bạn của chị Đồng ở nhà trẻ xem qua, chị Đồng đòi đi xem, vốn định nhờ Lý Minh Du đưa ba tiểu nha đầu đi xem, nhưng nếu mai có thể nghỉ, chị cũng đi. Trương Khác nhớ ra rồi, đó là bộ phim hoạt hình lấy cảm hứng từ The Tragedy of Hamlet của Shakespeare, dùng kỹ thuật hoạt họa 2D tiên tiến nhất thời bấy giờ, phối hợp với bản giao hưởng hành tráng, bối cảnh thảo nguyên châu Phi nguyên thủy, được gọi là bộ phim hoạt hình thành công nhất trong lịch sử điện ảnh. Vào năm 95 có vài tác phẩm điện ảnh lớn hợp với nhi đồng 4-5 tuổi xem, từ Vua Sư Tử hình như còn có Toy Story, Công viên Kỷ Jura, mặc dù không công khai nhập vào trong nước, nhưng chắc thịnh thành có đĩa lậu. Chắc là rất hấp dẫn, ba cô nhóc phá phách, hai người các chị có ứng phó nổi không? Trong ba cô bé, chị Đồng còn đỡ một chút, Tích Dung Tích Vũ rất nghịch ngợm, nhìn thấy đám đông là hưng phất, nhất định chạy loạn, Tạ Vãn Tĩnh và Lý Minh Du chắc chắn ứng phó không xuể. Ngày mai em cho Phó Tuấn nghỉ phép, để anh ta đi cùng hai chị đưa ba cô nhóc đi xem phim, tránh người ta cho rằng em là ông chủ hà khắc. Chị cũng lo. Tạ Vãn Tĩnh nhoẻn miệng cười, nhìn Trương Khác qua gương chiếu hậu. Đợi y nhìn sang gương, mắt Tạ Vãn Tĩnh nhẹ nhàng tránh đi, hưng phấn nghĩ tới buổi xem phim ngày mai. Tới biệt thự Tiểu Cẩm Hồ, theo thường lệ Tạ Vãn Tĩnh thường mời Trương Khác vào nhà chơi, đêm nay cô có tâm sự khác thường, không dám ở riêng với Trương Khác. Xuống xe nói, nhà cậu của em hôm nay không phải mời khách ở cầu Tứ Phượng sao? Thời gian còn sớm, em tới còn kịp đấy, đừng uống rượu nữa, lái xe cẩn thận một chút. Tới chỉ còn cơm thừa canh cặn thôi chị ơi. Trương Khác cười vẫy tay tạm biệt. Nhìn xe rẽ vào đường chính dần biến mất, Tạ Vãn Tĩnh chột dạ thở phào, trong lòng lại vô cùng buồn bã, cô sao chẳng khát vọng được ở cùng y, nhưng vừa rồi tàn nhẫn bắt y đi. Tạ Vãn Tĩnh đứng tại lan can gỗ đình viện, xem xét lại tâm tình của mình, hơi sợ mình không ức chế được tình cảm, trước kia biết chuyện Trương Khác và Hứa Tư, còn cảm thấy cảnh ngộ của Hứa Tư thật bi ai, lúc này lại hâm mộ Hứa Tư, cho dù được vỗ về một lúc cũng có thể làm người ta thưởng thức dư vị thật lâu. Hôm nay cậu làm tiệc chuyển chức, khách sạn Tây Thành cấp bậc quá cao, không cần xa xỉ phô trương như thế, Lương Quân tới Hải Châu đã gần 3 tháng coi như đã quen đám người thịnh thanh, nên tiệc mừng tổ chức trong nhà hàng của Ngô Thiên Bảo. Xe tới cầu Tứ Phượng, tín hiệu di động nhấp nháy, Trương Khác không đợi chuông reo đã cầm lấy, một tay điều khiển vô lăng chậm chậm thả dốc, rẽ vào bãi đậu xe, một tay bấm nút nghe, tức thì có giọng líu lo của chỉ động. Có phải Trương Khác đang nghe điện thoại không? Đúng là Trương Khác đang nghe điện thoại của em đấy. Trương Khác mỉm cười, chỉ Đồng chưa bao giờ gọi tên y kèm tiền tố anh, chú, v. Gì gì đó, làm Tích Dung Tích Phú học theo đều gọi thẳng tên y. Trương Khác, ngày mai đi xem phim với em và mẹ được không? Ừ, được. Trương Khác nghĩ ngày mai cũng chẳng có chuyện gì đặc biệt, phim Vua Sư Tử tuy rất nổi tiếng, nhưng Trương Khác thời ấy quá tuổi rồi nên chưa xem qua, huống hồ yêu cầu của chỉ Đồng đâu có dễ dàng từ chối được. Trương Khác kẹp di động vào đầu và cổ, đóng cửa xe lại, vừa nói chuyện với chỉ Đồng vừa tới nhà hàng của Ngô Thiên Bảo. Lúc nãy ăn cơm cùng nhóm Trần Tín Sinh, đều không phải người uống rượu, mà có phải cũng không dễ thể hiện ra ở loại trường hợp đó, cho nên rất mau chóng kết thúc. Tiệc Lương Quốc Hưng bày thì khác, ông ta vừa tới cục lao động chưa tới nửa tháng, đang trong giai đoạn thăm dò các đầu não trong cục, thêm vào thói ăn nhậu ở cơ quan, bữa rượu này không kết thúc sớm được. Trương Khác tạm biệt chỉ Đồng. Cất điện thoại vào túi, nhìn thấy cậu cả đang chém giết tưng bừng, quân nhân tử lượng thường kinh người, cậu cả cũng không ngoại lệ, mặt đỏ bừng bừng, hơi rượu nồng nặc, nhưng không có vẻ say chút nào, len lén đi tới bàn của mẹ. Bảo con tới sớm cơ mà, sao giờ mới tới? Lương Cách Chân trách con. Trương Khác cười khì, chào mợ, chị họ, và Tôn Lệ, cùng bàn còn có vài họ hàng xa khác, Trương Khác không nhận ra, chỉ gật đầu. Lại tới bên bàn Thiệu Chí Cương, Ngô Thiên Bảo, Thịnh Thanh, Lương Quân, còn chú, cậu và cha cùng chính phó cục trưởng cục lao động ngồi ở bàn chính. Tiểu Khác, lại đây ngồi. Lương Quốc Hưng lúc này mới nhìn thấy Trương Khác, chỉ bình rượu. Giúp cậu uống chén rượu này. Trương Khác không muốn uống thêm nữa, nhưng biết sao được, cậu cả đã rót rượu Khổng Phủ Yến vào chén. Trương Khác muốn nói rượu Khổng Phủ Yến còn khó uống hơn rượu Ngân Đình của Hải Châu, chẳng qua nhờ cái hào quang Tiêu Vương thôi, có điều giờ nói thế chẳng phải tự vả miệng mình.
cho dù không biết nhiều chuyện thì đầu não các cục trực thuộc thành phố ít người không biết con trai Trương Chi Hành, không chỉ vì các chuyện trước kia, vụ án Trường Nhất Trung năm nay khiến phó thị trưởng uy thế như Vạn Dũng phải ủ rũ rời Hải Châu, các cục tất nhiên quan tâm, trong đó Đỗ Phi, Trương Khác cũng được chú ý. Bọn họ hoài nghi lần này Tống Bồi Minh kiêm trợ lý thị trường, còn Trương Chi Hành vẫn giữ nguyên vị, không khỏi có quan hệ với việc này. Tống Bồi Minh đã là bí thư khu ủy, trừ thường ủy thành phố ra thì chức vụ gì cũng không hấp dẫn mấy nữa, nhưng tư lịch ông ta hơi ít, trợ lý thị trường mặc dù nhìn qua là phó sở ít trọng lượng nhất, nhưng giúp ông ta dễ dàng vượt qua một rào chắn trên sĩ đồ, như thế Tống Bồi Minh có thể tiếp tục làm bí thư khu ủy tích lũy thêm chính tích tiến vào thường ủy. Rất nhiều người cho rằng Tống Bồi Minh chuyến này đạp phải cước chó, Ái Đạt xuất hiện đúng ở khu thành Nam, làm Đường Học Khiêm đề nghị ông ta kiêm trợ lý thị trường, thường ủy thông qua báo lên tỉnh, lệnh bổ nhiệm sẽ mau chóng tới. Những người này cảm khái vận may của Tống Bồi Minh, mà không biết ông ta phải lấy tiền đồ chính trị của mình ra mạo hiểm, kiên định ủng hộ Ái Đạt mới có được ngày hôm nay. Đương nhiên mọi người cho rằng Trương Chi Hành không vui vì Tống Bồi Minh lên làm trợ lý phó thị trưởng, nên không nói ra. Nhưng Trương Chi Hành có Từ Học Bình đứng sau lưng, còn cần lo lắng cho tiền đồ sao? Huống chi nắm trong tay City cổ phần Hải Châu, người tầm thường cả đời lên được bước này đã không phải nuối tiếc gì nữa rồi. Đầu não cục lao động đều muốn kiếm cớ khen Trương Khác, lấy lòng Trương Chi Hành, nhưng phát hiện tìm không ra cái gì khen y, chẳng ai ngốc tới mức đi hỏi thành tích học tập người đứng đầu tứ đại công tử. Trương Khác thì phải cấp thể diện cho cậu cả, nên kính rượu lãnh đạo cục lao động. Làm không khí bàn tiệc không tới mức lạnh xuống. Thịnh Thanh ở bên thấy thế nói. Khác thiếu gia phải ứng phó với đám cục lao động này thật quá ủy khuất. Vỗ vai Thiệu Chí Cương, Ngô Thiên bảo. Đi, chúng ta sang hạ gục bọn chúng, tránh chúng hưng chí ép Khác thiếu gia uống qua nhiều. Lương Quân tưởng Thịnh Thanh nói đùa, không ngờ Thiệu Chí Cương, Ngô Thiên bảo đứng dậy thật cầm chén rượu đi sang. Chương 267, quê hương đĩa lậu. Thiệu Chí Cương, Thịnh Thanh đều là nhân vật có máu mặt ở Hải Châu, thành viên hội đồng quản trị Cẩm Hồ, có lãnh đạo cục nào không nể mặt, Thịnh Thanh là ông chủ chốn giải trí lớn nhất Hải Châu, thế là đủ sức nặng rồi. Lãnh đạo cục lão động không hiểu Lương Quốc Hưng vừa tới Hải Châu, sao đã được những nhân vật này tới trợ trận, đều đoán là nể mặt Trương Chi Hành. Thấy bọn họ cầm chén rượu đi tới, lãnh đạo cục lao động đều đứng dậy, Thiệu Chí Cương cười nói. Mọi người đều đứng dậy, nói thế tức là cho phép tôi cùng chúc rượu rồi. Thiệu Chí Cương mời mỗi người ba chén, tới khi Trương Chi Hành muốn đứng lên, Thiệu Chí Cương, Thịnh Thanh đều ấn ngồi xuống, nói không dám nhận, Trương Chi Hành nói làm một chén, bọn họ lần lượt chúc rượu những người còn lại, Trương Khác ngồi im không nhúc nhích, không đụng tới một giọt rượu. Mọi người vốn đã uống kha khá rồi, bị đám Thiệu Chí Cương tập kích, gần như tới giới hạn, về sau không ai dám mời rượu nữa. Thân thích cầu thành cảng rời đi trước tiên, lãnh đạo cục lao động ở lại một chút mới đi. Trương Khác bảo Thịnh Thanh kiếm người chở cha mẹ về. Trương Chi Hành ngại phiền toái cùng vợ ngồi taxi đi về, Lương Quốc Hưng hơi say, vợ con dìu lên xe đi trước. Lương Quân và Tôn Lệ ở lại, canh lạnh rượu mọi người không còn hứng ở lại nữa, cùng tới phòng VIP của Thịnh Thế Niên Hoa. Lúc này là 10 giờ là thời khắc bắt đầu cuộc sống đêm, thêm vào hôm nay là cuối tuần sàn nhảy chật kín, tiếng nhạc chát chúa làm người ta máu sôi trào, tim đập mạnh, dù ở trong phòng VIP, cũng mơ hồ thấy bốn vách tường rung rinh. Anh chị thấy Hải Châu ra sao? Lương Quân ngẩn người, thấy Trương Khác đang nhìn mình, hắn tới Hải Châu 3 tháng gặp Trương Khác không nhiều, ấn tượng sâu nhất là Tôn Lệ kể Trương Khác tới Hoành Viễn gặp Trương Dịch nổi giận một hồi, Trương Chi Phi liền đuổi Trương Dịch về quê. Đồng thời cảm thụ được sức ảnh hưởng vô hình của Trương Chi Hành vượt phạm trù cán bộ cấp chính sử thông thường, sau mới dần dần tìm hiểu được biến cố trọng đại của quan trường Hải Châu năm ngoài. Trương Chi Phi từng tìm hắn nói thẳng thừng, chỉ cần có chí tiến thủ. Sau này tiền đồ lớn thế nào cũng có, không phải lo có người kéo chân, nếu không ra gì, sẽ bị đá qua một bên như Trương Dịch. Nghe Trương Khác hỏi câu này, đám Trương Chi Phi, Thiệu Chí Cương nhìn cả sang, làm Lương Quân thấy chút áp lực. Cũng được, nhịp cuộc sống nhanh hơn phía Tây, nhưng vẫn quen được. Quen là tốt. Trương Khác quay sang hỏi chú. Hoành Viễn còn xe con dư không chú? Còn một chiếc Santana chưa phân có định cho ai? Trương Chi Phi nghĩ một lúc rồi đáp. Vậy để đại quân lái đi, anh ấy và Tôn Lệ có xe cũng tiện đi chơi, và lại ba cháu sĩ diện, dùng xe ngại bảo công ty phái tới, đại quân có xe, ba mẹ cháu sẽ không khách khí với anh ấy. Đại quân không chê xe tệ chứ? Trương Chi Phi cười.
có điều cấp cháu xe, trọng trách trên vai sẽ nặng hơn rất nhiều, đừng có mệt gục xuống đó. Sao cháu dám chê ạ? Lương Quân không hiểu vì sao Trương Khác chỉ nói một câu mà Trương Chi Phi đồng ý luôn. Được, vậy mai tìm ban tài xế mà lấy chìa khóa. Trương Chi Phi vỗ vai hắn. Cháu và Tôn Lệ ra ngoài nhảy múa đi, đừng ở cùng đám giả bọn ta. Lương Quân và Tôn Lệ đứng lên, không hiểu sao Trương Khác lại được tính trong nhóm bọn già. Thấy anh họ và cô bạn gái xinh đẹp đi rồi, Trương Khác thả lỏng người, nói. Công ty liên doanh có phân ngạch xe nhập khẩu, chú có hứng thú đổi sang xe tốt hơn không? Trương Chi Phi lắc đầu. Chú ra vào công trường thường xuyên, xe tốt đến mấy cũng phí hoài, 2 tháng nữa là sinh nhật 18 của cháu rồi, cháu giữ lại tự làm quà. Thế này chú bảo bên quản lý xe Hải Châu giữ lại biển số oách nhất cho cháu, coi như quà sinh nhật của chú. Được mấy số 8 ạ? 5 số 8. Biển số này rất bắt mắt, Trương Khác hài lòng, cho dù không lái xe đó, coi như vật siêu tầm cũng hay, gật đầu nói. Được, thế cháu lấy cái đó, không bắt bí chú thêm nữa. Biển số đó 20 vạn còn có người tranh cướp, cháu chưa hài lòng à? Vậy danh sách đăng ký đáng giá bao tiền? Trương Khắc cười, quay đầu sang hỏi Thiệu Chí Cương. Sao các anh lôi cả chú tôi xuống nước thế? Danh sách đăng ký chính là danh sách nhà tiêu thụ tới tham gia đại hội của Ái Đạt. Thiệu Chí Cương cười. Không liên quan gì tới chúng tôi, tự giám đốc Trương động lòng mang tiền ra ném, chúng tôi chẳng lẽ lại từ chối? Trương Khắc cười khổ, Thịnh Thanh cầm đầu làm đĩa lậu, người dính líu vào càng lúc càng nhiều, Thiệu Chí Cương, Ngô Thiên Bảo, Đỗ Phi. Ngay cả chú cũng bị lợi nhuận lớn dụ hoặc tham gia, y muốn khoanh tay ngồi nhìn cũng không được nữa. Trương Khắc đành nói. Nói ra xem, trò quỷ của mọi người mấy ngày qua có thành tích gì rồi. Thiệu Chí Cương thấy Trương Khắc cuối cùng cũng chịu mở miệng hỏi tới chuyện này, nói. Triệu phú nhờ chăm chỉ, tỷ phú dựa thiên phú, chúng tôi không so được với Khắc thiếu gia, chỉ theo sau kiếm chút cháo, thị trường đầu đĩa tiền cảnh tốt như thế, bán đĩa tất nhiên không tệ được. Đám Thịnh Thanh đầu tư nhà máy in đĩa ở huyện Đông xã 700 vạn, máy in đĩa đã lên tới 24 cái. Ái Đạt mở đại hội nhà tiêu thụ với bọn họ mà nói là cơ hội lập mạng lưới tiêu thụ toàn quốc tốt nhất, nếu không bọn họ lấy đâu ra cơ hội liên hệ doanh nghiệp ngoại tỉnh. Doanh nghiệp lớn không hứng thú với thứ bảng môn tà đạo này, nhưng những doanh nghiệp nhỏ không nộp nổi tiền đảm bảo đa phần không muốn tay trắng trở về, mà lợi nhuận của đĩa lậu tựa hồ còn khả quan hơn cả đầu đĩa. Đĩa chính VCD mỗi đĩa bán với giá 50-80 đồng, mà chi phí làm đĩa không tính bản quyền tốn 1 đồng, thời đầu thị trường đĩa lậu có giá 12-15 đồng, trong đó chứa lợi lớn cỡ nào. Đám Thịnh Thanh nhân đại hội nhà tiêu thụ của Ái Đạt, lôi kéo được số lượng lớn doanh nghiệp vào hệ thống tiêu thụ của họ, dễ dàng hình thành đường tiêu thụ phủ khắp nửa quốc gia. Bọn họ học trò vơ tiền của Ái Đạt, dù không có hào quang tiêu vương, nhưng thời đó rất nhiều người vì lợi nhuận dám mạo hiểm. Cũng phải nói rằng Á Đạt khơi lên làn sóng cuồng nhiệt về đầu đĩa đã giúp bọn họ rất nhiều, đám Thịnh Thanh không ngờ kiếm được gần 1.000 vạn tiền đặt hàng. Đương nhiên công tác bọn họ thuận lợi như thế là nhờ Trương Chi Phi lấy danh sách nhà phân phối từ chỗ Trương Khác, danh sách này ghi chép tỉ mỉ bối cảnh thực lực của các doanh nghiệp, thuận tiện bọn họ chọn đối tượng đàm phán bí mật. Đương nhiên tất cả tiến hành dưới sự cho phép ngầm của Trương Khác. Nói trắng ra địa lậu cũng xúc tiến thị trường đầu đĩa. Không có đĩa lậu thị trường đầu đĩa không phát triển nhanh được như thế. Trương Khắc nghe nửa tiếng đồng hồ, chống tay lên cằm trầm tư, những người còn lại im lặng, bọn họ rất coi trọng ý kiến của y. Đỗ Phi đẩy cửa đi vào, còn nắm tay Thịnh Hạ, thấy mọi người kinh ngạc nhìn hắn, Đỗ Phi cười hăng hắc buông tay Thịnh Hạ ra. Nghe nói mọi người đang ở đấy. Trương Khắc nhìn đồng hồ. Sắp 12 giờ rồi, mày còn đến làm gì? Đỗ Phi nhăn nhó nói. Tiểu Hạ có mấy bài số học chưa làm xong, tao phải đợi tới tận bây giờ, mày tưởng tao thích lắm à? Trương Khác nhìn Thịnh Hạ, cô gái này thật không đơn giản, có tên tiểu tử Đỗ Phi ở bên quấy phá mà còn tâm tư làm bài. Thịnh Thanh bảo em gái ra ngoài trước, gọi Đỗ Phi vào. Đỗ Phi xoa tay hỏi. Thảo luận cái gì mà thần bí thế? Nhà máy đông xã mày có bao nhiêu phần trăm? Tao thì có mấy, theo chơi vui thôi. Miệng nói vậy nhưng vẻ mặt Đỗ Phi không có chút đùa cợt nào, ngồi xuống bên Thịnh Thanh hỏi. Sao đột nhiên lại thảo luận chuyện này? Trương Khác không trả lời hắn, chuyện này nhóm Thịnh Thanh mới là chủ thể, nói với họ. Suy nghĩ của mọi người không tệ, dễ lập nên được mạng lưới tiêu thụ. Những một năm phải sản xuất bao nhiêu đĩa mới duy trì được mạng lưới này?
Chương 268, chuỗi sản nghiệp. Thịnh Thanh là kẻ đầu têu, đáp. Chúng tôi cũng biết dựa vào số máy hiện nay là không đủ, ước chừng tăng lên 50 máy mới miễn cưỡng giải quyết được vấn đề. Trương Khắc lắc đầu. Thị trường này này còn lớn mọi người tưởng tượng, chuẩn xác mà nói, mười mấy năm sau, quy mô thị trường đĩa lậu phải có gần 30 tỷ, không chỉ đầu đĩa mà phổ cập máy vi tính tính cũng mở rộng cực lớn thị trường đĩa lậu. Trương Khắc không giải thích lấy đâu ra con số đó, nhưng bọn họ không nghi ngờ y nói lung tung, chỉ giật mình vì con số khủng khiếp y nói. Trong thị trường này, mọi người định chiếm phần bao nhiêu, rồi phân chia thế nào? Chuyện đĩa lậu, các cơ quan liên quan sẽ mắt nhắm mắt mở, nhưng không khoanh tay ngồi nhìn mãi, đặc biệt khi xí nghiệp đĩa lậu quy mô lớn quá mức, khả năng sẽ khiến thế giới trực tiếp chú ý, lúc đó thành đối tượng đả kích hàng đầu. Một mạng lưới mang tính toàn quốc không thể do một xí nghiệp khống chế được. Đám Thịnh Thanh nín thở, hiếm khi Trương Khắc nói tới chuyện này, đều không muốn ngắt lời y. Tất cả sản nghiệp đều có chuỗi sản nghiệp, kể cả đĩa lậu cũng thế, chẳng qua là mới khởi đầu chưa nhìn thấy rõ thôi, ví như vỏ đĩa, bản mẫu, thiết kế bao bì, kiểm tra chất lượng v.v.v. Chúng ta gọi chung là chế tác bản mẫu, tiếp theo đó là sao chép mới đĩa lậu thực sự, rồi phát hành tiêu thụ. Quá trình phức tạp, cho nên có thể chia ra nhiều công đoạn cho các công ty khác nhau hoàn thành. Thiệu Chí Cương nói, vậy chúng tôi nên chuyển hướng chế tác bản mẫu. Trương Khắc thích sự nhạy bén của Thiệu Chí Cương, nói thẳng. Tôi nghĩ mấy ngày qua mọi người gặp không tin người muốn mua máy in đĩa, đổi lại là tôi, thà bán cho bọn họ kiếm một mớ, bọn họ mua máy xong còn cần nguồn đĩa, cần bản mẫu mới có thể sản xuất. Nếu muốn duy trì một mạng lưới toàn quốc phải có quần thể sản nghiệp, nếu có thể sao không lùi vào một góc nguy hiểm ít nhất kiếm thứ tiền yên ổn nhất. Trương Khắc nói ngắn gọn rõ ràng thế rồi, Thiệu Chí Cương hỏi thẳng. Vậy 1.000 vạn có thể làm gì? Chế tác bản mẫu? Thịnh Thanh hỏi. Chúng tôi đều lấy bản mẫu ở Thâm Quyến, nghe nói bản mẫu đều ở Hong Kong truyền sang, còn chế tác thế nào chúng tôi không biết. Kỹ thuật thì không khó, nhưng điện tử Ái Đạt chỉ bán kỹ thuật cho công ty chế tác chính quy. Còn điều nữa phải nói với mọi người, lần sau không được moi của công ty tôi quá nhiều người. Trương Khắc nghĩ nguy cơ mình đã nhắc, lối thoát đã vạch ra, trách nhiệm thế là làm tròn, lĩnh ngộ được không là chuyện của bọn họ, xem đồng hồ. Thời gian muộn rồi, mai tôi phải dậy sớm, không ở lại với mọi người nữa. Trương Khắc đứng dậy, không để cho chú đi tiễn. Trương Khắc đi rồi, Ngô Thiên Bảo cười khổ. Chúng ta có thể thành công ty chế tác chính quy được không? Ít nhất tất cả thủ tục phải hợp pháp. Thiệu Chí Cương đề nghị. Nếu mọi người đã ở đây cả vậy cùng nói xem bước tiếp theo nên làm thế nào. Thị trường thực sự lớn thế sao? Thịnh Thanh vẫn không thấy khó vào phán đoán của Trương Khắc. Tất cả người hoài nghi Khắc thiếu gia cuối cùng đều há hốc mồm, lần này tôi quyết định tin. Thiệu Chí Cương dứt khoát nói. Trương Chi Phi trầm ngâm. Thị trường hơn chục tỷ, đúng là rất khủng bố. Mạng lưới toàn quốc không dễ duy trì, xem ra đường lối của chúng ta hơi sai lầm. Mở rộng quy mô sản xuất không phải ý hay, quan trọng là kéo đám nhà tiêu thụ tham lợi không dễ thỏa mãn kia vào, chỉ cần hình thành một quần thể sản nghiệp lớn mới duy trì được mạng lưới vận hành. Ngô Thiên Bảo cười. Vậy Đông Xã chẳng phải thành xào huyệt của đĩa lậu sao? Thiệu Chí Cương gật đầu. Phải biến Đông Xã thành xào huyệt của đĩa lậu chúng ta mới thực sự khống chế được cả chuỗi sản nghiệp này. Trương Khắc chẳng biết biến Đông Xã thành quê hương của đĩa lậu rốt cuộc là có lợi hay hại, xuống xe taxi. Y quyết không nghĩ tới chuyện này nữa. Trương Khắc lấy chìa khóa mở cửa, rất nhẹ nhàng, trong phòng cha mẹ đèn sáng lên, Lương Cách Chân cảnh giác hỏi. Trương Khắc hả? Dạ. Ngủ sớm đi nhé. Đèn trong phòng cha mẹ lại tắt đi. Trương Khắc định tắm nước nóng, lại sợ có tiếng động làm cha mẹ không ngủ được, đánh răng qua loa, lấy nước lạnh lau mặt liền về phòng, nghĩ nếu hôm nay đáng lẽ tới nhà trọ khỏi đánh thức cha mẹ giữa đêm, hoặc nếu đổi nhà được thì tốt hơn. Phòng của y rất nhỏ, đặt một cái máy vi tính cũng thấy chiếm diện tích, nếu muốn đặt máy vi tính phải đem một cái bàn sách ra ngoài, vậy Trương Khắc có rất nhiều tư liệu không có chỗ để. Hứa Tư mua cho chỗ ở của mình tại Hong Kong một chiếc máy vi tính, Trương Khắc rất muốn một ngày bận rộn, về tới nhà có thể dùng máy tính tán gẫu với Hứa Tư. Cha 1-2 năm nữa là đều đi nơi khác nhậm chức rồi, mẹ cũng dần nhận thức được điều này, Trương Khắc nếu thường xuyên không ở nhà, đặc biệt ở Hải Châu mà không về nhà, mẹ sẽ cằn nhằn. Lo nhà ba người sắp mỗi người một phương vậy, với đa phần phụ nữ gia đình luôn là quan trọng nhất. Trương Khắc suy nghĩ rồi quyết định chuyển nhà, nếu không sang năm mua xe chẳng có chỗ mà để.
Hôm sau Trương Khác trốn trong phòng tâm sự buổi sáng với Hứa Tư qua điện thoại xong mới ra nói chuyện đổi nhà với mẹ. Lương Cách Trân đương nhiên đồng ý, Trương Chi Hành cau mày. Đổi sang nhà quá lớn ăn nói với bên ngoài ra sao? Trương Khác cười. Chú cũng muốn chuyển nhà, vậy để chú kiếm hai tòa biệt thự gần nhau, nói với bên ngoài là chú cho chúng ta ở nhờ, nếu bên ngoài vẫn còn lời đồn đại này nọ, thì ba à, ba cứ im lặng chịu đựng đi. Phó thị trưởng đại biểu thành phố mời gần 100 nhà tiêu thụ nhận được quyền đại lý của Ái Đạt, bày 30 mâm ở lầu 2 nhà hàng Văn Sơn, lãnh đạo nhà máy điện khí, máy giặt của Hải Châu cũng tới hưởng sái, Phương Hoành Thanh trà trộn vào trong, thậm chí an bài bọn họ phát biểu trước buổi tiệc, hành vi lấy chuyện công làm việc tư này của thành phố Chu Du cũng ngán ngẩm, thôi thì coi như cống hiến cho phát triển kinh tế của Hải Châu vậy. Tại lầu 8 nhà hàng Văn Sơn, Chu Phú Minh, Trương Hiểu Kiện tiếp riêng Trần Tín Sinh, Trương Á Bình, Ngả Mặc cùng Tô Tân Đông, ngoài ra còn có lãnh đạo cục đầu tư. Những chuyện này đáng lẽ do thị trưởng ra mặt mới thỏa đáng, Chu Phú Minh tích cực như thế làm đám Trần Tín Sinh nhầm ông ta là vị bí thư thành phố có hoài bão chính trị. Đám Thiệu Chí Cương tiếp nhận ý kiến của Trương Khác, dùng chiếc xe khách lớn đưa những nhà tiêu thụ hứng thú với sản xuất đĩa lậu, tới nhà máy ở Đông xã tham quan, biểu thị sẵn sàng cung cấp kỹ thuật, máy móc cần thiết để in đĩa. Tiếp theo đó đám Thịnh Thanh bức thiết phải giải quyết vấn đề kỹ thuật chế tác bản mẫu và nguồn tài liệu, việc thành lập một công ty chế tác thì dễ hơn nhiều. Kỹ thuật chế tác bản mẫu có thể lấy từ Ái Đạt, nhưng nguồn tài liệu chắc chắn Hong Kong và Thâm Quyến là nơi kịp thời có được tin tức phim ảnh toàn cầu nhất. Thiệu Chí Cương nói, Khác thiếu gia hay đi Hong Kong, có thể nhờ cậu ấy bảo mối quan hệ chiếu cố cho chúng ta một chút. Trương Chi Phi cười nói, chuyện này để tôi nói với nó. Trương Chi Phi biết Hứa Tư ở Hong Kong, chỉ không biết là làm gì, chuyện này tất nhiên không tiện nói với đám Thịnh Thanh. Cho dù lập công ty ở Hong Kong hoặc Thâm Quyến thì chúng ta sẽ phái ai đi phụ trách. Bọn họ mỗi người có sự nghiệp riêng, hơn nữa là nghiệp vụ chính, không thể tùy tiện bỏ lại. Thiệu Chí Cương gãi cằm nói. Lương Quân mặc dù mới ra ngoài làm việc, nhưng rất nhanh nhạy, để cậu ta thử chút xem. Thịnh Thanh cười hăng hắc. Trương Khác mà biết ba bọn họ định kéo Lương Quân vào cuộc có đánh chết cũng không góp ý. Chương 269, trong rạp chiếu phim. Bên ngoài vẫn đang bận rộn quanh đại hội nhà tiêu thụ, còn với Trương Khác mà nói, chuyện của y đã kết thúc. Buổi sáng tới văn phòng Cẩm Hồ, chưa ăn cơm xong liền tới cùng chỉ đồng đi xem phim, hôm qua y đã nhận lời với cô bé rồi. Do kế hoạch là Lý Minh Du cùng một giúp việc dẫn ba cô bé đi xem phim nên chỉ mua trước 5 vé. Không ngờ Tạ Vãn Tình cũng rảnh rỗi, rồi Trương Khác kéo cả chồng cô tới, đành mua thêm 3 vé nữa. Chỉ đồng do dự rất lâu, cô bé muốn ngồi cùng Tích Dung Tích Vũ, lại muốn ngồi cùng mẹ và Trương Khác, nhưng Trương Khác thì không dám để ba tiểu nha đầu tụ vào cùng một chỗ, như vậy khỏi xem xét gì luôn, còn làm người ta ghét. Vì thế Trương Khác và Chỉ đồng, Tạ Vãn Tình ngồi ở ghế sau, nhà Phó Tuấn và giúp việc ngồi ở ghế trước, như thế ít nhất có thể yên tĩnh xem hết bộ phim. Còn muốn phá phách đợi xem phim xong đi ăn KFC hắng hay. Trương Khác vốn muốn đưa cả Đường Thanh đi xem, nhưng Nhất Trung từ khi chỉnh đốn nề nếp tới nay quản lý học sinh càng thêm nghiêm khắc. Năm thứ nhất, năm thứ hai chỉ có chiều chủ nhật mới được nghỉ nửa ngày, mỗi tháng chỉ có 2 ngày nghỉ trọn vẹn cho học sinh nội trú về nhà. Trương Khác muốn xúi Đường Thanh trốn học, nhưng Đường Thanh là lớp trưởng, lại rất có ý thức tự giác của lớp trưởng, nên đành đợi khi chiếu Titanic hắng hay. Mặc dù mỗi lần Trương Khác đi xem Titanic đều phải ngủ trước, nhưng không thể phủ nhận Titanic là bộ phim xúc tác tình cảm thành công nhất lịch sử, tác dụng không kém gì Valentine, rất nhiều thiếu nữ thành phụ nữ sau khi xem xong bộ phim. Titanic chiếu vào mùa xuân năm 1998, khi ấy mình và Đường Thanh đều học đại học năm thứ nhất, đúng là thời cơ tốt để xem bộ phim này. Trước kia y từng cùng ba cô gái đi xem Titanic, đáng tiếc tình cảm thực sự lại chẳng có với một người nào. Lại còn toàn cô am hiểu chuyện tình dục làm Trương Khác không khỏi hoài nghi có phải mình bị ba cô gái kia lợi dụng không. Lần này sẽ đi xem cùng mấy cô đây. Trương Khác ngồi mơ mộng, chỉ là tới mùa xuân năm 98 còn khá xa. Khi mặt trời mọc lên, đại thảo Nguyên Châu Phi thức giấc, muôn vàn sinh vật hoan hô, chúc mừng vua sư tử và vương hậu sinh tiểu vương tử Simba. Chỉ đồng lần đầu tiên được xem phim hoạt hình trên màn ảnh rộng, mắt hút chết vào màn hình, một tay nắm chặt Trương Khác. Một tay nắm lấy mẹ, nắm rất chặt cứ như sợ hai người bọn họ thừa lúc cô bé tập trung lén trốn mất vậy, đôi mắt tròn xe nhìn màn hình không chóp, thi thoảng còn hỏi những câu rất cổ quái sao Linh Cẩu lại xấu như thế. Simba và Nala về sau có kết hôn không?
Nala là sư tử cái vì sao lại có đôi mắt lam đẹp như thế? Tại sao trưởng lão Rafiki lại biết công phu Trung Quốc? Chẳng hiểu nổi tí tuổi đầu mà sao cô bé nghĩ ra được nhiều vấn đề như vậy, may là chỉ đồng tập trung hết sự chú ý lên màn hình, Trương Khác và Tạ Vãn Tình mới không cần ứng phó với những câu hỏi cổ quái đó. Phim chiếu được một nửa, Trương Khác tưởng rằng mình đã chuẩn bị đủ đồ ăn vặt và nước uống đều hết sạch, chỉ đồng nhìn Trương Khác rất tội nghiệp, Trương Khác đành đứng lên, chuẩn bị tới hàng ghế trước xem thử, hy vọng Tích Dung, Tích Vũ không tham ăn như chỉ đồng. Tạ Vãn Tình ấn vai y xuống, chỉ vào phòng vệ sinh ở góc phòng chiếu, cô muốn đi rửa tay, thuận tiện lấy đồ ăn cho chỉ đồng.